lúc này đây huyết bào nhân và ngân bào lão giả đồng thời cả kinh thất thanh hỏi nhị vị đạo hữu không cần kinh ngạc ta nghĩ sau đây không lâu thủ hạ của các ngươi sẽ tự mình bẩm báo tin tức này về phần đầu mang ngạc kia thì có thể còn có ai khác tự nhiên là đầu hắc uyên ngạc kia thanh bào nam tử lại cười khổ một tiếng nói nguyên lai like là nó như thế mới đúng vừa nghe nói thân phận của mang ngạc ngân bào lão giả sắc mặt ngưng trọng vài phần nói là người này mà nói thì có thể có chút phiền phức nó chính là tòa kỵ năm đó của Minh La Thánh Tổ, mà Thánh Tổ của chúng ta năm đó cùng Minh La Thánh Tổ rất có giao tình. Hiện tại tuy rằng mang theo chúng ta ly khai thánh giới nhưng chúng ta cũng không tiện trực tiếp ra tay đối phó với ma ngạc này. Tuy nhiên, kẻ này năm đó không phục sự quản thúc của bọn ta mà hiện tại đã tiến dai lên thánh giai thì chỉ sợ là càng thêm không kiêng nể gì. Bất lợi là chúng ta quản lý cả tòa sơn mạch, huyết bào nhân cũng trao mày, có chút buồn bực nói. Việc này cũng không có gì khó, Ma ngạc này nếu đã tiến dai lên thánh giai thì thánh tổ đại nhân lại không thể tiếp tục mặc kệ không hỏi được. Đến lúc đó, giao cho thánh tổ đại nhân xử lý là được, chúng ta không cần quan tâm làm gì. Thanh bảo nhân như đã định liệu trước nói, lời này có lý, thánh tổ đại nhân sắp thức tỉnh rồi, tốt nhất là nghe lão nhân ra ngài phân phó. Ngân bảo lão giả sờ sờ tròm dâu trên cằm gật đầu nói. Ân, cứ theo lời nhị vị đạo hữu nói vậy, huyết bảo nhân nghĩ ngợi một lúc rồi cũng không có ý phản đối nổi. Tại hạ chỉ là muốn nghe xem, trong lúc thánh tổ lão nhân ra sắp thức tỉnh thì hai người ngươi, một người đem một cái ký phụ hóa thân phái ra ngoài, một người sai ái nữ ly khai nơi đây. Không biết bên ngoài có chuyện gì phát sinh và nhị vị đạo hữu có tính toán gì không? Ngân bào lão giả hai mắt nhíu lại, bỗng nhiên hỏi. Nghe được ngân bào lão giả hỏi như thế, thanh bào nam tử cùng huyết bào nhân nao nao, không khỏi liếc nhìn nhau một cái. Song mục của huyết bào nhân xoay chuyển rồi lập tức cười nhẹ hỏi ngược lại. Đa nhãn, ngươi cần gì phải ra vẻ không biết, thủ hạ của ngươi không phải là đại bộ phận đã xuất động sao. Không muốn nói cho ta là ngươi không biết gì về chuyện chi tiên nha. Thanh bảo nhân đứng ở bên sắc mặt âm trầm nói, chi tiên, cái gì chi tiên, lão phu phân phó thủ hạ dưới tay xuất động chính là muốn bắt lại kẻ hại tánh mạng của con ta kia mà hảo hảo báo thủ rửa hận. Ngân bào lão giả sừng sốt, không khỏi kinh ngạc nói. Chương 1650, Hoa thụ cùng thánh tổ. Ngân bào lão giả này tự nhiên chính là vị thánh giai đa nhãn ma kia. Ngày đó hắn vì báo thù cho quý tử bị chém chết mà không tiếc sai hai vị thủ hạ đắc lực là cửu giả và ngũ khắp ra ngoài điều tra hung thủ. Kết quả trong đó cửu giả bởi vì một mình truy tung mà kinh động đến thiên ngoại ma quân phụ thân vào huyệt linh nên bị một kích mà chết. Ngũ Khấp tuy chỉ huy đông đảo ma thú ngăn chặn Hàn Lập nhưng bởi vì bị dẫn dụ phân tán nhau nên kết quả là bản thân cùng hai gã thủ hạ dưới tay khác bị Hàn Lập dùng giáp nguyên phủ biến thành khôi lỗi mê hoặc đồng dạng xuất kỳ bất ý bị đánh chết. Về phần đám ma thú khác thì dưới sự dẫn dắt của ma thú Ngọc Lưu Ly kia chuẩn bị đuổi Bôn Ba đến lối vào tại ngoại Vi Ma Kim Sơn mạch mà mai phục chuẩn bị phục kích đám người Hàn Lập. Theo đó vị đa nhãn lão ma này mặc dù thủ hạ không ít nhưng vẫn chưa biết việc liên quan tới chi tiên nên hiện tại vừa nghe thấy lời này thì hắn tự nhiên ngẩn ra. Về phần hai người còn lại thì tự nhiên chính là thiết sĩ ma cùng huyết tí, đều là thánh giai ma thú. Vừa thấy thần sắc đa nhãn ma không giống như giả tạo thì đến phiên huyết tí bất ngờ. Trong mắt hắn huyết quang chợt lóe rồi ngưng trọng nói. Như thế nào, đa nhãn huynh công tử vẫn lạc, việc này sao hai người ta lại không biết một chút nào. Hư! Việc con ta bị hại chẳng lẽ là việc vinh quang sao? Vì sao phải cho mọi người đều biết? Huống chi các người đã nhiều ngày nay đều bận rộn, không được biết tin tức này thì có gì kỳ quái? Sắc mặt đa nhãn ma trầm xuống, khơi châm chọc nói: Khổ khổ, như thế lão phu đã hiểu lầm đạo hiểu. Huyết bào nhân nghe vậy thì ho nhẹ một tiếng có chút xấu hổ nói: Việc khác không cần nhiều lời. Ta hiện tại đối với chuyện của con ta cảm thấy vô cùng đau lòng, còn về chuyện chi tiên thì cũng cảm thấy rất hứng thú không biết nhị vị đạo hữu có suy nghĩ gì không? Đa nhãn ma đạm bạc nói, ha ha, kỳ thật không có gì, bất quá là một cái thiên địa linh vật nho nhỏ xông vào trong sơn mạch, cho dù chúng ta không nói thì thiết nghĩ đạo hữu sau đó không lâu cũng sẽ biết được việc này. Thiết xí ma cười ha ha, nhìn như tùy ý nói. Nga, không biết một thiên địa linh vật như thế nào mà có thể đồng thời làm cho thiết huynh cùng huyết tí đạo hữu động tâm. Ngay cả hóa thân cùng huyết mạch đều phái ra để mà sống mái với nhau. Nhị vị nói không sao chẳng lẽ thực sự cho rằng ta không thể tra xét ra việc này sao? Người đâu tới đây, sắc mặt đa nhãn mà trầm xuống rồi bỗng nhiên hai tay vỗ vào nhau ba ba hai cái, trong miệng phát ra một tiếng quát trói tai. Ngoài đại điện, một tên nam tử dáng người gầy yếu, trong tay ôm lấy một kiện giáp y màu xanh biết nhoáng lên một cái đã đi đến, sau khi đi vài bước đến trước người ngân bào lão giả thì chắp hai ôm quyền cung kính nói: "Tham kiến chủ nhân, không biết có gì phân phó?" Mã công người mau đi thăm dò tra xét lai lịch một linh vật tên là Chi Tiên. Xem nó hiện tại ở chỗ nào, đa nhãn ma lạnh lùng phân phó nói. Vân, chủ nhân, lục giáp nam tử không chút do dự ứng đáp, sau đó bên ngoài thân hắc quang nhất thiểm hóa thành một đạo độn quang từ đại môn bắn đi. Hai người thiết sĩ cùng huyết tí thấy tình hình này thì không nói được một lời, một mặt tươi cười tựa hồ không thèm để ý tới hành động này của đa nhãn ma. Ngân bào lão giả quay đầu lại thấy vẻ mặt của hai người như vậy thì sắc mặt càng âm trầm, sau khi hử nhẹ một tiếng thì lại nói. Tốt lắm, chuyện chi tiên dừng ở đây thôi, tiếp theo nên nói chuyện chính sự. Mấy ngày trước ta thu được một tin tức, nguyên bản thông đạo giới diện bị chúng ta ngăn chặn tựa hồ có điều dị thường. Giống như thánh giới bên kia còn chưa từ bỏ ý định lại có hành động mới. Giới diện thông đạo lúc trước không phải đã bị thánh tổ đại nhân một kiếm phá vỡ sao, bọn hắn sao có thể còn dám kích thích. Huyết bào nhân sắc mặt hơi biến đổi, bộ dáng có chút giật mình nói. Như thế nào, huyết tí huynh không tin lời tại hạ nói sao. Đa nhãn ma liếc mắt nhìn hắn một cái hỏi, chuyện giới diện trọng đại như vậy, huyết mỗ nào dám không tin. Huyết bào nhân cười ha ha trả lời, nếu thánh giới bên kia có thêm một thánh tổ khác, hơn nữa trong tay cũng có thể có huyền thiên chi bảo thì ta cảm thấy không phải không thể đả thông được thông đạo. Thiết sĩ ma sau khi sờ sờ cầm thì bộ dáng cân nhắc nói, không thể nào, năm đó thánh tổ đại nhân lúc nguy cấp vạn phần, mắt thấy ta cùng đường bị truy binh bao vây xung quanh mới bất đắc dĩ hủy diệt huyền thiên chi bảo cùng tu vi bản thân tổn hao nhiều để phá vỡ giới diện. Hơn nữa thánh tổ ngay cả cũng có huyền thiên chi bảo thì sao lại phải hy sinh nhiều như vậy? Huyết bào nhân không chút do dự phủ nhận nói, việc này cũng không nhất định, nếu bên kia có hai vị thượng sĩ thánh tổ dùng huyền thiên chi bảo luân phiên công kích thông đạo mà nói thì có lẽ thật sự là không mất cọng lông tóc nào mà vẫn có thể đả thông được giới diện. Đa nhãn mà ánh mắt chấp động vài cái rồi ngưng trọng nói. Vừa nghe lời này, huyết tí cùng thiết sĩ ma ngẩn ra, lập tức thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Quên đi, dị biến tại thông đạo còn rất nhẹ, cho dù có thể đả thông cũng là chuyện tình nhiều năm nữa. Là chiến hay là trốn vẫn nên giao cho thánh tổ lão nhân ra quyết định đi. Lão nhân ra lúc này bất cứ lúc nào đều có thể thức tỉnh. Thiết sĩ ma thở ra một hơi, cười khổ một tiếng nói. Đích xác là như thế, lấy thần thông của chúng ta căn bản là không thể ngăn cản được biến hóa của giới diện thông đạo. Bất quá, thánh tổ đại nhân thì có lẽ có biện pháp ngăn cản. Huyết bào nhân tinh thần rung lên ói, đa nhãn mà nghe xong thì cũng nhất thời miết tròm dâu gật đầu, môi vừa nhấp nháy tựa hồ muốn nói gì thì lúc này cái cửa đá cao ước chừng hơn 10 trượng đen thui phía trước ba người kia đột nhiên hào quang đại phóng, vô số phấn hồng kinh văn hiện lên, bộ dáng sáng ngời chấp động không chừng. Thánh tổ đại nhân tình, vừa thấy cửa đá có dị thượng, huyết bào nhân thất thanh kêu lên lập tức trên mặt ba gã thánh giai ma thú đều hiện ra hỉ sắc rồi hướng về phương hướng cửa đá thúc thủ mà đứng trên cửa đá hào quang lưu chuyển ước chừng một chén trà nhỏ công phu sau thì cuối cùng linh quang cũng thu liễm lại đồng thời vô số phù văn ở trên trong nháy mắt đã lặn sâu vào trong biến mất vô ảnh vô tung thấy tình hình này thần sắc tam ma nghiêm nghị mắt nhìn không chấp vào cửa đá có chút lo lắng cánh cửa đá lớn trong lúc nhất thời trở nên yên tĩnh không tiếng động nhưng tam ma cũng không có bất cứ biểu hiện dị thường nào ước chừng qua hơn nửa canh giờ sau đột nhiên âm thanh nổi lên kết một tiếng cánh cửa đá mở ra tam ma tinh thần đều rung lên nga cả ba người lại đều ở trong này thực là mệt cho các ngươi vào đây đi một thanh âm nữ tử bỗng nhiên từ trong cửa đá chuyển ra thanh âm cực kỳ uyển chuyển êm tai có một sự mềm mại ý nhị không nói lên lời làm cho chúng nhân vừa nghe thấy đều không khỏi hứng khởi tìm tòi tưởng tượng ra hình dáng của chủ nhân mà cửa đá sau khi mở ra một nửa thì để lộ ra bên trong một phiến không gian màu phấn hồng mở chấp động không chừng, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Chúc mừng thánh tổ đại nhân thức tỉnh, ba người chúng ta tới yết kiến điện hạ. Đa nhãn mà đại biểu cho những người còn lại khẽ khom người cung kính dị thường trả lời. Theo sau tam ma đều đè nén cảm giác hưng phấn, sóng vai nhanh chóng đi đến phía cửa đá nhưng bọn hắn vừa bước vào cửa đá thì chỉ cảm giác thấy trước mắt phấn hồng quang mang chợt lóe lên rồi như tiến vào một phiến thiên địa xa lạ. Trên không trung bầu trời xanh thẳng không thấy mây, còn trên mặt đất là một màu xanh biếc khôn cùng kéo dài xa liên miên một đường, cả thiên địa giống như vô cùng vô tận. Mà ở trên mặt cỏ một chỗ cực xa có một gốc cây cao chừng hơn trăm trượng. Trên đầu cây này nở ra một loại linh hoa màu hồng nhạt, giống như hoa sen. Lúc này dưới tàng cây đang có một đạo nhân ảnh màu trắng, hình dáng thức tha tuyệt vời giống như không phải là người trốn nhân gian đang lẳng lặng đứng ở nơi này. Tuy rằng cây hoa thụ nọ giống như ở cực xa mà nữ tử này đưa lưng về phía ba người nhưng một nét bóng dáng thoáng hiện này đã đủ làm cho hơn phân nửa nam tử trong thiên hạ lâm vào điên cuồng si mê. Tam ma vừa thấy cô gái này thì lại đồng thời cung kính đứng từ xa thi lễ. Nên đến gần đây, đến gần đây nói chuyện đi, nàng kia cười nhẹ một tiếng, một cánh tay trắng như ngọc bích tao nhã nhấc lên, nàng vươn tay hái một đóa hoa màu hồng phía trên đỉnh đầu sau đó nhìn như tùy ý vứt về phía sau. Phốc suy một tiếng, cự hoa màu hồng quay tròn chuyển động liền phát ra một tiếng vù rồi hóa thành một quầng sáng màu hồng nhạt bay cuộn lên. Tam ma chỉ cảm thấy phía trước mắt phấn quang chợt lẽ, cảnh sắc bốn phía trở nên mơ hồ rồi ngay sau đó bỗng nhiên cả ba người đều xuất hiện ở cách cây hoa thụ không đầy mười trường. Ba người cả kinh nhưng theo sau lại vừa mừng vừa sợ, vội vàng làm đại lễ chiêm bái. Đứng lên đi, các người cũng theo ta nhiều năm như vậy, hẳn là biết ta cũng không thích đa lễ. Nữ tử không có trở thân quay lại nhưng thanh âm ôn nhu dị thường làm cho chúng nhân nghe xong thì lại thêm kính yêu. "Đa Tạ Thánh Tổ đại nhân, chúc mừng đại nhân thần thông hồi phục." Tam Ma cũng không dám sợ ý, vẫn không người một cái rồi mới dám đứng thẳng dậy. "Thần thông khôi phục có thể không nói đến, ta hiện tại vẫn bất quá chỉ có non nửa pháp lực so với lúc trước mà thôi, tu vi là thứ không phải chỉ dựa vào ngủ say tính tu là liền có thể khôi phục được, nhất định mượn lực ngoại vật mới được." Nữ tử khẽ thở dài một hơi, tựa hồ cũng có chút bất đắc dĩ nói. Ngoại vật, vừa nghe lời này, đám người ngân bào lão giả không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Không sai, hơn nữa không phải là ngoại vật bình thường. Nhưng linh giới này hẳn là không thua kém thánh giới chúng ta nên hẳn là có hy vọng tìm được. Bạch hy nữ tử thì thào một câu, ngẩng đầu nhìn lên đám hoa thật lớn trên cây, bộ dáng tựa hồ cũng có chút không quá khẳng định. Đại nhân người cứ việc mở miệng, vô luận là cái gì, chỉ cần linh giới có được thì thuộc hạ nhất định sẽ tìm được. Thiết sĩ ma bỗng nhiên nắm chặt hai tay, lên tiếng khẳng định dị thường nói: Nhị ma còn lại cũng đồng dạng giơ tay một phen biểu lộ trung tâm. Ha ha, tâm ý của các người ta biết nhưng nơi này không phải là thánh giới của chúng ta. Các người này đều đã là thánh giai tồn tại, những kẻ có tu vi thấp tại linh giới không thể nhìn thấu thân phận các ngươi nhưng nếu gặp kẻ có pháp lực không sai biệt lắm thì lại không cách nào cam đoan là không bại lộ thân phận. Đến lúc đó bản thân các ngươi đều khó bảo toàn thì sao có thể thay ta đi tìm đồ vật nọ? cũng chỉ có thể tự ta ra ngoài một chuyến. Nữ tử hơi trầm ngâm một chút thì liền ra quyết định nói. Đại nhân muốn đích thân ra ngoài, trăm triệu lần không thể. Thánh tổ đại nhân tu vi chưa khôi phục, vạn nhất đụng phải tồn tại cùng dai thì làm như thế nào? Đại nhân nhất định phải nghĩ lại. Ta ma vừa nghe nữ tử nói như vậy thì nhất thời không ngớt lời cắt tường được thốt ra, dáng vẻ trung thành và tận tâm với nàng. Yên tâm, tại linh giới này cơ hội gặp được tồn tại cùng dai với ta là cực kỳ bé nhỏ. Tu Vi đã tới trình độ như ta bình thường đều chỉ tránh ở trong động phủ một lòng tu luyện để ứng phó với các loại thiên kiếp. Làm sao dễ dàng đi lại bên ngoài? Huống chi, cho dù ta chỉ có non nửa pháp lực, nếu đụng tới tồn tại cùng giai thì có lẽ không đủ khắc địch nhưng chạy trốn thì vẫn dư giả. Tồn tại như ta bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá bình cảnh cuối cùng, làm sao dễ dàng bị người ta diệt sát như vậy? Bạch Y nữ tử thản nhiên nói. Chương 1651, Huyền Thiên Như Ý Nhận. Ta ma nghe nữ tử nói như vậy thì chỉ lầm bầm lầu bầu, cũng không biết nên khuyên cái gì nữa, chỉ có thể thỉnh cầu nữ tử vì bản thân mà cân nhắc thêm một phần. Vì cái gì mà phải đi ra, nếu không đi ra mà nói, thương thế của ta Thủy chung không thể hồi phục được, vạn nhất vài tên đại địch ở thánh giới kia phá không mà đến thì ta có thể thật sự hoàn toàn không có năng lực hoàn thủ. Huống hồ ta lưu các ngươi lại lúc này là còn có an bài khác, sẽ không thoải mái đâu. Nữ tử lắc đầu hiển nhiên tâm ý đã quyết định thánh tổ đại nhân có gì phân phó xin cứ việc nói ra. Đa nhãn ma vội vàng cung kính hỏi, nhị ma còn lại cũng biến sắc, trong thời gian ta ngủ say, thông đạo đi thánh giới kia có từng mở ra chưa? Nữ tử đột nhiên hỏi, những năm trước thì vẫn vô sự nhưng cách đây không lâu bên kia thông đạo có ẩn hiện dao động truyền đến, tuy rằng rất nhẹ nhưng thánh giới kia giống như lại có hành động. Đa nhãn ma thành thật đáp, thiết sĩ cùng huyết tí nghe vậy thì thần sắc cũng trầm xuống ấn theo tính toán thì bọn họ cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu nên bắt đầu có hành động ta sẽ lưu lại cho các ngươi một phương pháp bố trí đại trận có thể tạm thời đem thông đạo ra cố cường lực thêm mấy lần như thế mà nói bên kia cho dù có thực sự có người muốn đả thông thông đạo thì cũng không phải là việc dễ dàng bất quá trận pháp này hao phí nhân lực và vật lực rất lớn ba người các ngươi cần phải phân công nhau trông coi thì mới có thể mau chóng hoàn thành được trong khoảng thời gian này ta rời đi các ngươi phải chuyên tâm làm nhanh việc này Nữ nhân bình tĩnh nói, dạ, cần tuân thánh mệnh của thánh tổ, ta ma nghe vậy thì mừng rỡ, liên miệng đồng thanh lĩnh mệnh nói. Đúng rồi, trong lúc ta ngủ say, hình như có sự tình quan trọng gì phát sinh phải không, sau không bẩm báo cho ta biết. Nữ tử tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, thản nhiên phân phó nói. Những năm gần đây, trong sơn mạch xác thực có một số chuyện phát sinh nhưng đại bộ phận đều là tiểu sự, ba người thuộc hạ cũng có thể xử lý. Chỉ có hai chuyện liên lụy quá nhiều, không thể không bẩm báo với thánh tổ đại nhân. ta ma trao đổi một chút rồi thiết sĩ ma thì thào mở miệng nói. nga, nói ta nghe một chút. bạch y nữ tử nhẹ bâng quơ nói. thứ nhất, năm đó đại nhân trước khi ngủ say đã đem huyền thiên như ý nhận tàn phiến giao cho ba chúng ta bảo quản. kết quả, một mảnh do thuộc hạ bảo quản kia bị một đầu thánh giai ma viên trộm đi, sau đó trốn ra ngoài ngoại vi sơn mạch, hiện tại cũng không biết ẩn thân nơi nào. thiết sĩ ma trần chờ một lúc rồi vẫn kiên trì cúi đầu nói như ý nhận bị trộm đi một mảnh ma viên kia lai lịch ra sao sao lại ở trong sơn mạch này thanh âm của nữ tử hơi có chút dao động đầu ma viên này hẳn là một trong đám truy binh năm đó khi đại nhân phá vỡ thông đạo trong lúc vô ý bị cuốn vào thân nó có thánh giai tu vi nhưng lại che giấu rất tốt giấu giếm được ba người bọn ta nhiều năm cuối cùng thừa dịp một lần ta ra ngoài thì mới đột nhiên đến làm khó dễ đoạt đi như ý nhận tàn phiến ở trong mật thất thuộc hạ đã làm mất đi trọng bảo xin thánh tổ đại nhân trách phạt thiết sĩ ma cúi đầu, chủ động hướng nữ tử thỉnh tội. Ha ha, năm đó như ý nhận sau khi bị hủy thì uy năng đã mất đi hơn phân nửa. Hơn ứa cũng bị chia ra làm ba phần, cho dù là ta cũng vô pháp phục hồi như cũ. Nói chung loại huyền thiên tàn phía này căn bản không thể tu bổ, vứt bỏ cũng được, cái này cũng không có gì. Một việc khác là cái gì? Nữ tử áo trắng trầm mặc một chút rồi khẽ cười một tiếng, không thèm để ý tới nói. Đà tạ ân thánh tổ đại nhân không trách phạt, còn một sự kiện khác, chính là tòa kỳ của minh la đại nhân năm đó đầu hắc huyên ngạc kia vừa mới tiến giai thành công cũng thành tồn tại thánh giai biến háo như thế không thể cứ để ở trong sơn mạch mặc kệ không hỏi tới không biết ý đại nhân như thế nào thiết sĩ ma ngầm thở ra một hơi nêu lên một sự kiện khác nhưng tâm lý thoải mái hơn rất nhiều nga đầu tiểu ma ngạc kia cũng đã tiến giai thánh giái đây là một sự kinh hỉ ngoài ý muốn một khi đã như vậy vừa lúc bên ta còn thiếu một cái chân chạy để cho hắn theo ta cùng nhau ra ngoài một chuyến nữ tử nghe vậy thì lại thản nhiên cười rộ lên, tiếng cười dễ nghe say lòng người giống như âm thanh tự nhiên làm cho người ta càng nghe càng bị hãm sâu vào trong đó, trong lúc nhất thời không tự kiềm chế được. Tam ma tự nhiên không dám dị nghị, đều gật đầu xưng phải. Đại nhân, còn như ý tàn phiến trong tay chúng ta. Huyết bào nhân còn cẩn thận hỏi lại một câu, đồ vật này đối với ta cũng không có trọng dụng gì, các người cứ lưu lấy mà phòng thân đi. Nữ tử khoát tay tùy ý nói, đa tạ thánh tổ đại nhân ban cho. Huyết bảo nhân và đa nhãn ma vừa nghe lời này thì mừng rỡ vái mà nói. Có huyền thiên chi bảo tàn phiến này để hộ thân mà nói có thể giúp cho thần thông của bọn họ tăng lên hơn non nửa. Thiết sĩ ma đứng một bên tự nhiên lộ vẻ mặt hâm mộ nhưng lập tức nhớ ra cái gì, không người bẩm báo nói. Đúng rồi, thánh tổ đại nhân, hiện tại trong sơn mạch phát hiện ra một con chi tiên là tồn tại cùng loại với biến hóa ma tiêu. Không biết chủ nhân đối với nó có cảm thấy hứng thú hay không? Chi tiên, biến hóa ma tiêu. Tại sơn mạch chúng ta mà cũng có loại đồ vật này ư. Thứ này là vật tuyệt hảo dùng để tu luyện thân ngoại hóa thân cùng ký phụ nguyên thần nhưng cũng cần tiêu phí cực đại tâm huyết mới bồi luyện được. Lấy tình huống hiện tại của ta thì cũng không có tinh lực phân tâm đến nó, ba người các ngươi ra tay đem nó thu lấy là được. Nữ tử có chút ngoài ý muốn nhưng lại lập tức lắc đầu, cũng không để ở trong lòng. Nghe nữ tử nói như vậy, ngân bào lão giả đầu tiên là cả kinh rồi lập tức lộ ra một tia vui mừng mà thiết xí cùng huyết tí liếc nhìn nhau một cái, tựa hồ muốn nói gì nhưng cuối cùng cũng không có nói ra. Tốt lắm, ta hiện tại vừa mới tỉnh lại, hơn tháng sau mới có thể rời sơn mạch được. Trong sơn mạch mọi chuyện lớn nhỏ các ngươi tự xử lý. Không cần bẩm báo cái gì cả. Mắt thấy Tam Ma có vẻ như đã nói xong, nữ tử phân phó một tiếng rồi cũng không quay đầu lại, áo bảo trắng hướng về phía sau run lên. Tam Ma chỉ cảm thấy phấn quang bốn phía quay cuồng, ngay sau đó thân hình bỗng nhiên hiện ra ở ngoài đại điện, giống như từ đầu đến giờ chưa từng rời đi bước vào trong lòng bọn họ không khỏi có chút hoảng sợ xem ra thánh tổ đại nhân tuy rằng tu vi chưa phục hồi nhưng chiêu di tinh hoán nguyệt ấy lại càng sâu không lường được nếu là như vậy trong lời nói đại nhân ra ngoài đích xác sẽ không có chuyện gì thiết sĩ ma thở dài một hơi giống như mới chính thức được yên lòng đích xác là như thế huống hồ thánh tổ đại nhân tâm ý đã quyết chúng ta sao có thể ngăn cản được thôi cứ dựa theo phân phó của đại nhân đi làm đi huyết tý cũng trầm ngâm một chút rồi nói Ngân bào lão giả nghe xong lời này, hai mắt híp lại rồi lập tức bên ngoài lộ ra vẻ cười nhưng trong lại không cười nói. Nguyên lai chi tiên là tồn tại cùng loại với biến hóa ma tiêu kia, trách không được nhị vị giữ kín như thế. Hiện tại thánh tổ đại nhân đã không muốn đồ vật này thì ba người ta đây ai có thể lấy được linh vật này tự nhiên là phải xem bổn sự của chính mình. Nói như thế, lão phu liền đi trước một bước, vừa dứt lời, đa nhãn mà thậm chí không đợi nhị ma đáp lời, một tay bấm quyết, trên người toát ra một cỗ ma phong tối đen sau đê tô gào thét một tiếng mà chạy ra khỏi đại điện, biến mất không thấy bóng dáng. Lão gia hỏa này có vẻ thật sự nóng vội a à. thiết xí ma bĩu môi có chút khinh thường nói, hắc hắc, đa nhãn ma huynh tự giác chưa an bài hậu thủ nên tự nhiên phải lập tức phái người đi bố trí. Bất quá, chi tiên kia chỉ sợ cũng đã không rơi vào tay chúng ta, nếu không hai ta đã sớm có tin tức truyền đến. Hơn nữa ký phụ hóa thân của thiết si huynh cũng đã bị hủy mất, điều đó cho thấy đồ vật này hơn phân nửa đã rơi vào ngoại lai nhân. Lần này tiến vào sơn mạch, đám ngoại lai nhân kia xem ra tựa hồ không giống mọi lần a. À. Huyết tí trong mắt tia máu chợt lóe lên rồi chậm rãi nói. Có phải thực sự rơi vào tay ngoại nhân hay không thì đúng là khó nói, bất quá đa nhãn ma hiện tại đi bố trí thì hơn phân nửa là đã muộn. Dù sao ngoại lai nhân cũng chỉ có thể ở trong sơn mạch chúng ta hơn một tháng mà thôi, hơn phân nửa là đã ra đến lối ra sơn mạch không xa cho dù là bọn ta tự mình xuất phát thì vô pháp đuổi kịp nếu biết trước như vậy thì lúc trước đã phái thêm nhiều nhân thủ trên mặt thiết sĩ ma hiện lên một tia hối hận nói ha ha không phải thiết huynh không muốn điều động nhiều nhân thủ dưới tay mà sợ xuất động nhiều nhân thủ quá mà khiến cho đa nhãn chú ý huyết bào nhân nghe xong thì lại cười hắc hắc nói tùy huyết tý huynh nghĩ như thế nào cũng được ta xin cáo từ trước xem tin tức thế nào thiết sĩ ma mỉm cười một bộ không thèm để ý nói. Sau đó thân hình nhoáng lên một cái, một chút đã xa ra hơn 10 trượng, sau hai cái chấp động nữa thì đã ở lối vào đại điện mà tiêu thất. Huyết bào nhân mặt không chút thay đổi nhìn chầm chầm cửa điện một hồi lâu, đến nửa ngày sau mới cười lạnh một tiếng rồi thân thể đột nhiên phát ra huyết quang, sau đê tô lại giống như ngọn nến cháy mà tan rã hóa thành một bãi máu loãng chui vào trong lòng đất. Đào mắt công phu, cả gian đại điện liền trống rỗng, không còn bóng một người nào. Hàn lập hóa thành một đạo thanh ảnh, cơ hồ nhạt như không thấy ẩn thân trong một đám mây đen nhìn như bình thường. Hắn đang nhìn về một nơi cách lối ra ma kim sơn mạch hơn 10 dặm, hai mắt híp lại, trong đó có lam mang thản nhiên chấp động, trên mặt tràn đầy vẻ cân nhắc. Cái gọi là lối ra kỳ thật bất quá là một mảnh hư không trống rỗng mà thôi. Nó là một khu vực dài bất quá vài dặm, nếu muốn rời khỏi ma kim sơn mạch thì cũng chỉ có thể thông qua địa phương này được trận pháp chi lực bên ngoài tiếp dẫn đi ra. Bất quá, Địa phương nhìn như không có một bóng người này trong mắt Hàn Lập dùng minh thanh linh mục thần thông thì lại có thể nhìn thấy hàng trăm cái bóng màu xám, hắc khí trải rộng hai bên sườn, tất cả đều có bộ dáng như hổ rình môi. Hàn Lập sờ sờ cằm trên mặt lộ ra vẻ ý vị sâu xa, sau khi quan sát trong chốc lát thì hắn bỗng nhiên vừa lật một tay, trong tay bỗng nhiên có thêm một cái phủ lục màu tím nhạt. Sau khi dán phủ lục lên trên người, nhất thời một đoàn tử vụ cán ra cùng phiến phiến ngân sắc phủ văn quay cuồng thân hình hắn nhất thời hoàn toàn hư hóa rồi bay lên không trung như đám mấy khinh khinh phiêu phù bay về phía trước. Hắn vừa rồi đã xác định phủ cận không có thánh giai tồn tại nên tự nhiên không quá lo lắng là sẽ bị ma thú nào khám phá ra, liền như vậy mà nghênh ngang chuẩn bị trực tiếp bay qua mà đi. Ma thú mai phục bốn phía căn bản chưa phát hiện được cái gì dị thường, vẫn nằm mai phục ở hai bên không nhúc nhích. Hàn lập trong lòng vui vẻ, một lát công phu sau hắn liền vượt qua khoảng hư không này được hơn trăm trượng nhưng vào lúc này, một con tiểu thú hình thể bất quá chỉ vài thước đột nhiên bên ngoài thân không chút dấu hiệu chợt có một quầng sáng nhiều màu huyễn lệ từ trên người bạo phát ra, một chút đem phạm vi hơn ngàn trượng bao vây lấy. Hàn lập chỉ cảm thấy bên ngoài thân nóng lên rồi lại khôi phục như thường nhưng uy năng của thái nhất hóa thanh phù lại cứ như vậy mà bị phá đi. chương 1652, Ly Sơn. Sau đó, thân hình hàn lập bại lộ ra trước mặt hơn trăm trung cao dai ma thú, sắc mặt hắn nhất thời đại biến ánh sáng lưu ly này là loại bí thuật gì mà lại có thần thông lớn như thế? Ngay cả thái nhất hóa thanh phù cũng có thể dễ dàng bị phá, hơn nữa đầu ma thú này làm thế nào để biết hắn có mặt ở phụ cận nhưng chuyện tình càng thêm bất ngờ đã xảy ra. Lúc thân hình hắn vừa mới hiện ra thì đồng thời cách đó hơn 10 trượng cũng có thanh quang chợt lóe lên rồi hiện ra một thân ảnh thon thả khác. Hắn ngưng thần nhìn lại, đúng là tiêm tiêm, tinh tộc nữ tử này cuối cùng cũng không biết dùng thủ pháp gì ẩn nấp mà ngay cả hắn vừa rồi dùng minh thanh linh mục cũng không thể nhìn thấu hành tích bất quá hiện tại thân hình bại lộ sắc mặt nàng chợt biến đổi hàn lập giật mình tâm niệm nhanh chóng quay ngược trở lại hai tay bấm quyết sau lưng có tiếng sấm phát ra rồi một đôi cánh trong suốt hiện lên trong khi đó tiêm tiêm vừa thu lại vẻ bối rối rồi há mồm trong tay đột nhiên có thêm một đạo phù lục ngân quang trói mắt lúc này hai bên thông đạo có tiếng kinh hồ rồi ma khí đen tuyển theo hai bên phóng lên cao thanh thế như bài sơn đảo hải hướng vào giữa đẻ xuống hơn trăm trung cao giai ma thú đồng loạt ra tay thanh thế to lớn như thế nào cũng có thể nghĩ được. Chỉ sợ là hợp thể kỳ cũng tuyệt đối không dám trực tiếp đối cứng. Hàn lập hít sâu một hơi, hai cánh sau lưng run lên rồi đột nhiên hóa thành một độn quang xanh trắng kích bắn ra, chỉ chợt lóe lên liền tiến hợp vào trong hư không. Còn tinh tộc nữ tử thì lập tức đem ngân phù ránh lên người sau đó hóa thành một mảnh ngân quang biến mất. Hắc khí hai bên nhất thời đánh vào hư không, ngay sau đó, độn quang xanh trắng chợt lóe mà ra hàn lập xuất hiện cách đó hơn trăm trượng rồi quay đầu liếc mắt nhìn lại nhằm phía lưu ly thú liếc mắt một cái sau đó thân hình nhoáng lên một cái nhập vào trong hư không không thấy bóng dáng trong không trung ngân hồ chợt lóe rồi tiêm tiêm ngay sau đó cũng xuất hiện trong hư không nàng quay đầu hướng về đám ma thú thản nhiên cười rồi thân thể mềm mại lại uốn éo biến đi hắc khí tán đi thân hình trên trăm ma thú hiện ra không khỏi đưa mắt nhìn nhau như vậy mà vẫn để bọn họ chạy thoát được một đoàn lưu quang chợt lóe lên rồi thân ảnh Ngọc Lưu Ly tiểu thú xuất hiện ở phía trước quần thú, nó đưa mắt nhìn về phía hư không trống rỗ, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Đều là tại ta vô dụng, lãng phí thời cơ tốt. Ma thú nhìn giống như heo rừng mở miệng nói, đám ma thú phụ cạn khác phần lớn cũng lộ ra vẻ hổ thẹn cùng chán nản. Cái này cũng chẳng thể trách được các ngươi, độn pháp cùng ẩn nặc thuật của hai người này đích xác có chút kỳ lạ. Cho dù là ta cũng chỉ phát hiện ra một người trong đó, tên còn lại làm như thế nào để độn đén phụ cận thì ta cũng không phát hiện ra. Chúng ta có nên tiếp tục mai phục tại nơi này nữa không? Một con cao dài ma thú khác nhịn không được hỏi, đương nhiên là vẫn phải tiếp tục đợi ở chỗ này, cho dù bắt không được người này thì cũng phải bắt được một vài tên từ bên ngoài tới. Nếu không thì không thể nào trở về báo cáo được, lưu ly tiểu thú cười khổ một tiếng nói, vừa nghe tiểu thú nói như vậy, đám ma thú khác thấy hữu lý, lúc này lập tức giải tán bay đến khu vực phụ cận ẩn nấp. Hàn Lập ở trong một đoàn ngân quang phi độn về phía trước. Trong không trung có vô số hồ quang màu xanh không ngừng bắn ra liên tục chớp lên bắn lên ngân quang mà ở phía sau hắn không xa, một đoàn ngân quang khác bay sát sau, rồng dạng bị vạn lôi oanh kích mà từ từ đi tới. Mấy canh giờ sau, từ trong một mảnh linh khí loãng ngân quang chợt lóe rồi hai luồng ngân quang từ trong phi ra, theo sau hào quang chợt tắt hai đạo ngân quang chói lọi tán đi. Sau khi tán đi, một nam một nữ đứng ở nơi đó, nam đúng là Hàn Lập mà nữ chính là Tiêm Tiêm cuối cùng cũng từ bên trong ra được, lúc này đây đúng thật là trộm gà không được mà còn mất nắm gạo. Chẳng những không có được chân lân bổn nguyên mà ngay cả pháp lực cùng pháp bảo đều hao tổn không ít, lại còn thiếu đạo hữu một cái thiên đại nhân tình nữa. Tinh tộc nữ tử nhìn Hàn Lập liếc mắt một cái, mờ quang lưu chuyển rồi thở dài một hơi nói. Tiêm tiên tử cần gì phải quá mức huệ hoài, lúc này đây xuất hiện nhiều biến cố như vậy, cao dài ma thú lại hợp thành bầy xuất hiện. Có thể giữ được cái mạng nhỏ từ bên trong đi ra cũng đã là không tệ rồi. Hàn Lập mỉm cười, rất là thong thả nói, lời này cũng đúng, lúc này đây hình như có rất nhiều cao giai ma thú khác canh giữ ở lối ra, người có thể sống sót đi ra chỉ sợ không có mấy. Nhưng mặc kệ sự tình này, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời đi thôi. Tiêm Tiêm quay đầu nhìn về lối ra liếc mắt một cái rồi thở dài một hơi nói. Hàn Lập tự nhiên không có ý kiến gì liền gật đầu rồi hai người lập tức độn quang tái khởi cùng nhau bay đi ngay sau khi hai người bọn họ rời đi một lúc lâu sau thì đột nhiên từ một phương hướng khác trong sương mù bạch quang nhất thiểm một đạo kinh hồng trói mắt kích ra chỉ chợt lóe lên thì đã xuất hiện ra một đạo nhân ảnh đây là một lão già mập mạp một thân áo bào vẻ mặt lo âu lão già này đưa mắt đảo qua bốn phía trong miệng thì thảo nói như thế mà mất đi nửa ngày sẽ không vì vậy mà bỏ qua cơ hội chặn người ở bên trong đi ra a à. nếu thật sự như thế thì cốc mỗ nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho lưu phong từ kia biết rõ ta có chuyện quan trọng trong người, không nên ép luận bản tân thần thông cái gì. Chơi với lão phong tử này thật sự là suối quẩy vô cùng. Lão giả một bên tự nói mà trên mặt đều là bộ dáng không hay ho gì mà hắn có một thân pháp lực sâu không lường được, dĩ nhiên là một gã hợp thể kỳ tồn tại. Bất quá vị thánh tộc họ cốc này tự nhiên không nghĩ tới, người mà chính mình khổ tâm chờ đợi nơi đây nhiều ngày như vậy bỗng nhiên bởi vì vị lưu phong tử kia xuất hiện làm cho mục tiêu của mình trốn mất. Thật không hiểu là do hàn lập may mắn hay là vị này suối quẩy. Kế tiếp vị lão già họ cốc này một tay bấm quyết, thân hình liền trở nên mờ mịt vô cùng, cuối cùng bị bao phủ trong làn sương mù không thấy bóng dáng. Hàn lập tự nhiên không biết, trình mình trong lúc vô ý đã thoát một cái đại phiền toái. Hắn cùng tiêm tiêm không quay lại tiêu vân chấn mà trực tiếp theo phụ cận bay qua nhằm thẳng đến phía ngoài kiên trì mà đi. Hơn nửa ngày sau, hai người cuối cùng đã từ trong vụ hải phi độn ra, sau đó phá không bay đi. Một ngày sau, Hàn Lập cùng tinh tộc nữ tử đã thấy được trên không trung bóng dáng mơ hồ của Vân Thành xa xa. Lúc này hai người dừng độn quang lại, tạm thời đứng ở giữa không trung. Tiêm tiên tử, vì phòng ngừa có hữu tâm nhân chú ý. Hai người ta tốt nhất là tách ra mà đi vào thành. Hàn Lập bình tĩnh nhìn tiêm tiêm nói. Hàn Huynh nói cực kỳ có lý, hai người ta cùng đi vào mà nói đích xác có chút đáng chú ý. Như vậy đi, đạo hiếu đi trước vào thành, một khắc sau tiểu muội sẽ đi vào được không? Tiêm Tiêm suy đoán mỉm cười nói, "Không có vấn đề gì." Hàn Lập vui vẻ đồng ý nói, "Đúng rồi, Hàn huynh trước tiên có thể đem viên thánh giai ma hạch kia đưa cho ta. Để tu bổ thiên ngoại ma giáp thì trước tiên ta cần xử lý ma hạch và sử dụng bí thuật luyện chế qua một phen." Như thế mà nói, Hàn huynh cũng có thể sớm có được bộ ma giáp. Tinh tộc nữ tử thản nhiên nói. Hàn Lập nghe xong thì cũng cười nhưng không nói gì mà khoát tay, nhất thời một cái hộp ngọc bay ra. Trên mặt Tiêm Tiêm hiện lên một tia kinh ngạc nhưng Ngọc Thủ vừa nhấc đã thu cái ngọc hạp tới trong tay. Bất quá, nàng cũng không lập tức mở cái hộp ra mà là mở đôi mắt đẹp nhìn Hàn Lập một lúc sau đó mới bỗng nhiên cười một tiếng nói: "Hàn huynh đối với tiểu muội thật sự là rất yên tâm sao, bảo vật khó khăn mới đến tay như thế mà lại có thể nhẹ nhàng đưa cho ta?" "Hắc hắc, không phải là yên tâm mà Hàn mỗ tin tưởng Tiêm đạo hữu sẽ không vì một viên thánh giai ma hạch mà làm ra cử chỉ gì không khôn ngoan." Hàn Lập lại lắc đầu hờ hững nói: mà kệ như thế nào mà nói, Hàn Huynh một khi đã yên tâm đem vật ấy giao cho ta thì tiểu muội nhất định sẽ không phụ kỳ vọng. Nửa tháng sau, đạo hữu lại đến tiểu điếm tìm ta, ta sẽ chuẩn bị tốt hết thảy vì đạo hữu mà tu bổ thiên ngoại ma giáp. Tiêm tiêm bất giác nổi lên một tia mỉm cười, nhẹ giọng nói. Cái này cũng phải nhờ vào tiêm tiên tử. Hàn lập nghe vậy thì trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó, hai người hàn huyên vài câu rồi hàn lập liền ôm quyền cáo từ trước chỉ thấy độn quang xuất hiện rồi một đạo thanh hồng nhằm thẳng đến phía trước tường thành thật lớn mà đi, một lát sau đã biến mất ở trong mây mù không thấy bóng dáng. Mà tiêm tiêm thì vẫn đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích, nhìn phương hướng hàn lập rời đi mà ánh mắt chấp động. Như thế nào, người vẫn còn muốn tiếp tục mượn sức người này sao? Bỗng nhiên một thanh âm xa lạ từ trên người tinh tộc nữ tử truyền ra. Kỳ ảnh, người đã tỉnh lại, tiêm tiêm vừa nghe thấy thanh âm này thì không khỏi vui vẻ, hai ống tay áo run lên nhất thời một mảnh sáng mở bay ra sau đó là một đoàn thanh ảnh, sau khi bắn ra xoay quanh một cái thì hóa thành một cái hư ảnh kỳ lân to cỡ đầu ngón tay. Con thú này lắc lắc đầu cười khổ một tiếng nhìn tinh tộc nữ tử mở miệng nói. Mấy ngày trước ta đã miễn cưỡng tỉnh lại nhưng bởi vì lại phải trợ giúp ngươi liên tiếp thúc giục vài loại đại pháp nên kết quả là phải nghỉ ngươi tĩnh dưỡng mất mấy ngày. Hành động này của chúng ta xem như không công mà lui không nghĩ tới chẳng những chân linh chi huyệt huyệt linh xuất hiện dị biến mà ngay cả gia hỏa tồn tại giống như ngươi cũng chạy tới nơi đó. Nếu không có vài phần vân khí thì chúng ta thực có thể vẩn lạc ở trong đó. Tiêm tiêm bất đắc dĩ nói, đích xác là như thế, bất quá cũng may mắn do tiểu tử họ hàn kia thần thông xa hơn so với dự đoán của chúng ta, nếu không ngươi thật đúng là không thể sống mà ly khai khỏi ma kim sơn mạch. Bất quá ngươi còn tính toán tiếp tục giao hảo với người này a à, có phải là chuẩn bị cho lần vào chân linh chi huyệt tiếp theo sao? Kỳ ảnh gật gật đầu rồi tiếp tục hỏi lại một câu. Chân Linh Chi Huyệt xuất hiện lần tiếp theo là chuyện tình của nhiều năm sau. Tạm thời chúng ta không nên cân nhắc xa như thế nhưng cho dù không lo lắng đến việc này thì người này thần thông to lớn như thế, tựa hồ không kém gì Thánh giai sơ giai tồn tại. Ta nên hết sức giao hảo thì cũng không có chỗ xấu. Tinh tộc nữ tử khóe miệng nhếch lên, cười hỏi, "Có lý, thượng tộc thất giai mà đã có thần thông kinh người như thế thì đích xác là đáng giá để mượn sức." Kỳ ảnh trầm ngâm một chút rồi cũng đồng ý. Bất quá, lúc này đây chúng ta tiêu phí nhiều tâm huyết như thế, cũng vì vậy mà chịu nhiều phiêu lưu nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Cái này thật sự làm cho ta rất không cam lòng. Tinh tộc nữ tử hai tay ở trong tay áo nắm chặt lại, bộ dáng rất là buồn bực nói. Ha ha, người cũng không nhất định phải chán nản như thế. Tuy rằng chân lân bản nguyên này ngươi tạm thời không thể có được nhưng như thế cũng không có nghĩa là ta không có biện pháp để cải thiện thể chất tinh tộc của ngươi mà trợ giúp ngươi tiến vào thánh tộc kỳ ảnh trầm mặc một hồi lâu sau thì đột nhiên bật cười lớn nói cái gì chẳng lẽ kỳ ảnh người còn biết đến cái chân linh chi huyệt thứ hai tiêm tiêm nghe vậy thì đầu tiên là ngẩn ra rồi lập tức mừng như điên hỏi hắc hắc cái chân linh chi huyệt thứ hai thì ta tự nhiên không có khả năng biết được nhưng ta biết một chỗ thượng cổ di tích khác đó là nơi ở của một vị luyện đan tông sư đại danh đỉnh đỉnh thời viễn cổ kỳ ảnh rung đùi đắc ý nói mà tiêm tiêm thì mắt không chấp ngưng thần lắng nghe chương 1653, thi thể cùng chân huyết. Ngay lúc Hàn Lập trở lại và nghênh ngang tiến nhập Đại Môn Vân Thành thì cách đó không biết bao nhiêu ngàn dặm tại một đầm lầy ẩm ướt nào đó trong ma kim sơn mạch, một gã đại hán thân mặc trường bào màu đen, tướng mạo ngăm đen xấu xí đang ngồi xếp bằng trên một hòn đá khối xanh biết dị thường nhắm mắt mà điều tức. Theo nhịp hô hấp của đại hán, đạm hắc sắc ma khí phụ cận vây quanh đại hán mà bay múa, phảng phất như có linh tính vậy. Đại hán xấu xí hiển nhiên đang tu luyện công pháp thần diệu gì đó, hơn nữa bộ dáng cực kỳ nhập thần. Không biết qua bao lâu sau, đại hán hít thở sâu một hơi há mồm đem tất cả ma khí phụ cận hút vào trong bụng, sau đế tô dương đôi mắt, ánh mắt có vẻ hài lòng. Sau khi đảo mắt tùy ý đảo qua mọi nơi thì biểu tình lại nhất thời như động lại bởi vì cách hắn bất quá hơn một trượng có một nữ tử mặc váy trắng như tuyết, hai chân trần trụi đang cười cười nhìn lại đây. Nữ tử này có lẽ không phải là quốc sắc thiên hương, miệng thậm chí hơi lớn một chút nhưng một đôi linh mục sáng như sao, mũi quỳnh thẳng tắp giống như chạm ngọc, Gia thị mềm mại trông rất phong vật, hơn xa cái trên thế gian này gọi là tiên tử. Thánh tổ đại nhân, hắc ngạc bái kiến đại nhân, đại hán xấu xí sau khi thấy rõ hình dáng của nữ tử thì cả kinh sắc rồi lập tức từ trên tảng đá lăn một vòng xuống, hướng nữ tử làm đại lễ chiêm bái. Đại hán này đúng là đầu hắc huyên ngạc mới tiến giai thành công. Ngày đó tuy hắn đuổi theo được lão giả họ ngạn và cũng đánh chết lão nhưng không lấy được chi tiên nên tự nhiên theo đường cũ quay về. Cuối cùng không lâu sau tin tức cự thừa bị hàn lập đánh chết chuyển đến, kể từ đó ma ngạc này choáng váng chỉ có thể ủ rũ rời đi trước. Sau đó hắn tìm đến nơi này chuẩn bị tu luyện để củng cố cảnh giới chưa ổn định nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, bất quá nửa tháng thời gian người ở trong lòng nó cho là vẫn đang ngủ say lại tìm đến trước cửa. Mà lấy thần thông sâu không lường được của đối phương thì nếu không vui thì hắn sẽ bị diệt sát ngay trong nháy mắt. Điều này làm cho ma ngạc này một trận hết hồn, không biết là hỏa hay là phúc. Người đứng lên đi, ân, thật đúng là đã tiến dai lên thánh dai rồi. Không tôi, không tồi xem ra năm đó minh làm muội muội thật ra không có lãng phí vô số linh dược cho ngươi phục dụng trừ phi ngươi thật sự không có chút triển vọng nào còn không việc tiến giai lên thánh giai cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi xem ra tà long chân huyết trên người ngươi cũng đã được khai mở nữ tử nhẹ nhàng cười nó đại nhân cũng biết việc này đại hán xấu xí thần sắc chấn động tùy theo nở nụ cười khổ nói đương nhiên là biết nếu không phải như thế thì năm đó cho dù minh la muội muội đối với người có chút sủng ái cũng sẽ không đem nhiều linh dược như thế cho người phục dụng tà long chân huyết là một trong những chân linh chi huyết sở hữu ma tính cường đại nhất trong các loại huyết mạch nếu lúc trưởng thành và hoàn toàn thức tỉnh được tà long chân huyết thì thậm chí người trong tà long tộc có thể trực tiếp cắn nuốt được thiên ngoại ma đầu có thể cùng thiên ngoại ma quân tranh phong mà không lạc xuống hạ phong người hiện tại tuy rằng chỉ thừa kế huyết mạch long tộc nhưng nghĩ đến thần thông tuyệt không dưới thánh giai trung kỳ tồn tại rồi ba gã thủ hạ dưới tay ta kia cho dù tự mình cùng ngươi giao thủ, nếu đơn đã độc đấu thì tuyệt không chiếm được thượng phong. Nữ tử thâm ý sâu sắc nói, thánh tổ đại nhân cũng đã quá xem trọng thần thông của tiểu nhân rồi. Tiểu nhân làm sao dám cùng huyết tí và thiết sĩ đạo hữu đánh đồng được. Đại hán xấu xí giờ phút này biểu hiện lại khiêm tốn dị thường, trong miệng liên tục nói. Minh la muội muội tại thánh giới đại chiến không biết vì duyên cớ gì mà lại mất tích, ta cùng nàng tình như thủ túc, người nếu đã tiến giai thành công thì tạm thời đi theo ta đi. Ta chuẩn bị ra ngoài một thời gian, người cũng nên chuẩn bị một chút. Bạch y nữ tử khẩu khí vừa chuyển, đem sự tình chuyến tới chủ đề chính. Đại nhân muốn ly khai ma kim sơn mạch, đại hán vừa nghe lời này thì lắp bắp kinh hãi nói. Không sai, như thế nào, người không muốn đi theo ta sao? Có thể đi theo bên người hoa đại nhân là cơ duyên phúc phận của không biết bao nhiêu đời tu luyện của tiểu nhân, chỉ cần đại nhân ra lệnh, tiểu nhân bất cứ lúc nào cũng có thể khởi hành. Bạch y nữ tử vừa bình thản nói một câu đã làm cho đại hán xấu xí nhất thời đầu đầy mồ hôi, vội vàng khai khẩu giải thích nói. Một khi đã như vậy thì không cần thu thập cái gì, đi theo ta đi đi thôi. Bạch y nữ tử lại tựa hồ cảm thấy biểu tình của đại hán rất thú vị, mỉm cười nói. Dạ, tiểu nhân vẫn độc thân một người nên căn bản không có gì để thu thập. Đại hán cúi người cười làm lành nói. Bạch y nữ tử hé hai hàm răng trắng cười khẽ một tiếng, một tay áo bảo run lên một mảnh phấn hồng tản ra, trong nháy mắt kỳ hương xông thẳng vào mũi, quang mang đại thịnh đem nữ tử cùng đại hán bao phủ vào trong đó. Sau khi linh quang tắt đi thì phụ cận đã hoàn toàn trống rỗng, không còn lại bất cứ thân ảnh của người nào. Bạch y nữ tử đã thi triển thần thông trực tiếp đem chính mình cùng đại hán thuấn di ra khỏi nơi này. Trong vân thành, tại vân mộng sơn, Hàn Lập vừa về tới động phủ thì trước tiên đem các nơi cấm chế trong động phủ kiểm tra qua một lần, sau khi xác định không có người nào lén lẻn vào thì mới yên tâm chui vào phòng ngủ, ngả vật ra cái giường lớn mà hưởng thụ hương vị ngủ say ngọt ngào. Hành trình đi Ma Kim Sơn Mạch lần này tuy rằng thời gian không dài nhưng hung hiểm trong đó lại không nhỏ. Điều này ngoại trừ làm cho pháp lực tiêu hao rất nhiều ra thì tinh thần cũng cảm thấy mệt mỏi. Không thể không hảo hảo điều tiết một phần, kết quả là giấc ngủ này của hắn kéo dài mất hai ngày hai đêm. Đến lúc Hàn Lập Tử tỉnh lại thì cảm thấy tinh thần sảng khoái, cả người một lần nữa khôi phục sự tỉnh táo. Lúc này hắn không trần chờ đi ra phòng ngủ rồi đi thẳng đến chỗ mật thất. Lần này đi ma kim sơn mạch hắn cũng kiếm được không ít chỗ tốt, cần trước tiên hảo hảo xử lý một chút mới được. Một lát công phu sau, Hàn Lập đã ở trong một cái mật thất rộng hơn 10 trượng, tay áo bảo run lên rồi hướng ra phía cửa đá vung lên, chẳng những đại môn tự động khép lại mà trên thạch bích bốn phía cũng nổi lên tầng tầng quang hà màu xanh đem toàn bộ gian mật thất bao vây nghiêm mật lại. Sau khi làm tốt hết thảy việc này, Hàn Lập mới lên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, một tay chống ở cằm hơi trầm ngâm. Ánh mắt sau khi chấp động vài cái thì cổ tay hắn bỗng nhiên duỗi ra rồi một đạo ô quang bắn ra, sau khi xoay quanh một cái thì trôi nổi ở giữa không trung. Chính là cái vòng tay chữ vật của hắn, một tay Hàn Lập hướng lên không trung nhẹ nhàng điểm ra một cái. Nhất thời một mảnh sáng mở bay cuộn ra rồi một đồ vật màu đen tuyền từ trên cao chợt hiện lên. Bộp một tiếng, đồ vật này rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang cực kỳ trầm trọng. Đây đúng là thân thể héo như xác ướp của đầu thánh giai ma viên kia, vùng đan điền của nó có một cái lỗ thủng cực đại nhưng một chút máu tươi cũng không có, có vẻ đáng chú ý cực kỳ. Hàn lập đưa mắt nhìn cái khôi thi cao vài trượng này, trên mặt lộ ra một tia vừa lòng. Tuy rằng ma hạch trong thi thể ma viên này đã bị hắn lấy ra nên tựa hồ tinh huyết cũng mất đi 89 phần người nhưng thân thể vẫn mạnh mẽ vô cùng, vô luân là gân cốt hay là khung xương đều là tài liệu quý hiếm dị thường. Ở phương diện luyện khí đều có chỗ đại hữu dụng. Nhưng lúc trước hắn đem thi thể này đi cũng không phải là để luyện khí mà là vì một tia sơn nhạc cử viên chân huyết trong thân thể ma viên kia. Bất quá thi thể nó lúc này đã trở nên khô như thế nên hắn cũng không có mười thành nắm chắc là còn có thể lấy ra được chân huyết, chỉ có thể kiệt lực thử một lần. Nếu là người bình thường thì có lẽ đối với việc làm như thế nào để tinh luyện ra chân linh chi huyết là rất đau đầu nhưng đối với người trên thân mang đủ kinh chập quyết như Hàn Lập mà nói thì nào có vấn đề gì. Chỉ cần chân linh huyết thuộc về một trong kinh chập thập nhị biến thì hắn tự nhiên đều có thể sử dụng bí thuật trong công pháp mà xử lý được, đồng thời theo đó mà kế thừa được chân huyết mạch trong thân thể linh thú. Đương nhiên để đề luyện ra được chân linh chi huyết càng thêm tinh thuần thì tự nhiên là phải xem mức độ kế thừa huyết mạch của chân linh chi huyết trong thân thể linh thú, trình độ cùng sự cường đại của thân thể. Tóm lại. Cho dù tiên thiên kế thừa huyết mạch cực kỳ thưa thất thì cũng có thể thông qua việc đề cao cảnh giới bản thân để làm cho chân linh chi huyết trong cơ thể càng thêm tinh thuần, Lúc trước hắn có được vài loại chân linh chi huyết nhưng luân về độ tinh thuần thì thứ nhất tự nhiên là côn bằng chân huyết từ thiên bằng tộc mà có được, còn nói về số lượng thì ngũ sắc không tước chân huyết kia là nhiều nhất. Chân huyết có số lượng ít nhất là chân long cùng thiên phượng chân linh chi huyết, lưỡng chủng linh huyết này là do hắn tấu xảo lấy được từ hai gã bạch nhân tộc, mặc dù có chân linh thế gia huyết mạch nhưng hai người này tu vi bất quá mới có hóa thần cảnh giới nên tự nhiên là chưa nói tới cái gì tinh thuần. Do đó mặc dù là chân long, thiên phượng trong chân linh bài danh viễn siêu hai loại phía trước nhưng sau khi hàn lập luyện thành hai loại biến hóa này thì uy lực biến thân vẫn chưa bằng côn bằng cùng ngũ sắc khổng tước biến thân. Hơn nữa hắn từ trong thần niệm của vị cố đại trưởng lão thiên bằng tộc kia đã lĩnh ngộ được cái loại biến hóa nên chủ yếu vẫn dùng biến thân côn bằng cùng chân linh biến thân khác nhiều hơn. Cho nên Hàn Lập rất ít dùng lưỡng chủng biến thân chân long cùng thiên phượng mà chủ yếu lấy biến hóa ra côn bằng cùng ngũ sắc khổng tước mà đối địch. Mà chân linh sơn nhạc chi huyết của ma viên trước mắt cũng là hợp thể trung kỳ tồn tại hàng thật giá thật, cho dù sơn nhạc cử viên huyết mạch nó kế thừa từ ban đầu rất thưa thất nhưng khi tu luyện tới trình độ này thì vô luân là sự tinh thuần hay số lượng đều tuyệt đối không phải là nhỏ. Điều này tự nhiên làm cho Hàn Lập cực kỳ chờ mong. Đương nhiên điều kiện tiên quyết của hết thảy việc này là chân linh chi huyết trong thi thể của ma viên còn tồn tại mới được. Lúc này, Hàn Lập đã nhắm hai mắt lại, trong miệng bắt đầu lầm bầm đọc thần chú đồng thời 10 ngón tay cũng nhắm thi thể thật lớn trước người không ngừng búng ra. Nhất thời từng đạo pháp quyết nhan sắc khác nhau từ đầu ngón tay trào ra, sau đó chợt lóe lên lướt qua và nhập vào trong thi thể. Thi thể ma viên nguyên bản đang nằm lẳng lặng nhất thời bên ngoài thân bắt đầu hiện lên các loại sáng mở đồng thời có vô số phù văn lớn nhỏ không đồng nhất xuất hiện phiêu động. Theo thanh âm câu thần chú càng ngày càng nhanh, cả cổ thi thể hoàn toàn bị sáng mở bao vây vào trong đó, phảng phất như được phủ thêm một kiện y phục diễm lệ rực rỡ tươi đẹp dị thường. Khởi, song mục hàn lập bỗng nhiên tinh quang bắn ra bốn phía rồi trợn mắt quát khẽ một tiếng. Thi thể nguyên bản lẳng lặng nằm đó đột nhiên bên ngoài thân có ánh sáng mỏ chợt lóe lên rồi lại từ từ bay lên trời. Tiếp theo một màn quỷ dị xuất hiện, cường quang diễm lệ dị thường trong dây lát phọt lên. Trong vạn đạo sáng mờ và quang hà giống như ẩn chứa cự lực không thể tưởng tượng nổi đem thi thể ma viên ép lại, trong quá trình ép thanh âm rát băng loạn hưởng liên tiếp vang lên, đồng thời thi thể bắt đầu rút nhỏ lại. Kích thước 3-4 trượng liền biến thành hai trượng, rồi từ hai trượng biến thành hơn một trượng. Chỉ thấy thi thể ma viên lớn hơn một trượng trong chén trà nhỏ công phu sau đã thu nhỏ lại còn bốn thước, giống như thi thể đứa bé tí hon vậy. Hàn lập thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên và nổi lên vẻ tươi cười nhưng ngay sau đó hắn bỗng nhiên vỗ vào thiên linh cái của bản thân một cái. Nhất thời kim thanh lưỡng sắc quang hà chợt lóe lên rồi một cái nguyên anh mập mạp cao ba tất hiện lên. Nó vừa hiện thân thì ánh mắt chợt lóe lên rồi vào tới cạnh thi thể ma viên đang lơ lửng trên không trung. Tiếp theo nó cười hi hi rồi há miệng phun ra một cỗ thanh hỏa nhằm thẳng đế thi thể ma viên bắn đi. chương 1654, Pháp tướng cùng tàn nhận. Thanh hỏa vừa tiếp xúc với thi thể ma viên thì phát ra thanh âm phốc một tiếng, sau đó bốc lên. Nhất thời cái thây khô bị một đoàn liệt hỏa rào rạt bao vào bên trong còn nguyên anh của Hàn Lập thì cũng khoanh chân mà ngồi, một tay kết một cái pháp quyết cổ quái và nhắm hai mắt lại. Về phần thân thể hàn lập phía dưới thì mặt không chút thay đổi vẫn ngồi không nhúc nhích, giống như đang nhập định. Được Nguyên Anh dùng pháp quyết thúc dục, thanh sắc anh hỏa dược cháy suốt 3 ngày 3 đêm vì vậy cho dù lấy tu vi hiện giờ của hắn là luyện hư sơ kỳ thì tới ngày cuối cùng cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu, thanh hỏa phun ra bất giác thu nhỏ lại một chút. Cũng may, ngày thứ ba cuối cùng cũng đã qua, bí thuật rốt cục cũng hoàn thành. Trong thanh sắc anh hỏa chợt có tiếng nổ nhỏ rồi một cỗ khói đen từ bên trong hỏa diễm tản ra, thi thể ma viên nguyên bản nhì như thủy trung bảo trì không thay đổi trong nháy mắt hóa thành cho bụi, trong hỏa diễm chỉ còn lưu lại một vật sáng lòe lòe to cỡ nắm tay gì đó. Nguyên Anh mở hai mắt ra nhìn vật trong hỏa diễm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đồng thời anh hỏa trong miệng bỗng nhiên dừng lại. Kim Thanh lưỡng sắc quang hà chợt lóe lên rồi Nguyên Anh quỷ dị biến mất. Một khắc sau, nhục thân phía dưới vẫn không nhúc nhích cũng mở mắt, một ống tay áo bảo hướng lên không trung mà phất nhất thời một mảnh sáng mờ bay cuộn qua, anh hỏa theo đó mà biến mất để lộ ra vật thể ở bên trong. Đây rõ ràng là một khối huyết quang lòe lòe, giống như vật thể kết tinh. Hàn lập hai mắt nhíu lại, trong cổ tay áo có một ngón tay đột nhiên hơi thỏ ra rồi điểm nhẹ một cái. Có tiếng xé gió vang lên rồi một đạo kình phong bắn ra, chỉ chợt lóe lên thì liền đánh lên khối kết tinh đỏ như máu đó. Phanh một tiếng thanh thúy, khối kết tinh vỡ vụn ra, từ bên trong có một khối chất lỏng sền sệt màu hắc hồng thoát ra. Khối chất lỏng này sau khi lộ ra ở trên hư không thì bỗng nhiên quay cuồng rồi ngưng tụ lại mà biến ảo thành một con tiểu hầu cao chừng nửa thước màu hắc hồng. Tiểu hầu này kêu lên một tiếng rồi bỗng nhiên từ trên người phát ra một cỗ khí tức man hoang làm cho Hàn Lập cũng phải biến sắc, sau đó hắc hồng quang mang chợt lóe lên rồi viên hầu liền biến mất ở xa xa không thấy. Nhưng lập tức trên một bên vách tường mật thật chợt vang lên thanh âm muộn hưởng rồi một đoàn ánh sáng màu hắc hồng lao lên mặt vách nhưng liền bị cấm chế lực hất bắn ngược trở lại. Ánh sáng màu hắc hồng chợt lóe lên rồi lại hóa thành bộ dáng của viên hầu giống như con ruồi không đầu lập tức hướng ra một hướng khác vọt đi. Nhưng lúc này Hàn Lập sớm đã có chuẩn bị liền một tay vừa lật, trong tay nhất thời bạch quang sáng ngời rồi một cái bình ngọc tinh xảo hiện ra rồi ném lên không trung. Cái bình ngọc quay tròn vừa chuyển rồi miệng bình liền nhắm ngay lên chỗ tiểu hầu trên không trung. Bên trong bình có ánh sáng mờ màu trắng như ẩn như hiện. Phốc một tiếng, một chùm tia màu trắng từ bên trong phun ra chỉ vừa động đã đem hắc hồng viên hầu trên không trung chói lại rồi sau đó lôi về dễ dàng thu vào trong bình ngọc. Hàn lập thở dài một hơi, cánh tay vừa nhấc hướng lên không trung vẫy một cái, cái bình nhỏ vô thanh vô tức rơi xuống rồi dễ dàng bị hắn nắm vào trong tay. Hàn lập dùng thần niệm phóng vào trong bình tìm kiếm, sau một lúc lâu thì trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hảo, quả nhiên là sơn nhạc cử viên chân linh chi huyết, không nghĩ tới mới để luyện ra mà chân huyết đã tinh thuần như thế nếu là sau khi luyện hóa xong thì nghĩ đến biến thân cự viên còn có thể trên cả thiên bằng biến hóa nữa hàn lập vui sướng tự nói một tiếng rồi tay kia nhằm hư không chộp ra một chảo hai cái phù lên một vàng một bạc liền thoáng hiện ra lóe lên rồi dán lên miệng bình theo sau cái bình ngọc được hắn cẩn thận thu lại tuy rằng đã tinh luyện ra được chân linh chi huyết nhưng hiện tại tự nhiên không có khả năng lập tức hấp thu và luyện hóa nó vì trải qua mấy ngày phun ra anh hỏa nung khô thi thể ma viên nguyên khí của hắn đã hao tổn không ít, trước tiên cần phải phục hạ pháp lực đã rồi nói sau. Sau khi dùn một vài loại đan dược và lấy từ trong túi chữ vật ra hai khối tinh thạch, thần sắc hắn bình tĩnh ngồi xuống nhập định. Sau một ngày đả tỏa, pháp lực cả người hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn cảm giác trong cơ thể một lần nữa lại minh mông tràn đầy tinh thuần pháp lực, lúc này mới tươi cười vừa lật tay lấy ra một thanh tàn nhận dài nửa thước ánh vàng rực rỡ ở trong tay. Đúng huyền thiên chi bảo tàn nhận lấy được của ma viên kia. Ngày đó lúc hắn lấy được bảo vật này, do quá mức gấp gáp cho nên vẫn chưa nhìn kỹ, mà trên đường cùng tiêm tiêm phản hồi Vân Thành thì lại càng không tiện đem bảo vật này lấy ra. Hiện giờ, Hàn Lập đang lấy tay vuốt ve mặt ngoài tàn nhật, hắn phát hiện trên thanh tàn nhận có nhiều ký hiệu hoa văn gồ ghề được điêu khắc trên đó, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Hắn đã dùng thần niệm hướng vào trong đó quét đi quét lại hơn 10 lần nhưng chỉ thấy nó như huyền thiên quả thực, thần niệm vừa tiếp xúc với mặt ngoài đã bị một cỗ lực lượng thần bí hất ngược ra mà thoạt nhìn vật này hiện giờ một chút linh khí cũng không có. Có vẻ giống như một cái đồ đồng nát, nhưng cái tàn nhận nhìn không bắt mắt này ngày đó lại phát ra uy lực kinh thiên. Nếu lúc đó không phải huyền thiên quả thực bị kích thích mà bay ra hóa thành huyền thiên chi kiếm thì chỉ sợ hắn đúng là đã bị thanh tàn nhân này một chiêu chém xuống, cứ như vậy mà vẫn lạc. Nhớ tới uy lực một kích kinh thiên ngày đó của tàn nhận, trong mắt hàn lập lam mang chợt lóe lên, đó là đang vận dụng minh thanh linh mục thần thông để tra xét quả nhiên linh mục có thể trực tiếp thấu thị vào bên trong tàn nhẫn nhưng ngoại trừ số kim sắc hành văn nhỏ như hạt gạo ra thì cũng không nhìn thấy đồ vật gì khác đuôi lông mày hàn lập hơi nhíu lại thật sự cũng không biết bên trong tàn nhân này nguyên bản vốn là như vậy hay là sau khi bị pháp tướng của hắn thúc giục mà biến thành như vậy bất quá khi tâm niệm vừa chuyển hắn lại cười mặc kệ tàn nhân này có bộ dáng gì cái đó không có quan hệ quá lớn hắn chỉ cần có thể đem bảo vật này biến thành một kiện sát thủ giản của minh là được Tuy rằng ngày đó hắn đã dùng pháp tướng chi lực thúc dục Huyền Thiên Quả thực nên không mất đi quá nhiều tinh huyết và pháp lực, nhưng pháp tướng chi lực cũng bị hấp thu hơn non nửa, cái này cũng đã đủ nghiêm trọng. Để phục hồi lại đồng dạng cũng đòi hỏi không ít thời gian. Huống hồ, Huyền Thiên Quả thực hiện giờ lại tự hành phong ấn vào trong cánh tay, vẫn không thể chủ động kêu gọi ra được. Ai biết lần tiếp theo gặp phải đại địch thì còn có thể đúng dịp chui ra nữa hay không? Cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ đem cái mạng nhỏ của mình ký thác vào loại đòn sát thủ không thể nắm bắt được cho dù đòn sát thủ này uy lực sâu không lường được, thậm chí liên tiếp cứu mạng hắn hai lần. So sánh với trường kiếm do huyền thiên quả thực biến thành thì thanh tàn nhận này uy lực có lẽ thật sự không bằng nhưng cũng là bởi vì như thế nên việc thi triển bảo vật này thực sự tiêu hao ít hơn nhiều so với thi triển huyền thiên quả thực, có nhiều khả năng là tùy tâm thúc dục. Trong lòng nghĩ như thế, trong mắt hàn lập lam mang lưu chuyển một chân rồi tự nhiên tính toán thử một lần. Chỉ thấy hắn cầm kim sắc tàn nhận trong tay ném lên không chung, tiếp theo hai tay khác pháp quyết, nhất thời toàn thân kim quang đại phóng, một mảnh kim sắc lân giáp từ bên ngoài thân hiện lên. Theo sau một cái kim sắc pháp tướng cao hơn một trượng ở sau lưng hiện lên, pháp tướng ba đầu sáu tay, kim quang lòe lòe. Thoạt nhìn, pháp tướng này tựa hồ không khác gì ban đầu nhưng nhìn kỹ lại thì có thể phát hiện ra thân hình so với trước kia trở nên mơ hồ rất nhiều, ngay cả kim quang thả ra cũng hơi có chút ảm đạm. Phạm Thánh chân ma pháp tướng vừa hiện ra, một cánh tay lập tức vừa động đem kim sắc tàn nhẫn trên không trung bắt vào trong tay. Hàn Lập hít sâu một hơi, trong lòng đột nhiên thúc giục pháp quyết. Trên không trung, pháp tướng phát ra vạn đạo kim quang đồng thời thả ra quang mà cực kỳ chói mắt, hơn nữa hư không phụ cận có vô số điểm sáng màu vàng hiện lên, một chút đã tràn ngập cả gian mật thất. Hàn Lập thấy dị tượng này thì đuôi lông mày nhảy dựng, đột nhiên trong miệng quát khẽ một tiếng. Bàn tay pháp tướng bên trên đang cầm lấy kim sắc tàn nhận nhẹ nhàng run lên. Một tiếng rít chói tai phát ra, kim quang trên người pháp tướng như nước chảy hướng về phía thanh tàn nhận, đồng thời trong hư không điểm sáng màu vàng nhộn nhạo một trận rồi biến ảo thành một đám kim sắc ký hiệu lớn nhỏ không đồng nhất đám ký hiệu này sau khi chuyển động một chút thì liền giống như bị gọi về mà hóa thành kim mang hướng về phía thanh tàn nhận bắn đến cuối cùng thì thi nhau chui vào trong đó không thấy bóng dáng toàn thân tàn nhận bị ánh sáng màu vàng bao phủ thanh âm chói tai cũng bỗng nhiên dừng lại một khắc sau kim quang bao trùm tàn nhận liền chợt tắt đầu tàn nhận này nguyên bản bị khuyết thiếu một phần thưởng lúc này lại khôi phục như lúc ban đầu mặt ngoài còn có nhiều đạm kim sắc ký hiệu lưu chuyển không chừng. Hàn lập ngẩng đầu nhìn lên kim nhận trên không trung, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mặt ngoài trên tàn nhận phát ra linh áp kinh người, đồng thời pháp lực trong cơ thể tiêu hao rất nhanh nhưng trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên, hắn có thể dựa vào pháp tướng mà điều khiển bảo vật này, tuy rằng pháp tướng chi lực cùng linh lực vẫn bị hấp thu một ít nhưng tuyệt đối có thể ở trong phạm vi chấp nhận được. Hai mắt hàn lập nhíu lại, đột nhiên cẩn thận nhìn lên trên ba cái kim sắc ký hiệu trên thanh tàn nhận. Ba ký hiệu này giống với hành văn trên bảo kiếm do Huyền Thiên Quả thực biến thành, Văn Tự nhìn thấy chính là cùng loại với nhau. Kim Triện Văn, vật này quả nhiên là một kiện Huyền Thiên chi bảo khác. Hàn Lập nói nhỏ một câu, cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn nhưng bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, hắn đột nhiên chuyển ánh mắt nhìn lên pháp tướng ba đầu sáu tay. Chỉ thấy kim quang trên người pháp tướng mặc dù không còn cuốn về phía kim nhận nhưng vẫn có một ít từ từ truyền qua. Cái Huyền Thiên Tàn Bảo này từ ngay sau khi thành hình thì lại không ngừng rút ra pháp tướng căn nguyên lực. Hàn Lập hơi có chút bất ngờ, sau khi nhướng mày thì lập tức giơ một tay hướng pháp tướng trên không trung điểm ra một chỉ. Nhất thời cánh tay pháp tướng vừa động, kim nhận bỗng nhiên bị năm đầu ngón tay buông lỏng mà rơi ra ngoài. Tiếp theo hai gương mặt lại đồng thời há mồm phun ra một cỗ kim huỳnh kình phong, chỉ chợt lóe lên đã đem kim nhận vừa rời tay quấn vào trong đó. Nhất thời một tiếng vang thật lớn truyền ra nửa trên của kim nhận hóa thành một tầng sáng mờ màu vàng bị kình phong cuốn đi, một lần nữa hướng về phía pháp tướng bay đi. Pháp tướng ba đầu sáu tay đợi sau khi kim sắc sáng mở hấp thu cạn sạch thì hình thể lại tăng vọt, khôi phục lại bộ dáng trước khi phóng xuất mà kim nhận trên không trung cũng khôi phục bộ dáng không trọn vẹn như ban đầu, cũng từ trên không trung rơi thẳng xuống. Một tay hàn lập hướng lên không trung vẫy nhẹ, kim quang chợt lóe lên rồi tàn hạ từ trên hư không hạ rơi vào tay. Huyền thiên tàn bảo có uy lực đáng sợ này từ nay về sau đã trở thành một đòn sát thủ của hắn nên tự nhiên phải cẩn thận thu hồi lại. Liên tiếp có hai kiện dị bảo tới tay, Hàn Lập tự nhiên là rất vừa lòng, bất quá tại Ma Kim Sơn mạch hắn thu hoạch không chỉ có những thứ này. Hàn Lập sau khi hơi trầm ngâm thì cổ tay áo run lên, hai kiện đồ vật khác bay ra, lơ lửng gần trong gang tắc trước mặt. Trường 1655, Ly Thủy Châu cùng Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn. Một cái lam quang trói mắt, một cái quang mang minh mông. Rõ ràng đó là một phiêu châu màu lam cùng một cái hộp ngọc màu trắng. Hai vật này trôi nổi giữa không trung không nhúc nhích, Hàn Lập khoát tay, đem viên châu màu lam hút vào trong tay. Mặt ngoài viên châu này trong suốt bóng loáng dị thường giống như ngọc lưu ly li nhưng từ phía bên trong lại tản mát ra thủy linh khí tinh thuần dị thường. Vật này tựa hồ là một kiện linh vật thuần thủy thuộc tính. Hàn Lập dùng hai ngón tay đem vật này kẹp ở giữa, sau đó dùng thần niệm cùng Lam Mang kiểm tra lại vài lần. Chỉ thấy Hàn Lập trầm ngâm xuống. Không biết qua bao lâu sau, trong đầu hắn linh quang chợt lóe rồi thần sắc trở nên cổ quái dị thường. Cái này chẳng lẽ là đồ vật nghe đồn trong truyền thuyết kia? Hàn Lập nói nhỏ một tiếng, trên hai đầu ngón tay thanh quang chợt lóe rồi một cỗ pháp lực tinh thuần được rót vào trong viên châu. Oanh một tiếng, mặt ngoài viên châu linh quang lưu chuyển một trận rồi một cỗ thủy quang màu xanh từ phía trên phun ra, sau đó nhoáng lên một cái mà hóa thành một màn nước thủy tinh màu bạc đem thân hình Hàn Lập hoàn toàn gắn vào phía dưới. Hàn Lập thần sắc vừa động, không nói gì mà há mồm phun ra một đạo thanh quang chém lên trên quầng sáng sau khi có âm thanh như tiếng kim trúc va chạm thì thanh quang bị hất bắn ngược trở về trở về hình dáng cũng là một thanh tiểu kiếm màu xanh quang hoa lòe lòe vừa rồi thanh phi kiếm này giống như là chém lên tinh cương không thể phá vỡ được màn nước mảy may lấy sự sắc bén của thanh trúc phong vân kiếm này mà nói đây tự nhiên là một chuyện cực kỳ kinh người thiên ly thủy tinh thứ này là ly thủy châu hàn lập một chút thất thanh kêu lên trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được nhưng ngay sau đó vẻ kinh hãi trên mặt hắn hơi thu lại sau khi một phen tự đánh giá lại thì lại há mồm đem tiểu kiếm màu xanh này thu trở về trong bụng sau đó lại dùng một ngón tay hướng về phía màn nước hư không điểm ra một cái hồng quang chợt lóe lên rồi một khối hỏa cầu to cỡ quả trứng chim hiện lên ở đầu ngón tay vừa động đánh lên màn nước vô thanh vô tức vừa tiếp xúc với màn nước hỏa cầu liền lập tức bị tiêu diệt một chút uy lực cũng không thể hiển lộ ra được Hàn lập nhíu mày, tay áo bảo lại nhầm màn nước vung lên. Một tiếng thanh minh truyền ra rồi một con hỏa điểu màu bạc từ trong cổ tay áo bay ra. Đúng là phệ linh hỏa điểu. Hỏa điểu này sau khi bay quanh hàn lập một trận thì liền giang rộng đôi cánh nhầm về phía màn nước vọt đến. Đùng một tiếng muộn hưởng vang lên, ngân diếm cùng lam quang đan vào nhau thì liền đều run lên mà tách ra. Phệ linh thiên hỏa nhất thời không thể thay vào trong màn nước đó được. Không sai, quả thật là thiên ly thủy châu không giả. Hàn lập thì thào một tiếng, tay áo bảo lại run lên mà đem hỏa điểu màu bạc thu trở về. Sau đó lại cúi đầu xem xét thêm viên châu trong tay, ánh mắt một chút trở nên nóng bỏng dị thường nhưng một khắc sau, nhiệt ý trong mắt hắn liền dần dần giảm đi. Đáng tiếc a, à, công pháp ta tu luyện lại không phải là thủy thuộc tính, bảo vật này chỉ có thể là một kiện bảo vật bình thường mà thôi. Nếu không mà nói, chỉ cần đem viên châu này luyện hóa, sau đó chậm rãi hấp thu thì đủ có thể làm cho thân thể chính mình ly thủy thân trong truyền thuyết. Hàn lập nhẹ thở ra một hơi, sắc mặt lộ ra vẻ cực kỳ tiếc nuối. Nếu có được ly thủy thân mà nói, vô luân là tu luyện loại thủy thuộc tính công pháp nào đều làm ít mà hưởng nhiều, hơn nữa nghe nói còn có thể lĩnh ngộ được thủy chi lĩnh vực thiên địa quy tắc nào đó. Điều này đủ làm cho hợp thề kỳ cũng phải động tâm. Bàn tay hàn lập lại nhoáng lên một cái, nhất thời mặt ngoài viên châu màu lam quang mang chợt tắt đi, mà nước bao phủ phụ cận lại hóa thành một mảnh thủy quang bị hút trở lại vào trong viên châu này, ánh mắt hắn chấp động như đang nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên trong mắt Hàn Lập tinh quang chợt lóe, tựa hồ sực nghĩ tới điều gì, tay kia thì bấm quyết, chỉ thấy một bóng trắng mơ hồ từ bên hông bay ra, sau khi xoay quanh một cái thì hóa thành một con bạch xà màu trắng dài hơn một thước, nó trôi nổi trước người hắn. Đúng là thông linh khôi lỗi mà Hàn Lập kêu là oa oa kia. Vì khôi lỗi này mới có tu vi luyện hư sơ giai thần thông nên lần đi vào Ma Kim Sơn mạch, lúc tranh đấu cũng không có nhiều tác dụng nên Hàn Lập vẫn chưa từng triệu hồi nó ra dù sao cái khiến hắn coi trọng khôi lỗi này chính là linh tính và tiềm lực có thể tiến dai, nên cũng không muốn nó dễ dàng bị hao tổn. Chỉ thấy hàn lập trong miệng lầm bầm, một tay hướng về phía khôi lỗi này điểm ra một chỉ. Toàn thân bạch xà tinh quang chợt lóe rồi bỗng nhiên hóa thành một mỹ mạo nữ tử tư thế oai hùng. Nữ tử này từ trên không trung nhẹ nhàng hạ xuống, hai con mắt sáng chấp động nhìn chằm chằm vào hàn lập nhưng trên mặt lại không có chút biểu tình nào, từ trên thân thể tản mát ra một cỗ hàn khí trắng mịt mờ giống như là thân thể bằng huyền băng hàn lập cảm nhận được hàn khí kinh người trên người nàng thì lại nhìn viên lam châu trong tay thần sắc có chút trần chờ không quyết băng thuộc tính là từ thủy thuộc tính biến dị mà thành ly thủy châu này nếu cấp cho thông linh khôi lỗi có băng thuộc tính đeo trường kỳ thì, thì không biết có ích lợi gì hay không một lúc lâu sau hàn lập mới nhẹ giọng tự nói một câu rốt cục đã có quyết định liền đem viên châu màu lam cầm trong tay hướng về phía oa oa ném đi ly thủy châu hóa thành một đoàn lam quang nhằm thẳng đến nữ tử bay qua còn chưa bay đến thì một cỗ thủy linh khí nồng đậm đã đem khôi lỗi này bao bọc lấy. Nói cũng kỳ quái, Hoa Hoa vừa tiếp xúc với thủy linh khí nồng đậm dị thường thì khuôn mặt nguyên bản đang đờ đẫn lại bỗng nhúc nhích, con người đang nhìn chằm chằm vào Hàn Lập lại xoay chuyển gắt gao nhìn vào viên châu đang bay đến phụ cận. Nàng đột nhiên há mồm phun ra một đạo sáng mở đem viên châu này quấn vào, sau đó lôi kéo nuốt vào trong miệng. Khuôn mặt Hoa Hoa nguyên bản vốn vô cảm dị thường, lúc này sắc mặt khẽ biến đổi, sắc xanh bao phủ cả khuôn mặt đồng thời lông mày khẽ nhíu lại nhưng ngay sau đó, sắc mặt nàng lại hòa hoãn lại, trên mặt sắc xanh giảm xuống như lúc bình thường. Hàn lập tự nhiên vẫn quan sát hoa hoa, thấy tình hình này thì đưa tay sờ sờ cầm, trên mặt cũng không có lộ ra vẻ thất vọng. Dù sao cho dù thật sự có hiệu quả thì khẳng định cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thể hiện ra được nhưng hắn cũng không có ý tứ đem thông linh khôi lỗi này lập tức thu hồi lại mà nhìn ra hướng cửa đá chỉ tay và dùng ngữ khí phân phó nói. Ta còn muốn tiếp tục bế quan, ngươi có thể tự do hoạt động ở trong động phủ đồng thời thuận tiện trông coi dược viên cho ta mặc dù khôi lỗi này linh tính không cao nhưng mệnh lệnh đơn giản này tự nhiên là vẫn có thể hiểu được hơn nữa cũng chỉ xe tô thể đem thông linh khôi lỗi phóng xuất ra ngoài hoạt động nhiều thì mới có thể bồi dưỡng linh tính điểm này thật ra so với bồi dưỡng linh thú cũng không sai biệt lắm oa oa vô thanh vô tức nhoáng lên một cái liền quỷ dị bay xuyên qua cửa đá không thấy bóng dáng cấm chế bên kia tựa hồ không thể ngăn cản được nó Thấy tình hình này, Hàn Lập đang muốn mở cấm chế ra lại ngẩn người, đối với thông linh khôi lỗi này lại càng không khỏi có thêm vài phần chờ mong. Sau đó hắn lại xoay chuyển ánh mắt nhìn vào cái hộp ngọc đang trôi nổi trên không trung kia. Mặt ngoài hộp ngọc này có dán cấm chế, lúc này đang có linh quang chấp động không ngừng. Hàn lập khẽ cao mày nhưng vẫn nâng tay đánh ra một đạo pháp quyết. Nhất thời pháp quyết chợt lóe lên lướt qua rồi tiến vào trong hộp ngọc. Mặt ngoài hộp ngọc chợt có quang mang kỳ lạ lưu chuyển, tấm phù nhanh chóng không một tiếng động rơi xuống đồng thời nắp hộp tự động mở ra. Sau đó một đoàn ngân quang từ trong hộp bắn ra, sau một cái chấp động thì liền nhầm thẳng về phía chân trời kích bắn đi. Tuy nhiên Hàn Lập đã sớm có chuẩn bị, trên tay kia thì thanh quang chợt lóe rồi nhằm hư không đánh ra một chảo. Siêu một tiếng, ngân quang lập tức bị một cỗ cự lực vô hình kéo xuống, sau đó mạnh mẽ bị nhiếp qua mà biến thành một cái trang giấy ngọc màu trắng ngà. Mặt ngoài trang giấy ẩn hiện đông đảo văn tự màu bạc chấp động không thôi, đúng là trang giấy ngọc mà Hàn Lập lấy được từ trong cái huyết sàng của Ma Viên, là một cái kim khuyết ngọc thư. Phía trên trang giấy ngọc này có ghi lại một loại luyện khí chi pháp tên là Huyền Thiên luyện khí thuật, thủ pháp có vẻ cũng là bất khả tư nghị, tựa hồ viễn siêu cảnh giới mà Hàn Lập có thể lĩnh ngộ. Nhưng hắn ngày đó thời gian gấp gáp, chỉ vội vàng đảo qua mà thôi nên vẫn chưa thật sự nhìn kỹ được. Hiện giờ tự nhiên muốn xuất ra cẩn thận nghiên cứu lại một lần, nhìn kỹ xem liệu có ngộ ra được cái gì hay không. Hàn lập cầm trang giấy ngọc trong tay, sau đó đặt lên trên trán dùng thần niệm xâm nhập vào trong đó, chỉ thấy hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, thân hình không hề động đậy chút nào. Thời gian qua đi, hơn nửa ngày đã trôi qua, thân ảnh Hàn lập đang ngồi xếp bằng mới hơi cử động rồi mở hai mắt ra, bên trong còn lưu lại một tia hoảng sợ. Nguyên hợp ngũ cực sơn, vậy mà lại có loại phương pháp luyện chế đem ngũ kiện đỉnh giai thông thiên linh bảo dung hợp làm một thể thật sự rất không thể tưởng tượng nôi. Nếu phương pháp này mà khả thi thì chỉ cần có đủ tiền vốn và thời gian thì có lẽ thực sự có thể tại linh giới cũng có thể luyên chế ra một loại hậu huyền thiên chi bảo nhưng loại chuyện này chỉ sợ có khuynh tẫn hết tài lực của một chủng tộc bình thường cũng rất không có khả năng làm được. Nhưng ngay cả như vậy, việc tạo thành đơn độc một kiện ly hợp cực sơn cũng đã đủ để phiên sơn đảo hải còn chuyện ngũ kiện hợp nhất thì rất không có khả năng. Tuy vậy, nếu có thể luyện chế được hai kiện dung hợp được cùng nhau mà nói thì uy lực to lớn không thể tưởng tượng nổi. Hàn lập như có suy nghĩ gì hiểu rõ lầm bầm nói. Nguyên lai like trên ngọc bài này, bộ phận cuối cùng trong huyền thiên luyện khí thuật lại có một số phương pháp cụ thể luyện chế hậu huyền thiên chi bảo nhưng vài loại tài liệu cần thiết thì hoặc là không có khả năng xuất hiện ở linh giới hoặc là Hàn lập căn bản chưa từng nghe qua. Duy chỉ có tài liệu luyện chế và thủ pháp luyện chế ngũ hợp ngũ cực sơn này, tựa hồ ở linh giới còn có thể thực hiện được. Thủ pháp luyện chế này nhất định phải là tồn tại ngoài hợp thể kỳ mới có thể miễn cưỡng làm được mà nguyên liệu luyện chế đúng là ngọn núi hàng thật giá thật mới được. Đương nhiên ngọn núi đó không có khả năng là núi bình thường mà nhất định phải là vài loại núi có thuộc tính và năng lực hiếm thấy. Nguyên từ thần sơn hiển nhiên là một trong số đó. Đương nhiên nguyên từ tiểu sơn trong tay hắn vẫn chưa thể so sánh với những gì mà trong ngọc bài ghi lại. Nhất định phải gia nhập thêm rất nhiều loại tài liệu quý hiếm cũng như trải qua luyện chế đặc thù và thời gian dài bồi luyện nữa thì mới có thể đại công cáo thành, uy lực gia tăng lên nhiều lần. Bất quá mà nói, Hắn cũng đã có trong tay một ngọn sơn phong làm tài liệu chính. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Hàn Lập động tâm. Về phần Trung Sơn Phong còn lại thì nhất định Bắc Cực Nguyên Sơn ẩn chứa bên trong đại lượng Bắc Cực Nguyên Quang cũng liệt vào một trong số đó. Hắn một tay nâng trang giấy ngọc, cả người lại lâm vào trầm tư. Theo lý thuyết, Hàn Lập đã có một kiện Huyền Thiên Chi Bảo cùng một kiện Tàn Bảo, đối với cái hậu Huyền Thiên Chi Bảo này không nên có hứng thú mới phải, nhưng vấn đề là cái Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn này có một công hiệu sử dụng đặc biệt đó là một khi tế gia liền có thể làm suy yếu non nửa uy lực của lôi kiếp, thật không thể tưởng tượng nổi. chương 1656, bỏ lỡ cơ duyên. Như vậy, hậu huyền thiên bảo vật đối với Hàn Lập mà nói về ý nghĩa tự nhiên là không tầm thường. Hơn nữa cho dù ngũ tòa sơn phong không luyện chế được đầy đủ nhưng chỉ cần có được hai ba tòa thì đồng dạng đã có lực để chống đỡ lôi kiếp. Hiện giờ hắn đã là luyện hư kỳ tu sĩ rồi, cứ cách 3.000 năm liền phải độ một lần đại thiên kiếp nhìn thời gian thì dài nhưng đại thiên kiếp thì lời hại hơn xa tiểu thiên kiếp của hóa thần kỳ. Đối với luyện hư kỳ tu sĩ mà nói, đại thiên kiếp lần đầu tiên thì cơ bản đều bình yên vượt qua nhưng những lần độ kiếp sau đó liền xuất hiện người vẫn lạc. Ai có thể vượt qua đến lần thứ tư thứ năm thì cơ bản tất cả đều là luyện hư hậu kỳ, tuổi cũng vượt quá vạn năm nhưng số người tồn tại qua hai lần đại thiên kiếp thì cũng chỉ còn lại hai ba phần mười mà thôi. Về phần vài lần đại thiên kiếp sau này mỗi một lần lượng tu sĩ cơ bản vẫn lạc ngoài bảy tám phần mười. Theo truyền thuyết, trong nhân tộc tại linh giới đến nay, tu sĩ luyện hư kỳ căn bản không có khả năng vượt qua được 9 lần đại thiên kiếp. Bình thường mà vượt qua được 9 lần đại thiên kiếp thì đều đã là tu sĩ hợp thể kỳ tu sĩ trở lên. Cho dù tu sĩ luyện hư kỳ có thần thông vượt xa cùng giai tu sĩ nhưng nếu không tiến giai lên cảnh giới hợp thể kỳ thì ở lần đại thiên kiếp thứ 9 nhất định sẽ bị vẫn là không phải nghi ngờ. Đương nhiên đây là tình hình độ kiếp của tu sĩ nhân tộc về phần yêu tộc thì một khi đã qua giai đoạn biến hình thiên kiếp của nó cũng sắp xỉ bằng thiên kiếp của nhân tộc nhưng tại linh giới các dị tộc khác do thảo nguyên cùng công pháp và thiên phú bất đồng nên thời gian cần độ một lần đại thiên kiếp cũng như khoảng cách thời gian cùng trình độ thiên kiếp cũng khác nhau rất nhiều nghe nói có một số thiên kiếp của dị tộc còn xa hơn trình độ của nhân tộc mỗi một vạn năm mới có một lần nhưng một khi xảy ra thì trình độ lợi hai hơn thiên kiếp của nhân tộc cũng có một số chủng tộc tuổi thọ kém xa nhân tộc thì thiên kiếp cứ vài chục năm một lần nhưng xét về uy chỉ bằng 2 phần 10 thiên kiếp nhân tộc mà thôi. Mà tu sĩ một khí đã tiến dai lên hợp thể kỳ thì uy năng của đại thiên kiếp lại hơn xa luyện hư kỳ. Mỗi một lần độ kiếp đều giống như vượt ải sinh tử. Nếu không vượt qua thì tự nhiên sẽ bị đẩy vào vòng luân hồi, còn nếu vượt qua thì có thể giống như dục hỏa trùng sinh, tu vi cũng nhiều ít được gia tăng thêm. Cá biệt, ở một số loại lôi kiếp tẩy lễ, thậm chí còn có thể đột phá bình cảnh cho nên từ hợp thể kỳ trở đi, ngoại trừ trường hợp bản tộc có đại sự liên quan đến tồn vong thì rất ít khí đi ra bên ngoài mà cơ hồ đều dùng toàn bộ thời gian tu luyện mà chuẩn bị cho lần sinh tử kiếp nạn tiếp theo. Đương nhiên, đại thiên kiếp đều không phải tất cả đều là lôi kiếp thuần túy nhưng không có gì nghi ngờ, mỗi một lần nhất định đều có lôi kiếp cùng tẩy lễ lôi kiếp làm chính. Cho nên tầm quan trọng của nguyên hợp ngũ cực sơn là bảo vật có thể làm suy yếu non nửa uy năng của lôi kiếp là không thể nghi ngờ nếu có thể luyện chế ra được thì tương đương với tỷ lệ sinh tồn khi độ kiếp bỗng dưng nhiều hơn non nửa. Bất quá, trong tay Hàn Lập ngoài nguyên từ thần sơn ra, bốn tòa sơn phong còn lại căn bản đến bóng dáng cũng không thấy đâu. Ngoại trừ bốn tòa núi thì những tài liệu phụ trợ để thêm vào cái nào mà không phải quý hiếm dị thường. Có những loại ngay cả nghe nói đến Hàn Lập cũng là chưa nghe thấy bao giờ. Điều này làm cho trong lòng hắn rất là buồn bực, Hàn Lập âm tình bất định ở trong mật thất hồi lâu rồi mới dần dần khôi phục thần sắc bình thản hắn liếc mắt nhìn cái trang giấy ngọc trong tay một cái, tay kia lật chuyển lấy ra một chiếc hộp ngọc. Hắn đem trang giấy trắng bỏ vào trong hộp rồi sử dụng cấm chế phủ dán lại. Ngay cả có pháp môn luyện chế nhưng liệu có thể luyện chế ra hai ba toàn cực sơn hay không thì hắn một chút nắm chắc cũng không có. Loại trí bảo này vốn không thể cưỡng cầu, còn trông về sau liệu hắn có được thiên đại cơ duyên hay không. Sau khi nghĩ thông suốt vấn đề này, Hàn Lập lặng lặng ngồi xếp bằng một lát, tâm tình rốt cuộc cũng hoàn toàn khôi phục bình tĩnh tay áo bảo bỗng run lên một chiếc vòng tay từ trong cổ tay áo bay ra cái vòng tay này xoay vòng một cái tỏa ra quang hà rồi một giải hắc quang từ trong đó cũng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất ở trong hắc quang có một con khí nhỏ nhỏ màu đen đang nằm cuộn tròn bất động chính là đề hồn thú con thú này ngày đó sau khi đại triển thần uy tiêu diệt hóa thân của thiên ngoại ma quân ký phó vào huyệt linh thì bản thân lại hư thoát rồi hôn mê đến hôm nay vẫn còn chưa thức tỉnh hàn lập thấy tình hình như vậy thì sắc mặt trầm xuống nhưng một tay hướng tiểu hầu cua một cái một mảnh thanh hà từ năm đầu ngón tay bay ra cuốn lấy tiểu hầu vào trong rồi dễ dàng đặt tại trước người hàn lập đưa mắt nhìn tiểu thú trước mặt lông mày híp lại ánh mắt tựa như tinh vi kích phong không một tiếng động chui vào trong thân thể tiểu hầu vì muốn biết rõ tình hình thực tế của đề hồn thú hàn lập đem thần niệm ngưng tụ thành sợi tơ bên ngoài cơ thể mà trực tiếp thí nghiệm trên người tiểu thú sợi tơ này chui vào cơ thể tiểu hầu đề hồn thú vẫn không nhúc nhích một chút phản ứng cũng không có mà hàn lập hai mắt cũng nửa khép bắt đầu thao tác thần niệm cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra tất cả những biến hóa trong cơ thể con thú này sau một lúc lâu sau vẻ mặt hàn lập khó có thể tin tự nói nhỏ một tiếng không có khả năng như thế nào lại có việc này pháp lực tiêu hao của đề hồn thú chẳng những đã sớm khôi phục lại mà trình độ mạnh mẽ của thân thể cùng pháp lực ẩn chứa trong kinh mạch so với trước kia cũng cuồng tăng phải nhiều hơn phân nửa hơn nữa khi hắn cẩn thận quan sát con thú này thì dị biến trong cơ thể vẫn cực kỳ thong thả liên tục thay đổi, giống như một khắc cũng không đình chỉ. Chẳng lẽ là muốn tiến dai? Hàn lập nhìn tiểu hầu trước mắt, trên mặt tràn đầy vẻ quái dị. Lúc trước đề hồn thú giống như ăn phải vật đại bổ, như thế nào sẽ liền xuất hiện tình huống pháp lực tăng vọt? Chẳng lẽ hết thảy đều cùng việc ngày đó ở Ma Kim Sơn mày có quan hệ? Hàn lập cả kinh lại tiếp tục tăng thêm thần niệm lực tiếp tục tra xét cơ thể đề hồn thú. Không đúng, đây là cái gì? Trước kia trong cơ thể nó tuyệt không có thứ này. Hàn lập thất thanh kêu lên. Hắn phát hiện tại sâu bên trong đan điền đề hồn thú có một cái tinh lạp gần như trong suốt không thấy. Cái tinh lạp này cực kỳ bí ẩn, thậm chí kích thước chỉ cỡ một phần 10 hạt gạo, cũng không có khí thức nhưng lại bị từng đoàn hào quang nhiếp hồn bao vây trong cơ thể đề hồn giống như không ngừng bị luyện hóa. Tâm niệm Hàn lập nhanh chóng quay ngược lại, lập tức nhớ tới trong Ma Kim Sơn mạch con thú này sau khi tiêu diệt xong nguyên thần của Huyệt Linh thì liền một ngụm nuốt vào trong bụng chẳng lẽ vật này chính là do nguyên thần huyệt linh biến thành hay là do thiên ngoại ma quân ký sinh lưu lại nhưng mà trước kia đề hồn thú vô luận cắn nuốt loại hung quỷ lệ phách nào thì cũng không có loại biến dị này hắn không khỏi trầm ngâm chẳng lẽ lại là đồ vật kia hàn lập linh quang chợt lóe bỗng nhiên nhớ tới đồ vật nọ sắc mặt bỗng đại biến hắn không nghĩ nhiều nữa một tia tinh ti nhanh chóng được đưa vào cơ thể đề hồn nó vừa động nhất thời đã đem một mẩu tinh lạc trong đan điền đề hồn cuốn lấy chỉ thấy tinh ti chợt lóe lên rồi lôi ra ngoài cơ thể. Tinh lạc vừa hiện ra bên ngoài thì tinh ti dường như không thể thấy được cũng chợt lóe lên rồi biến mất. Hàn lập ngưng trọng nhìn tinh lạp hắn dùng một tia thanh ti bắn ra đem tinh lạc quấn lấy đưa đến trước mắt. Đồng tử Hàn lập hiện lên lam mang trói mắt đem thần thông minh thanh linh nhãn vận dụng cực hạn, mắt không chấp một cái nhìn chăm chú vào tinh lạp Qua hồi lâu sau, Hàn lập thở dài một hơi, trở tay một cái, trong tay hiện ra một cái bình ngọc to cỡ ngón tay cái. Thanh Thi vừa động đã đưa miếng tinh lạp vào trong bình nhỏ. Bình nhỏ chợt lé lên rồi quỷ dị biến mất, sau đó Hàn Lập phất tay áo một cái, cái vòng linh thú đang trôi nổi trên không trung liền rơi xuống, hào quang phun ra đem để hồn thú dưới mặt đất thu vào trong đó. Hàn Lập đem linh thú hoàn thu lại rồi lập tức đứng dậy nhanh chóng đi ra ngoài cửa đá và vội vàng ly mật thất. Đại môn mật thất vừa mở ra, Hàn lập thần niệm vừa động liền mệnh lệnh cho Hoa Hoa đang ở trong dược viên trông coi tốt động phủ sau đó hắn dùng độn quang hóa thành một đoàn thanh hồng rời đi. Một lát sau, Hàn lập hiện ra ngoài động phủ bay nhanh tới chân núi rồi bắt một chiếc thú xa đi thẳng về hướng trung tâm Vân Thành. Tiếp đó 10 ngày sau, Hàn lập đi đến tất cả những cửa hàng có bán các loại điển tịch và thu mua số lượng lớn điển tịch linh tinh mà ban đầu hắn không chú ý lắm. Điển tịch có đủ loại, có chuyên môn, có phương pháp tu luyện bí thuật cũng có loại giới thiệu các loại sự vật, sự việc hiếm có. Mà sau khi quay về động phủ, Hàn Lập dùng một loại tốc độ rợn người đảo qua nội dung các điển tịch, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng sau một đêm, hắn lại mang vẻ mặt thất vọng đi ra ngoài mật thất, sau đó lại rời động phủ đi tìm các cửa hàng điển tịch lớn khác trong Vân Thành, tiếp tục mua lượng lớn các loại điển tịch đem về. Liên tiếp 5 ngày sau, Hàn Lập ngày nào cũng thế. Mà mấy ngày mua điển tịch, tinh thạch của hắn cũng hao phí đến một số lượng kinh người. Nhưng là một ngày hàn lập lại từ vân thành trở về lại chui vào mật thất trên tay cầm một miếng ngọc cổ xưa nhanh chóng đảo qua trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ kinh hỷ không tệ cuối cùng cũng đã tìm ra ta đã nói chân linh bản nguyên dù hiếm người nào biết nhưng nhất định phải có một số thượng cổ điển tịch ghi lại hắn thì thào một tiếng tiếp theo vẻ mặt chăm chú bắt đầu quyết tâm cẩn thận đọc nội dung ghi trong miếng ngọc thân hình hàn lập giống như tảng đá vẫn không nhúc nhích toàn bộ tâm thần đều bị hấp dẫn vào trong miếng ngọc cũng không biết trải qua bao lâu thân hình hắn vừa động lại thở dài một hơi, cầm miếng ngọc trong tay đặt lên trên mặt đất, trên mặt tràn đầy vẻ uể oải. Như thế nào lại như thế này, thiên đại cơ duyên bực này lại cứ thế mà đi qua sát bên người. Hắn thất vọng nói, bàn tay theo bản năng lật một cái, chiếc bình nhỏ chứa tinh lạp hiện ra. Bình nhỏ mở ra, khỏa tinh lạp từ từ bay ra lơ lửng ở trên miệng bình. Đưa mắt nhìn cái tinh lạp như bình thường này, hàn lập nhếch môi nở một nụ cười khổ. mươi 1657, hứa lão quái dựa theo những gì tìm thấy trong điển tịch cái gọi là chân linh bản nguyên vốn là thực linh khí do trời đất sinh ra cùng một ít hỗn độn khí mà biến thành nếu người bình thường ăn phải thì cũng không thể tưởng tượng được tác dụng mà nó đem lại mặc dù không thể hóa thành tồn tại cùng loại với chân linh nhưng lại khiến cho người ăn được thoát thai hoán cốt tu vi tăng nhanh việc tiếng dai lên hợp thể kỳ cũng nhiều hơn tuy nhiên thực linh khí tại linh giới số lượng rất ít cho nên có thể biết chân linh bản nguyên ít đến cỡ nào cộng thêm việc nhiều năm đã trôi qua Chân linh bản nguyên nếu có cũng đã bị các đại tu sĩ của các tộc dùng xong, cho nên hiện nay trong linh giới, chân linh bản nguyên còn sót lại có thể coi như là không còn. Mà dựa theo sách, loại chân linh bản nguyên là vốn là thể khí nhưng vì ẩn chứa năng lượng lớn bổn nguyên lực nên khi bị người khác ăn vào thì căn bản không thể luyện hóa nó trong thời gian ngắn. Sau một thời gian, chân linh bản nguyên trực tiếp ở trong cơ thể người đang luyện hóa mà ngưng tụ thành tinh thể. Loại hạt tinh thể này ẩn chứa đại lượng chân linh bản nguyên lớn không thể tưởng tượng nổi. Tùy theo thể chất mà có người nhiều nhất thì mất mấy trăm năm, ít thì mấy chục năm mới có thể luyện hóa hoàn toàn. Sau khi Hàn Lập xem đến nội dung này thì trong nội tâm vui sướng không thôi nhưng những dòng tiếp theo lại như dội vào đầu hắn một gáo nước lạnh. Phía dưới ghi lại, chân linh bản nguyên khi đã hóa thành hạt tinh thể cũng đã cho thấy đã bị chân nguyên người khác luyện hóa đồng thời khiến cho những người khác không thể hấp thu được. Những người khác một khi bị cưỡng chế hấp thu thì bản thân tinh hạt sẽ trở thành lực lượng thiên địa bình thường. Cuối cùng điền tịch còn đặc biệt nói rõ loại đồng hóa này triệt để phi thường, căn bản không thể chuyển ngược lại. Sau khi xem xong hết tất cả, Hàn Lập choáng váng đầu óc. Lúc giờ này hắn đang nhìn chằm chằm vào hạt tinh thể trong chiếc bình nhỏ trước mặt, ánh mắt rất phức tạp. Trong sách này cũng không có ý kiến xác nhận vấn đề, nói gì thì nói cũng phải thử một lần xem sao. Sau một hồi lâu, Hàn Lập không cam lòng nói nhỏ một tiếng. Sau đê tô hắn bỗng nhiên bấm quyết, một ngón tay chỉ vào tinh lạp điểm một cái. Sau khi phốc một tiếng, một đạo tế thi đánh ra, chỉ thấy chấp động một cái đã đem hạt tinh thể bao vây lấy. Sau đó, Hàn Lập ngưng trọng đánh ra liên tiếp mấy đạo pháp quyết, tất cả đều chui vào trong màn sáng xanh. Hạt tinh thể bỗng nhiên quay tròn, nhan sắc cũng biến ảo nhất định. Vốn ban đầu trong suốt lại biến thành màu hồng, sau đó lại từ màu đỏ nhạt hóa thành đen như mực, cuối cùng linh quang chấp động lại nhìn giống như màu vàng kim rực rỡ. Hàn Lập thấy vậy, hai mắt nhíu lại, pháp quyết trong tay biến đổi. Phía trên màn sáng xanh bao vây hạt tinh thể đột nhiên hiện lên rất nhiều ký hiệu nhảy múa xung quanh hạt tinh thể, trong nháy mắt tạo thành một cái pháp trận. Mà hạt tinh thể màu vàng thì ở trung tâm của pháp trận này. Hàn Lập hé miệng phun ra một ngọn anh hỏa màu xanh, véo lên một cái đã chui vào trong pháp trận. Một âm thanh muộn hưởng vang lên, cả tòa pháp trận tỏa sáng, anh hỏa màu xanh cùng pháp trận dễ dàng hóa thành một thể. Sau một khắc, Mọi nơi trong pháp trận đồng thời bốc cháy lên hỏa diễm màu xanh đem hạt tinh thể bao vây bên trong rồi bắt đầu nung nóng. Trong ngọn lửa màu xanh, hạt tinh thể màu vàng ngay từ đầu vốn bất động nhưng theo thời gian mặt ngoài kim quang càng ngày càng sáng, cuối cùng lại còn phát ra một loại thanh âm trầm thấp. Hàn Lập thấy tình hình này thì nội tâm trầm xuống, pháp quyết trên tay còn chưa kịp biến đổi thì một tiếng nứt vỡ từ bên trong pháp trận truyền ra. Hạt tinh thể quỷ dị biến mất tại chỗ, thay vào đó là một đám mây màu vàng kim tỏa sáng, to cỡ quả trứng gà. Đám mây quay tít một vòng, bên trong phát ra tiếng sấm kinh người, sau đó thoáng một cái điên cuồng lớn lên mấy chục lần, biến thành lớn cỡ một trượng, hơn nữa vẫn còn đang không ngừng điên cuồng lớn lên. Một lúc sau, ngọn lửa màu xanh cùng màn hào quang bao vây hạt tinh thể bỗng nhiên nứt ra. Kim sắc quang vụ không ổn định, rõ ràng là đã mất đi sự khống chế, tùy thời có thể nổ mạnh. Hàn Lập vừa nghĩ tới một cỗ lực lượng đáng sợ ẩn chứa bên trong thì sắc mặt đại biến. Một tay của hắn bỗng nhiên trở nên đen như mực cũng nhầm vào pháp trận đè xuống một cái, bột một cái rồi lại chiêu một tiếng xé gió vừa vang lên. Quầng sáng mờ từ đầu ngón tay bắn ra, sau khi lóe lên thì hóa thành một màn sáng màu xám, đem mây mù màu vàng cuốn vào bên trong. Quầng sáng mờ cùng ánh sáng màu vàng đan vào nhau, phát ra thanh âm trầm đục lục bục. Nguyên từ thần quang hiện lên bên ngoài hào quang nhưng bộ dáng có vẻ chống đỡ hết sức, căn bản không có cách nào kiềm chế dị biến trong màn sương màu vàng kim. Trên mặt Hàn Lập lóe lên vẻ sợ hãi, hai chân cũng không đứng thẳng nữa mà lập tức lùi vào một góc mật thất đồng thời tay áo vung về phía trước. Tinh quang chợt lóe rồi một cái lá chắn nhỏ ánh sáng nguyệt mờ hiện ra chắn trước người, nhoáng một cái đã biến lớn thành mấy trượng đem phía trước người bảo vệ kín cẩn. Trong nháy mắt khi Hàn Lập vừa làm xong thì nguyên từ thần quang phát ra tiếng vỡ tan, vô số ánh sáng vàng kim từ bên trôn bắn ra. Hàn Lập thấy tình hình này thì trong nội tâm liền trầm xuống nhưng trong cơ thể pháp lực nháy mắt tuôn ra rót hết vào trong cự thuẫn, đồng thời bên ngoài thân thể kim quang chợt lóe lên da thịt thoáng chốc đã biến thành màu vàng kim và hiện lên từng khối lân phiến màu vàng xem ra đã chuẩn bị tốt về phần mật thất và động phủ còn có nguyên vẹn hay không thì có trời mới biết không nghĩ đến một màn dị biến xuất hiện màn xương mù màu vàng sau khi phá tan trói buộc cũng không có tiếp tục điên cuồng bạo liệt ra mà lóe lên rồi bỗng hóa thành một đạo ánh sáng hình trụ bắn lên nóc mật thất nóc nhà được hắn bố trí cấm chế lại giống như tờ giấy không thể ngăn cản dù chỉ được một chút chỉ thấy lóe lên một cái liền đã bị xuyên thủng thành một cái động lớn nửa thước. Mà màn xương mù màu vàng kim này thoáng cái đã biến mất vô ảnh vô tung trong mật thất. Hàn lập giật mình một cái, vừa nhấc tay thì thấy vài tia mặt trời theo lỗ thủng mà chiếu xuống nhưng lập tức trên không trung đột nhiên truyền đến một cỗ cự đại xôn xao làm cho người ta rợn tóc gáy, thiên địa nguyên khí của cả tòa linh sơn bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng. Môi hắn run rẩy nhưng một tay giơ lên, một đạo pháp quyết màu trắng được đánh ra, thoáng cái đã chui vào nóc mật thất rồi biến mất không thấy. Lập tức, nóc mật thất vốn đã bị xuyên thủng lại đột nhiên chớp động rồi một đoàn ánh sáng trắng bỗng nhiên đem cả lỗ thủng nhanh chóng hợp lại, trong chớp mắt lại lấp đầy như ban đầu. Mà trên mình Hàn Lập ánh sáng màu xanh lóe lên rồi bỗng hóa thành một đạo kinh hồng, trực tiếp bay ra ngoài mật thất. Sau vài lần chớp động, độn quang thu lại, Hàn Lập xuất hiện phía trên bầu trời động phủ, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lông mày không khỏi nhíu lại. Chỉ thấy lúc này trên bầu trời có thêm một cỗ cụ phong màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt, ở trên không mà rít gào mà tại tầng trời thấp phía dưới cụ phong màu vàng, khắp nơi bỗng hiện ra giải sáng màu ngũ sắc từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn kéo đến, thanh thế cực kỳ kinh người. Hàn lập thấy thế, trong tâm không khỏi hoảng sợ thì miệng lại mỉm cười một cái. Hắn may mắn đã không đem hạt tinh thể trực tiếp nuốt vào trong bụng để luyện hóa. Nếu không thì một khi bị phát tác, có thể nghĩ tới một cái kết cục bi thảm nhưng động tĩnh lớn như thế, tự nhiên kinh động đến các dị tộc nhân đang tu luyện trong các động phủ ở Linh Sơn. Trên Linh Sơn, các nơi linh quang chấp động, các đạo nhân ảnh lần lượt hiện ra những người này biết gì đấy thậm chí còn tiến lại cùng một chỗ cùng hướng lên phía thiên tượng chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán không ngừng hàn lập thấy tình hình này thì sờ sờ chán đồng thời tâm niệm đánh giá một lượt nếu có người nào đến tra hỏi thì nên tìm một cái cớ nào để che giấu đây nhưng vào lúc này tại một chỗ trên linh sơn truyền đến một tiếng cuồng tiếu ha ha ai lại thử nghiệm bí thuật mới lại triệu tập ra nhiều thiên địa nguyên khí như vậy lại còn tinh thần như vậy nữa Lão Phu đang muốn luyện chế một kiện bảo vật chính là cần một lượng vô cùng lớn thiên địa nguyên khí thế này, hóa ra là giảm bớt cho Lão Phu một phen công phu rồi. Lời nói vừa dứt, một đạo kinh hồng màu đỏ từ dưới bắn lên, sau vài cái chấp động thì muốn đâm đầu vào trong thiên tượng trên không trung. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một ngọn lửa cao một trượng bay ra, thoáng cái hóa thành một con dao màu đỏ dài hơn 10 trượng, đắc ý hé miệng. Một loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên rồi hỏa dao lập tức phun ra một mảng ánh sáng màu hồng lập lòe trên không trung điểm sáng đầy trời. Cụ Phong nhìn như kinh người bị giải ánh sáng màu hồng này cuốn lấy, bất quá sau vài lần hít thở đã bị quét sạch. Hỏa dao màu đỏ ngầu biến lớn thành hơn 20 trượng, sau đó cười dài một tiếng, đột nhiên hồng quang trói mắt hóa thành một bóng người cao hơn một trượng, trôi nổi trên không trung. Phóc người này thoạt nhìn đã ngoài 60 tuổi, khuôn mặt bình thường, tóc trắng đầy đầu nhưng mặc một thân quần áo tím, mặt thì đắc ý đưa mắt nhìn kiện đồ vật trong tay. Đó là một cái hồ lô màu đỏ son cao nửa thước, mặt ngoài hiện lên từng đoàn ngọn lửa cùng đồ án thuồng luồng hung ác lóng lánh. Nhìn hình dáng thì cùng hỏa giao lúc trước biến ảo thành giống y hệt. Cái gì, là hứa lão quái, lão quái vật này sao lại đã trở về, thần thông của lão quái vật này hình như càng lợi hại hơn. Phía dưới, phần nhiều dị tộc nhân vừa nhìn thấy tử bào lão giả thì lại ồn ào một phen, hơn phần nửa đều nhận ra người này nên xì xào bàn tán một hồi. Hàn lập thấy tình hình này thì khẽ giật mình sau đó dùng thần niệm hướng qua lão giả này quét qua một cái, lập tức nhận ra tu vi đối phương là một vị tu sĩ luyện hư hậu kỳ. Loại tu vi này hiện tại trên Linh Sơn vốn không có hợp thể kỳ tồn tại thì cũng xem như là tồn tại đỉnh dai nhưng tựa hồ cũng sẽ không khiến cho nhiều dị tộc luyện hư kỳ hiện lên vẻ kiêng kỵ như vậy. Hàn lập trong lòng kinh nghi không thôi, bất quá, thiên tượng do hạt bản nguyên tinh thể tạo thành mà bị người ta thu lại như vậy cũng không khiến cho người nào khác chú ý nữa nên hắn tự nhiên thở dài một hơi. Vì vậy bên ngoài hàn lập thanh quang trượt lóe, Lần nữa hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh hướng về phía động phủ chạy đi. Sau khi hắn xuất hiện trong động phủ, trước hết làm phép đem các cấm chế bên ngoài cùng trong động phủ xem xét một phen rồi mới an tâm trở lại trong mật thất khoanh chân ngồi xuống. Hắn đưa tay, một mảnh hào quang màu đen bay xuống, thân ảnh đề hồn thú hiện ra nhẹ nhàng trôi nổi gần trong gang tấc. Hàn Lập kinh ngạc nhìn qua con thú này một hồi lâu sau mới thở dài một hơi. Chương 1658, áp chế. Trải qua lần thử nghiệm vừa rồi, Đối với những gì ghi chép trên biển tịch hắn cũng không phải nghi ngờ gì nữa, cũng chỉ có thể để đề hồn thú chậm rãi hấp thu chân lân bản nguyên mà thôi. Dù sao đề hồn thú cũng là linh thú của hắn, nếu có thể hấp thu xong, tu vi tiến nhanh cũng là một sự kiện đáng mừng. Kết quả nếu đem so sánh chân lân bản nguyên mấy trăm suất thế thì chắc chắn sẽ mạnh hơn nhiều. Trong lòng sau khi tự định giá một phen, Hàn Lập trước tiên thì mừng rỡ sau lại vô cùng thất vọng uể oải, nhưng cuối cùng cũng phai nhạt, tâm tình dần dần khôi phục bình tĩnh như trước hắn khoát tay cầm linh thú hoàn phóng ra, đem để hồn thú thu lại sau đó ngưng trọng, bàn tay cuốn một cái lấy ra một cái bình ngọc màu xanh. Bình ngọc này nhìn như bình thường nhưng bề ngoại lại tản ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, nhạt, đồng thời trên miệng bình được vài đạo cấm chế phủ lục dán kín. Hàn lập nhíu đuôi lông mày một cái, đem ném cái bình ngọc lên trên không trung rồi tay áo run lên, từ trong bay ra 10 cái trận kỳ. Trong miệng hắn lầm bầm rồi đưa tay chỉ vào những cái cái chân kỳ này một cái. Một tiếng gào thét vang lên, những trận kỳ này hóa thành hơn 10 đạo ánh sáng màu sắc khác nhau, chợt lóe lên tiến nhập vào trong không trung rồi biến mất. Một màn sáng màu vàng nhạt hiện lên trong mật thất, mặt ngoài có các ký hiệu khác nhau động đậy không ngừng. Hàn Lập vậy mà lại bố trí ra một loại trận pháp nhỏ, sau đó bản thân cũng tiến vào trong trận. Sau khi làm tốt hết thảy, hắn mới yên tâm nhìn cái bình ngọc màu xanh hé miệng thổi nhẹ một cái, một luồng gì nhẹ bay ra. Phốc phốc vài tiếng sau đó tại miệng bình mấy tấm phù lê trong ngọn gió nhẹ tự động bong ra, cái miệng bình chút mở rộng. Bên trong mơ hồ có ánh sáng chấp động, Hàn Lập thấy tình hình này thì không chút lưỡng lự, nhấc cánh tay lên hướng về miệng bình ngọc quơ một cái. Bình ngọc màu xanh quay tròn, ánh sáng mờ mờ bên trong phát ra, đủ loại màu sắc. Một đồ vật quỷ dị từ trong miệng bình phun ra, vật này hình người, cao vài tất nhưng không nhúc nhích, phảng phất như một cái tượng hình người năm màu. Nhưng Hàn Lập nhìn cái tượng người này lại không chút chậm trễ, trong miệng lầm bầm, tay liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Bên ngoài thân của tượng người các loại linh quang chợt lóe lên, nhất thời hình thể nó lớn vọt lên. Chỉ sau mấy lần chấp động liền khôi phục hình dạng vốn có. Thân hình cao hai trượng, khuôn mặt xanh biếc dị thường, quái vật hình người có bốn chân màu tím nhạt. Chính là vật hàn lập lúc trong ma kim sơn mạch đã thu hoạch ngoài ý muốn chi tiên. Lúc này, trên thân thể nó hiện lên các loại ký hiệu, toàn thân đều bị cấm chế gắt gao, hai mắt nhắm chặt, Nhìn như đã lâm vào giấc ngủ say, Hàn Lập hai mắt nhất mị, đem chi tiên trước mắt đánh giá từ trên xuống dưới, dường như cảm thấy rất hứng thú. Khó trách hắn biểu hiện như thế, tuy rằng linh dược biến hình sinh vật Hàn Lập cũng không phải chưa từng gặp qua, thậm chí cửu khúc linh sâm của hắn có thể đem linh tính biến thành một con thỏ trắng khá sống động nhưng so với con chi tiên này vốn đã đem bản thể biến ảo thành hình mà lại là hình người thì căn bản cửu khúc linh sâm không thể so sánh được. Tuy rằng như thế, Hắn cũng không lập tức đánh thức linh vật mà một ngón tay trong tay áo bấm một cái. Tiếng xé gió vang lên, một đạo kiếm quang tinh tế bắn ra, vây quanh một cái rễ cây màu tím. Ánh sáng xanh lóe lên, một vết thương dài cỡ một tấc hiện lên, vài giọt dịch thể màu trắng sữa chảy ra. Dược dương nồng đậm tràn ngập khắp đại sảnh, trong mắt Hàn Lập Hàn quang chợt lóe, Dương nắm tay lên rồi một cái bình to cỡ một ngón tay cái bay ra. Đồng thời hắn hé miệng phun ra một giải sáng mờ. Giải sáng này chấp động rồi đem dịch thể màu trắng cuốn lấy rồi đem tất cả cuốn vào trong cái bình nhỏ, một chút cũng không sót. Mà trong lúc này, vết thương trên cơ thể chi tiên chợt có ánh sáng tím lóe lên sau đê tô lại khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất chưa từng tồn tại. Hàn lập đối với tình hình này cũng không ngoài dự liệu, không tỏ vẻ kinh ngạc mà đưa một tay chộp vào không chung. Một lực vô hình nhất thời hiện ra, vù một tiếng, chiếc bình chứa dịch thể màu trắng đục bỗng nhiên bị kéo lại rồi bị hắn cầm vào trong tay, nhẹ nhàng đem lên mũi người hảo tinh thuần linh lực, Hàn Lập thì thào một tiếng, nhìn như sợ hãi nhưng mà nét mặt vẫn chưa có lộ ra vẻ mừng như điên. Mày tay kia sau khi bâng cua chộp vào hư không thì một đoàn sáng bạc hiện ra trong lòng bàn tay, sau khi chợt lóe lên một cái thì hóa thành một chiếc bát vuông, lớn chừng nửa thước. Mặt ngoài cái bát áng sáng bạc lập lòe, có những hoa văn đẹp tuyệt vời, hình như không phải là vật bình thường. Hàn Lập không chút trần chờ, cầm cái bình nhỏ hướng cái bát màu bạc xốc xuống. Một giọt linh dịch màu trắng sữa rơi vào trong. Tiếp theo, tay áo bảo hàn lập hướng về mặt đất run lên, cái vòng tay chữ vật bay ra, sau khi chợt xoay một cái thì bên trong bóng có một đoàn sáng mở phun ra. Luồng sáng mở bay qua, trên mặt đất bỗng nhiên hiện ra một loạt các loại hộp gỗ cùng các loại lọ khác nhau. Hàn lập đảo mắt qua rồi cua lấy một chiếc hộp ngọc trong đó. Nắp hộp tự động bay ra, tiếp đó một ít linh dịch màu lam từ trong bay ra rơi vào trong cái bát. Sau một khắc, lại có một cái chai bay lên nhằm hướng cái ngân bát bay tới. Sau 3-4 canh giờ, cả gian mật thất tràn ngập dược hương lam quang trong mắt hàn lập chớp động nhìn chằm chằm vào vật to ước chừng nắm tay trong bát thân hình vẫn không nhúc nhích lúc lâu sau một tiếng cười khổ vang lên trong mật thất sau đó trong tay hàn lập chợt lóe lên ánh sáng màu bạc cái bát bỗng nhiên biến mất là luyện đan tài liệu chi tiên linh huyết mặc dù có không ít tác dụng thần kỳ nhưng tuyệt đối không đủ khiến cho các tồn tại hợp thể kỳ coi trọng đến như thế có lẽ bản thân nó còn có công dụng thần kỳ khác hàn lập đem thân thể lần nữa ngồi thẳng đam chiêu lầm bầm. Trong miệng vừa nói, hắn cũng vừa xoay chuyển ánh mắt lần nữa nhìn về chi tiên vẫn đang lơ lửng trước người. Hàn lập sờ sờ cầm, ánh mắt chấp động vài cái, bỗng người ngón tay bắn ra. Hơn 10 đạo chỉ phong xé gió bắn ra, chợt lướt qua, dồn dập thu vào trong thân thể chi tiên không thấy tung tích. Kế tiếp, ngón tay hàn lập dừng lại, đem hai tay thu về trong tay áo rồi nhìn chi tiên. Không lâu sau, nguyên bản đang bất động, bên ngoài thân chi tiên ánh sáng lóe lên, hiện ra một tầng ánh sáng màu tím nhạt mí mắt khẽ động rồi chậm rã mở ra rồi chậm rãi nhìn về phía hàn lập chỉ thấy con ngươi nó có màu lục nhạt bên trong còn có ánh sáng bạc rực rỡ lưu chuyển trông cực kỳ quỷ dị ta đã rơi vào tay các ngươi có thể nói cho ta biết đây là nơi nào không ngoài dữ liệu chi tiên không lộ ra vẻ kinh sợ trái lại còn bình tĩnh nói giống như đang cùng một người qua được nói chuyện vậy thấy tình hình này lông mi hàn lập khẽ động một cái như cười như không nhưng không hề giấu giếm trả lời nơi này là vân thành cũng cách ma kim sơn mạch không xa lắm nhìn đến ngươi linh trí đã mở ra rất sớm nhưng dưới tình hình này làm sao còn vẻ bình tĩnh như thế ta không chấn định thì thế nào chẳng lẽ ta mở miệng cầu xin ngươi thì ngôi có thể thả ta đi hay sao chi tiên trầm mặc một chút rồi mới nhàn nhạt nói điều này cũng đúng các hạ là thiên địa linh dược có thể biến ảo nhân hình toàn bộ linh giới cũng khó xuất hiện thả ngươi đi tự nhiên là không thể hàn lập cười cười nhưng lại tán thành gật gật đầu thấy hàn lập khí định thần nhàn nét mặt chi tiên cũng có chút kinh ngạc nhưng ánh mắt nó sau khi nhìn lướt qua hàn lập một cái thì hừ lạnh hai mắt nhắm lại bộ dáng như không muốn nói tiếp bất quá ta có chút tò mò các hạ ngoài việc làm linh dược luyện đan thì có những công dụng khác hay không bằng không những tồn tại cao dai kia đối với các hạ lại đuổi theo không thôi hàn lập lại không hề lưu tâm chỉ là hỏi tiếp chi tiên nghe hàn lập hỏi như thế thì khóe miệng nổi lên một tia châm chọc nhưng vẫn ngậm miệng căn bản không có ý trả lời các hạ nếu linh trí đã mở, cũng đã có nguyên thần tinh hồn của chính mình thì sẽ không muốn bị ta vận dụng siêu hồn thuật chứ?" Hàn Lập thở dài một hơi nói ra, "Siêu hồn, ngươi cho rằng có thể dùng phương pháp này để biết được điều gì sao, nếu vậy thì cứ tự nhiên thi triển ra." Chi Tiên nghe vậy thì trái lại cười nhạt nói. Hàn Lập nghe đối phương nói thế, chán không khỏi nhíu lại. Tại linh giới, người giống như hắn có phạm thánh chân ma công rút hồn bí thuật tuy rằng không nhiều nhưng cũng không nói là quá ít. Cái loại chi tiên không biết sống qua bao nhiêu năm tháng này nếu biết được loại thuật này thì cũng không quá ngạc nhiên. Tâm niệm liên tục quay nhanh nhưng thần sắc thì bất biến, nhìn không ra chút dị dạng nào. Các hạ không nói cũng không có gì, ta có thể đem bản thể của ngươi luyện ra một ít đỉnh giai đan dược. Nhưng theo ta được biết, loại như ngươi vốn là nguyên thần của thiên địa linh vật hóa hình, đối với một ít bí thuật tu luyện cùng tu luyện giả tu luyện công pháp đặc thù mà nói rất có tác dụng. Các hạ cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm mới có thể tu luyện được một điểm linh tính nếu rơi vào trong tay loại người này thì sợ rằng phải phí một phen khổ tu trước đây hàn lập trừng mắt nhìn nói rồi chợt nói ra ngươi uy hiếp ta sao uy hiếp thì không chỉ là tại hạ mạo hiểm lớn như thế khi tiến vào ma kim sơn mạch nếu như không chiếm được cái gì có thể bù đắp thì cũng chỉ lấy nó dùng một lần hàn lập khẽ cười một tiếng nhưng ánh mắt lại không chút tình cảm nào lẽ nào ta nói thì ngươi sẽ giữ lời thả nguyên thần của ta ly khai hay sao ngươi lấy cái gì để làm cho ta tin tưởng Chi tiên hiển nhiên nghe ra ý tứ của Hàn Lập, ánh bạc trong con ngươi chợt lóe lên lạnh lùng hỏi. Thả nguyên thần của ngươi tự động ly khai thì chắc chắn không thể. Ta còn sợ ngươi đoạt thể trọng sinh hoặc là bị những người khác bắt được mà lộ ra cái gì đó. Nhưng có thể trực tiếp đem ngươi binh giải, thả cho ngươi trực tiếp tiến nhập vào con đường luân hồi. Về phần có tin hay không thì lẽ nào các hạ còn những lựa chọn khác sao? Hàn Lập vui vẻ nói ra, chương 1659, Thỏa Hiệp. Tuy ta không thể chọn lựa nhưng không có nghĩa là không có điều kiện gì." Chi Tiên ánh mắt nháy lên một chút rồi chậm rãi nói, "Các hạ có điều kiện gì, có thể nói một tiếng?" Hàn Lập cười cười, bộ dáng không thèm để ý nói, "Rất đơn giản, nội dung giao dịch thì theo ngươi, ta có thể nói cho ngươi về những khả năng thần kỳ liên quan đến pháp thân của ta, ngươi thì sẽ thả cho nguyên thần của ta tự động tiêu tán vào trời đất, cho nó tiến nhập vào con đường luân hồi. Nếu như có kiếp sau, cũng có cơ hội hóa thành loài người như các ngươi." nhưng mà phương pháp giao dịch thì phải làm theo phương thức của ta. Bằng không, ta tình nguyện cùng linh thân đồng thời chôn vùi tại đây, cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, đem tất cả giao cho người khác khống chế. Chi tiên tựa hồ đã sớm có suy nghĩ, một hơi liền nói nhiều như vậy. Phương thức gì? Hàn lập hỏi, ta sẽ dùng thiên phú bí thuật đem nguyên thần chia làm hai. Trong đó hơn một nửa sẽ chứa ý thức tự chủ của ta, nửa còn lại thì chứa đựng phần ký ức của ta. Trước tiên người thả phần lớn nguyên thần của ta ly khai, Bộ phận nguyên thần còn lại chỉ cần ngươi thực sự giữ lời hứa sẽ tự nhen nói cho ngươi bí mật. Sau đó, khi ngươi nhận được thứ ngươi cần thì đem nguyên thần còn lại đưa vào luân hồi. Như vậy, ngươi cũng không phải lo lắng gì, ta cũng yên tâm nói cho ngươi biết sự tình ngươi muốn biết." Chi Tiên mặt không biểu tình nói ra, "Không có nỗi lo về sau, không đúng lắm nhỉ? Ngươi có hơn phân nửa nguyên thần rời khỏi, vạn nhất đột nhiên đổi ý, không nói cho ta biết thì chẳng phải là ăn trộm gà không xong mà còn bị mất nắm thóc sao?" Hàn Lập trong lòng khẽ động, nhưng lại lắc lắc đầu nói. Khi ngươi bắt ta, tổn thương của ta càng nhiều thêm, lúc gió nếu không rơi vào tay ngươi thì sớm muộn cũng bị những người khác bắt được. Vì vậy cũng không cần cùng với ngươi kết thành thâm cửu đại hận gì cả. Ta cuối cùng sẽ không vì một chiếc pháp thể vô dụng cùng một nửa nguyên thần của mình mà dẫn chơi. Dù sao thì cũng có ai biết nếu đem nguyên thần không chọn vẹn tiến nhập luân hồi sẽ gặp phải vấn đề gì. Chi tiên bình tĩnh dị thường nói ra, hàn lập sờ sờ cầm, lại quan sát chi tiên trên dưới vài lần rồi bỗng gật đầu cười nói tốt theo như ngươi nói làm như thế đi ngươi cứ như thế này mà đơn giản đáp ứng sao thấy hàn lập thoải mái như thế thì chi tiên ngược lại ngẩn ngơ cảm thấy kinh ngạc thế nào đạo hữu còn phương pháp nào tốt hơn chăng hàn lập khóe miệng nở nụ cười nói không có ta chỉ cho rằng các hạ dù có đáp ứng thì cũng phải cân nhắc một hồi lâu chi tiên từ từ nói ra cái này có gì phải suy nghĩ nhiều làm gì nói thật có thể tóm được các hạ đã là một việc vui mừng ngoài ý muốn, ta không cần phải tiếp tục suy nghĩ thêm gì nữa. Hàn lập thâm ý nói ra, nghe Hàn lập nói như thế, chi tiên thần sắc khẽ động nhưng không nói gì tiếp. Tốt lắm, người thi triển bí thuật phân liệt nguyên thần cần thời gian bao lâu, đừng nói cho ta là cần 10 năm, thậm chí trăm năm nhé. Hàn lập lại hỏi, đương nhiên là không có khả năng cần thời gian dài như thế, nhưng tốn thời gian cũng không quá ngắn. Đại khái tầm một năm ta có thể hoàn thành bí thuật này. Nhưng trong lúc ở đây, ngươi phải hóa giải một phần cấm chế trên người ta. Chi Tiên Thần sắc trang nghiêm lần đầu tiên nói chăm chú như thế. "Một năm, tốt, ta có thể cho ngươi thời gian một năm dài như vậy, cũng sẽ đem hơn phân nửa cấm chế trên người của ngươi loại trừ đi nhưng các hạ tốt nhất đừng có chú ý khác. Ta đã làm như thế thì những cấm chế còn lại khác lại càng thêm thần diệu. Dưới tình hình này ngươi vẫn có thể bỏ chạy được thì Hàn Mỗ tự nhận là không may mắn thôi." Hàn lập lạnh nhạt nói ra, "Ta đã bị bắt được" vết thương cũ còn chưa khôi phục, bây giờ cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ, đâu còn chút dư lực nào để chạy trốn chứ. Chi tiên nghe vậy, lại nở nụ cười khổ nói. Hàn lập nghe vậy thì cười hắc hắc không nói gì nhưng mà một tay đột nhiên bắn ra, hai đóa linh hoa, một vàng một bạc cùng bay ra. Chi tiên thấy vậy, ngân mang trong con người lóe lên vội vàng ngưng thần nhìn qua. Chỉ thấy hai đóa linh hoa, một là một con bọ cánh cứng màu vàng kim cùng một con chim lửa màu bạc. Cả hai cũng không lớn hơn đầu ngón tay cái, ánh sáng rực rỡ, phảng phất là dùng vàng dòng bạc nén chế tạo ra phệ kim trùng ngân sắc hỏa điều thì thôi còn khi nhìn thấy rõ ràng hình dáng của con bọ cánh cứng màu vàng kim thì sắc mặt nó biến đổi mạnh mẽ nga các hạ cũng biết loại linh trùng này như thế thì càng tốt đạo hữu biết rõ sự lợi hại của con bọ này chắc là không có suy nghĩ gì nữa hàn lập cười khẽ nhìn con bọ màu vàng cùng con chim lửa màu bạc đánh tay một cái hai vật cùng lúc từ từ hướng về chi tiên bay tới nét mặt chi tiên thay đổi liên tục, sự lợi hại của phệ kim trùng nó sao lại không biết. Hơn nữa còn trước mắt là thành thuộc thể, nếu không phải bản thân đã bị không chế thì nó đã sớm xoay người bỏ chạy. Còn một con chim lửa màu bạc do hỏa diễm tạo thành tuy rằng đối phương không giải thích nhưng có thể cùng thả ra với phệ kim trùng thì sự đáng sợ nếu không bằng nhưng cũng tuyệt đối không kém xa. Hai vật đã bay tới bên mép, chi tiên hơi do dự nhưng cuối cùng cũng cắn răng hé miệng ra nhất thời phệ kim trùng cùng chim lửa màu bạc lóe lên một cái cùng tiến vào trong miệng của nó. Hàn lập cười nhẹ, đưa tay hướng chi tiên cua một cái. Xuy suy hơn 10 sợi chỉ bạc từ từ trong thân thể chi tiên bay ra, chợt lóe lên rồi biến mất vào trong tay áo bào. Theo sau đó, trong một trận chú ngữ và đủ loại quầng sáng màu sắc mờ ảo bay quanh bên ngoài thân chi tiên, hóa thành một tấm bùa chú năm màu tự nhiên biến mất. thấy vậy, ánh bạc trong mắt chi tiên chuyển động, bên ngoài thân ánh tím mạnh mẽ sáng lên màu màu xanh biếc trên mặt phai nhạt đi hơn nửa đồng thời bốn chân giống như xúc tu màu tím nhoáng cái cũng biến thành tay chân của nhân loại sách xác không hổ là thiên địa linh vật ngay cả tổn thương nặng như thế hiện giờ cũng tự động khôi phục được như thế này hàn lập cười ha ha nói ở đây ngươi có dược viên không ta trước tiên đem bản thể cắm rễ ở trong dược viên mượn linh khí của linh dược gần đấy thì cũng có thể nhanh chóng hoàn thành bí thuật phân chia nguyên thần chi tiên dò hỏi dược viên tự nhiên là có đạo hữu đi theo ta hàn lập nghe thế thì cũng gật đầu trả lời nếu chi tiên ở trong dược viên thì tất nhiên sẽ phải dặn dò hoa hoa giám thị dù sao chi tiên tu vi không cao hơn nữa còn có thương tích trong người động phủ có cấm chế xâm nghiêm lấy thực lực của hoa hoa là luyện hư sơ kỳ nữa cũng đã đủ để trông giữ sau khi đánh giá một hồi hàn lập đứng dậy đồng thời vung tay một mảnh sáng xanh lướt qua tất cả những bình bình lọ lọ gì đó đều đã được thu lại sạch sẽ đồng thời trên cánh cửa đá có ánh sáng trắng chấp động và cũng chậm rãi mở ra. Hàn lập trước tiên bước ra ngoài, theo sau chi tiên hơi do dự một chút rồi cũng đi ra theo. Vừa đi ra bên ngoài cửa đá đã thấy một nữ tử mặt không có cảm xúc, thân tỏa ra khí lạnh đứng đấy, chính là thông linh khôi lỗi hoa hoa vừa được Hàn lập gọi tới bằng thần niệm. Vừa thấy Hàn lập đi ra, nữ tử kho người sau đó lại đứng ngây ra bất động. Hàn lập gật đầu không nói gì mà bước nhanh thẳng hướng tới dược viên. Do động phủ ở Vân Thành hiếm có nên dược viên của Hàn Lập cũng sẽ không quá lớn, chỉ rộng khoảng 2-300 trượng mà thôi nhưng mà Chi Tiên vừa theo Hàn Lập đi vào cửa trên mặt đã lộ ra vẻ thỏa mãn. Không tệ, nơi đây tuy không lớn nhưng mà linh khí đúng là nồng đậm. Đạo hữu chọn một địa phương thật là tốt, hắc hắc, không phải tại hạ chọn được địa phương tốt mà linh khí cả tòa linh sơn này không tệ. Các hạ tùy ý tìm một chỗ cắm dễ xuống đi, Hàn Lập lơ đễnh nói, phải không, vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Chi Tiên gật đầu, Thân hình nhoáng lên lướt qua trước người hàn lập, tự động đi vào sâu trong dược viên đi tới. Khóe miệng hàn lập nhếch lên cũng thong thả đi tới mà hoa hoa không nói một tiếng cũng tự động đi theo sau. Chi tiên vừa đi vừa đưa mắt nhìn dược viên, chỉ một lát sau, trên mặt nó hiện lên vẻ kinh ngạc. Linh dược đầy vườn, không kể về độ quý hiếm thì thời gian thế mà hơn nửa đều được vạn năm trở lên. Còn loại hơn nghìn năm, mấy nghìn năm thì tiện tay qua cũng đã được một đám. Toàn bộ dược viên tràn ngập các loại dược hương nồng đậm nếu là người bình thường ở trong dược viên này nghỉ ngơi nửa khắc, tuy không thể lập tức kéo dài tuổi thọ nhưng mà bách bệnh bất xâm là rất có thể. Chi tiên giật mình một chút, vốn muốn đi xem toàn bộ dược viên vì vậy dù đã đi tới trung tâm dược viên thì nó vẫn hướng về phía trước đi tiếp. Hàn lập phía sau thấy vậy thì bộ dáng cũng thở ơ thản nhiên đi theo sau. Dược viên nhỏ như vậy, chỉ một chút chi tiên đã đi dọc theo con đường ở giữa dược viên đi tới phần cuối của dược viên nhưng vào lúc này, một cái bóng trắng lóe lên, có cái gì đó cao tầm nửa thước từ trên một lá linh dược nhảy ra sau đó xoay người nhảy vào một con đường nhỏ khác trong dược viên. Rõ ràng đó là một con thỏ rất lớn, toàn thân trong suốt trắng như tuyết. Chính là nguyên thần của cửu khúc linh xâm biến thành thỏ trắng. Đây là, Chi Tiên vừa thấy rõ con thỏ ngọc thì thân hình run run, có chút thất thanh, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng cùng kinh hãi. Đạo hữu vì sao lại kinh ngạc như thế, lẽ nào trước đây chưa bao giờ gặp qua đồng loại đã hóa hình sao? Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, ở phía sau nói. Đương nhiên không phải, chỉ vì bọn ta bình thường đều ở trong những nơi hiểm ác hẻo lánh, cộng thêm thiên địch có quá nhiều, bản thân thì vốn dĩ không có sức phản kháng. Nhìn vạn cây linh dược cũng không có nổi một gốc may mắn mở ra linh tính. Chi tiên vội vã trả lời rồi vội vàng đuổi theo hướng thỏ trắng vừa rời khỏi. Sau khi đi tiếp vài chục trượng, tại một nơi hẻo lánh thì phát hiện ra nơi cửu khúc linh sâm cắm rễ. Thỏ trắng do nguyên thần của nó biến thành đang cắm cúi gặp một cái dễ cây không biết tha từ nơi nào của dược viên đến, từng ngụm từng ngụm cắn nuốt. Nó vừa thấy đám người Hàn Lập đi tới thì chỉ dùng đôi mắt hồng ngọc nhìn lướt quá một cái rồi lại tiếp tục cắm đầu ăn thực vật, bộ dáng không thèm coi ai ra gì. Con vật nhỏ này trước kia nhát như chuột, thế mà lúc này lại như vậy. Thấy vậy Hàn Lập sờ sờ chán, giờ khóc giờ cười. chương 1660, phá giới ma niệm. Chi Tiên thấy cảnh này, vẻ mặt toát ra vẻ nhu hòa, Đột nhiên bước một bước về phía trước, một tay quơ về hướng thỏ trắng. Một mảnh ánh sáng tím từ trong tay bay ra, bỗng cuốn quanh thỏ trắng đang nằm trên mặt đất, đem tới trước người. Trong giải sáng, thỏ trắng vẫn bình tĩnh ăn uống, mà không hề cảm thấy có gì không ổn. Chi Tiên sau khi nhìn thỏ trắng một chút, trong mắt lóe lên dị sắc, đưa tay về phía màn sáng. Nhưng khi ngón tay của hắn vừa tiếp xúc vào thân thể con thỏ lông xù, linh quang ngoài thân thỏ chợt lóe, bỗng hóa thành tàn ảnh rồi biến mất. Sau một khắc thỏ trắng một lần nữa xuất hiện trên mặt đất không những đứng trên hai chân sau bộ lông màu tuyết trắng cũng xù hết cả lên không ngừng nhe răng trợn mắt đối với chi tiên hiển nhiên đối với cử động của chi tiên đã khiến cho linh vật này rất là căm tức chi tiên thấy vậy nhưng lại cười cười hơi thở trên người biến đổi đồng thời bên ngoài thân ánh sáng màu tím thoáng cái đổi thành màu xanh biếc một cổ mộc linh khí nồng đậm phát ra trên người hắn thỏ trắng vốn đang dương nanh múa vuốt vừa tiếp xúc với linh khí thì giật mình đầu mũi màu hồng phấn người người hai cái, sắc mặt cuối cùng chậm chậm hòa hoãn, thậm chí nhìn về phía Chi Tiên thì ánh mắt cũng trở nên thân mật hơn nhiều. Đứa nhỏ kia, tới đây nào? Chi Tiên vỗ hai tay, hướng một tay về phía thỏ trắng vẫy. Thỏ trắng tựa hồ có thể hiểu ngôn ngữ của Chi Tiên, sau một chút do dự, hai chân đạp một cái, cuối cùng lại nhảy vào trong lòng của hắn. Chi Tiên mừng rỡ, xòe tay vuốt ve đầu thỏ trắng, vui vẻ như cha đang cưng chiều con vậy. Thỏ trắng hai mắt híp lại, Bộ dáng lộ ra vẻ hưởng thụ, thè ra cái lưỡi hồng mềm, liếm liếm ngón tay Chi Tiên. Hay, hay lắm, xem ra đến lúc linh trí của nó chính thức mở ra, cũng không còn xa nữa. Hàn Đạo Hữu, đồng loại này có thể ở trong vườn thuốc tự do hoạt động như thế, có thể thấy được bình thường ngươi cũng có đôi chút bảo vệ hắn. Nếu như thế, ta có thể khiến linh trí của nó mở ra thêm một bước, cũng truyền cho nó ít gì đó. Ngươi có ý kiến gì không? Chi Tiên vừa vuốt ve con thỏ trắng trong ngực, vừa quay đầu thận trọng nói với Hàn Lập. Giúp hắn mở ra linh trí, Hàn Lập hơi kinh hãi, có vẻ tính toán. Không sai, ta là linh dược thành linh, cũng lĩnh ngộ mộ được một ít thần thông cùng công pháp, cũng chỉ có thể truyền cho đồng loại tu luyện. Có thể cho hắn về sau bớt đi rất nhiều công sức. Nếu là hắn có thể biến thành hình người giống như ta, cũng là đối với đạo hữu có thêm một trợ lực không nhỏ. Chi tiên ánh mắt chấp động, chậm rãi nói, cũng không phải không được, nhưng dù ngươi làm chuyện gì đối với nó, cũng phải để cho khôi lỗi của ta nhìn tận mắt mới được, và từ nay về sau, khôi lỗi này cũng sẽ không rời ngươi nửa bước." Hàn Lập nhìn chằm chằm Chi Tiên một lúc lâu, cũng gật đầu nhưng là vẫn đưa ra điều kiện của mình. "Hoàn toàn không có vấn đề gì, việc mà ta làm cũng không có gì gọi là bí mật." Chi Tiên lộ ra vẻ vừa lòng, "Vậy thì không có vấn đề gì, trong một năm này, các hạ cố gắng tại mảnh đất này tính dưỡng thật tốt đi. Có chuyện gì, có thể nói cho chiếc thông linh khôi lỗi này." Hàn Lập nói xong, trở tay hướng về phía sau lưng vỗ một cái. Lập tức từ sau lưng, oa oa bước về phía trước một bước, đi tới bên cạnh. Từ hôm nay trở đi, người hãy cùng chi tiên đạo hiếu, một khắc cũng không ly khai. Hàn Lập theo đó phân phó, chiếc thông linh khôi lỗi này tuy linh tính không cao, nhưng một số mệnh lệnh đơn giản, tự nhiên cũng hiểu được. Oa oa ánh mắt chấp động, mặt không biểu tình gật đầu. Chi tiên thấy vậy cười nhạt một tiếng, cổ tay rung rung, hào quang màu tím cuốn xuống, đem thỏ trắng bên trong vững vàng đưa lên mặt đất. Bản thân hắn thì thân hình nhoáng một cái, xuất hiện tại chỗ cách cửu khúc linh sâm mấy trượng, hai chân hạ xuống một phân, toàn thân chấp động ánh ngọc phỉ thúy, bốn chân lại biến thành xúc tu màu tím nhạt, cũng hướng mặt đất chui vào. Vào lúc này, thân hình chi tiên trở nên xanh biếc ướt át, nổi lên dày đặc bướu chân trong suốt màu phỉ thúy. Hàn lập đứng tại chỗ hồi lâu, một mực đợi cho cái cây cao một trượng xuất hiện trước mắt, đem tất cả dễ cắm vào sâu trong đất, mới mỉm cười quay người rời khỏi vườn thuốc. Đi thôi, tuy hắn đối với những công dụng thần bí của chi tiên rất là hiếu kỳ, nhưng trước mắt, thời gian ước định cùng tiêm tiêm sửa chữa thiên ngoại ma giáp cũng đã gần tới rồi. Hắn đối với ma giáp này cũng rất là chờ mong, bất quá, để cẩn thận. Khi Hàn lập suốt môn thì đem báo lân thú cùng nguyên thần thứ hai để lại trong động phủ, cũng mở ra toàn bộ cấm chế, rồi mới yên tâm rời đi. Mấy canh giờ sau, hắn cưỡi một tòa thú xa xuất hiện ở trước cửa hàng cô gái tinh tộc cửa hàng cửa chính vẫn đang đóng chặt bộ dáng sẽ không mở cửa tiếp khách hàn lập cũng không khách khí giơ tay trong tay ánh lửa hiện lên ánh lửa bay ra lóe lên một cái chui vào trong cửa hàng không còn thấy bóng dáng sau đó hắn lẳng lặng chờ ngoài cửa sau một lát cửa chính rát chi một tiếng mở ra ở trong cửa truyền ra thanh âm nhẹ nhàng của tinh tộc nữ tử hàn huynh thật sự là giữ lời hứa nửa tháng vừa xong đã tìm đến cửa hàn mỗ cũng nóng vội muốn tu bổ ma giáp có chút nóng lòng Mong tiên tử không trách, Hàn Lập miệng nói, một chân nhấc lên đi qua cửa. Mà cửa chính vội vàng hạ xuống, cũng tự động đóng lại. Giữa cửa hàng, một cô gái xinh đẹp dịu dàng, hướng Hàn Lập mỉm cười. Đúng là Tiêm Tiêm, nàng vừa thấy Hàn Lập đi tới, bĩu bĩu môi không nói tiếp gì nữa, một tay bấm quyết, phát động truyền tống trận. Hào quang chấp động, Hàn Lập cùng nàng đồng thời tại cửa hàng biến mất, trực tiếp bị truyền tống đến cái khe không gian của tinh tộc nữ tử. Hàn Lập từ pháp trận dưới chân đi ra, ánh mắt quét qua, lập tức dừng ở một góc. Tại đó bố trí một cái pháp trận lớn to hơn 10 trượng, tối đen như mực, bao quanh bốn phía có 10 khỏa tinh thạch đen nhánh. Tại mắt trận, trung tâm pháp trận, có một cái đỉnh đồng màu xanh, còn có một vật bị xương trắng mỏng bao vây, cỡ đầu nắm tay, tản ra trói mắt ánh đen, cũng trôi nổi tại chỗ không nhúc nhích. Hàn lập vừa thấy cảnh này, hai mắt không khỏi nhíu lại. Trên đỉnh đồng có cái gì đó đang biến hóa, nhưng ma khí âm lãnh âm lãnh phát ra thì không có gì thay đổi, Rõ ràng là ma hạch của con thánh giai ma viên. Nhưng giờ phút này, ma hạch đã triệt để bị tinh thể hóa, giống như một khối thủy tinh tỏa ánh sáng màu đen. Đạo Hữu cảm thấy thế nào? Mấy ngày này ta không chút nào nhàn rỗi, hao tốn lượng lớn khí lực cùng cho vào không ít tài liệu chân quý, mới đem dấu vết thánh giai ma viên trong ma hạch triệt để xóa đi, cùng tẩy đi những cuồng bạo ma khí. Từ truyền tống trận đi ra, Tiêm Tiêm cười nói, "Nga, nói như vậy, Tiêm tiên tử không có tính để nguyên bản ma hạch khảm nhập vào trong ma giáp." mà là chuẩn bị triệt để luyện hóa trăng. Hàn lập sờ sờ cầm, hỏi, không thể tưởng tượng được Hàn huynh cũng tinh thông đạo luyện khí. Không sai, tiểu muội thực sự là nghĩ như vậy, nếu đem nguyên vẹn ma hạch khảm nhập vào ma giáp, tuy có thể tu bổ mấy vết rách lớn nhất, nhưng những chỗ khác thì không thể. Hàn huynh chắc sẽ không hy vọng khi dùng ma giáp đối địch, sẽ cho đối thủ sơ hở để lợi dụng chứ. Tinh tộc nữ tử hơi kinh ngạc, nhưng miệng thì giải thích. Tại hạ tại mặt luyện khí cũng chỉ bình thường mà thôi đạo hữu cứ theo ý của mình làm là được. tại hạ đối với thuật luyện khí của tinh tộc nhất mạch rất có tin tưởng. hàn lập mỉm cười nói, trong khi sắp tu bổ ma giáp, tại hạ sẽ mở ra không gian cấm chế, đến lúc đó còn có khả năng nhờ đạo hữu giúp một tay. phòng trường nếu tất cả đều thuận lợi, khoảng ba ngày sau có thể hoàn thành quá trình tu bổ. nghe được hàn lập khiêm tốn như vậy, tiêm tiêm cũng thản nhiên cười, không hỏi gì nữa, ngược lại có vẻ tự cho là đúng nói cho hàn lập. ba ngày cũng không phải là dài hơn nữa lại là tu bổ bảo vật của tại hạ, hàn mỗ cũng là nên xuất lực. Hàn lập bộ dáng không có ý kiến, hàn huynh đã không có ý kiến, chúng ta lập tức bắt đầu đi. Tiêm tiêm cũng không muốn nói nhảm nữa, tay ngọc giơ lên, một cái pháp bàn từ trong tay bay lên không, tại chỗ quay tròn trên đỉnh đầu. Hào quang chấp động, từng tia pháp quyết đủ loại màu sắc từ phía trên cuộn ra, lóe lên rồi lập tức chui vào khắp nơi trong không gian. Sau một khắc, phía trên cả không gian cuồng phong gào thét, một mảnh đậm đặc mây đen tuôn ra đồng thời bốn vách tường cũng hạ xuống nền hiện lên một tầng bụi khí cả không gian thoáng cái trở nên đen xì một mảnh giơ tay không thấy năm ngón giống như trong trụy ma gốc vậy hàn lập thấy tình hình này nhưng là ánh nắng lóe lên tay áo rung rung một đoàn ánh sáng hình viên gạch nhỏ cỡ quả trứng gà vây quanh người hắn mà xoay quanh không ngừng cũng làm cho phụ cận sáng lên không ít mà lúc này tiêm tiêm đã sớm đi tới biên tòa pháp trận hàn lập thấy vậy cũng không nói gì nhưng thân hình vừa động, nhìn thì như là bước hai bước nhưng nhoáng cái đã xuất hiện sau lưng cô gái tinh tộc, giống như di chuyển tức thời. Tiêm tiêm một tay đưa ra, đánh một đạo pháp quyết vào pháp trận. Lập tức một hồi vù vù trầm thấp truyền ra, sau đó ánh đen âm u lưu chuyển một hồi, cả tòa pháp trận bóng bị kích thích mở ra. Hàn lập thần sắc khẽ động, hắn chưa nhìn ra chỗ diệu dụng của pháp trận, nhưng pháp trận tản mát ra trận trận ma khí, cũng đủ tinh thuần, cũng không biết đối phương kiếm đâu ra nhiều ma khí như vậy. Đúng lúc này, Tiêm tiêm đột nhiên lầm bẩm trên người ánh sáng xanh phóng ra rực rỡ, sau lưng hiện lên một hư ảnh kỳ lân màu xanh cao vài trường. Hư ảnh kỳ lân vốn không nhúc nhích, nhưng theo chú ngữ ngày càng rồn rập, rốt cuộc cũng chậm rãi há miệng, một cái hỏa cầu cỡ đầu lâu bắn ra. Hỏa cầu quỷ dị dị thường, đồng thời ẩn chứa hai màu xanh và đen, lóe lên một cái, đánh vào trên đỉnh đồng tại trung tâm pháp trận. Phốc suy một tiếng, bên ngoài đỉnh đồng hiện lên một tầng hỏa diễm màu xanh đen, thiêu đốt hừng hực chương 1661, phá giới ma niệm. Hàn huynh, người hãy lấy ma giáp ra đi, tinh tộc nữ tử thu tay, ngưng trọng nói với Hàn Lập. Hàn Lập tự nhiên không có ý kiến gì, lúc này bàn tay khẽ lật, một cái hộp ngọc màu đỏ hiện ra, mặt ngoài hộp còn dán hai tấm cấm chế phù. Tay áo hướng về hộp ngọc phất một cái, nắp hộp lập tức mở ra, một cổ khí đen theo miệng hộp mạnh mẽ tuôn ra. Trong luồng khí đen, một chiếc chiến giáp màu tím, lớn cỡ nửa thước hiện ra chiến giáp chẳng những hình thù dữ tợn đầu vai đầu gối còn có vài chiếc gai nhọn hoắt mặt ngoài bao phủ hoa văn màu đen ma khí trùng thiên nhưng đáng chú ý chỗ ngược lại có một lỗ thủng lớn các cạnh vỡ vụn thành từng mảnh tiêm tiêm vừa thấy mặt ngoài ma giáp toát ra ma khí cuồn cuộn sắc mặt hơi biến sắc cánh tay nhỏ nhắn vung lên trên người liền có thêm một màn hào quang trong suốt mới điểm một cái về cái hộp ở đằng xa chiến giáp tím giống như bị một lực vô hình điều khiển lướt nhẹ vào trong pháp trận nhưng chưa bay đến trung tâm tinh tộc nữ tử dương một tay lên, đánh ra một đạo pháp quyết màu bạc nhạt. Léo lên một cái, chui vào trong đỉnh đồng không thấy đâu nữa. Lập tức một hồi chuông vọng ra, bên ngoài đỉnh đồng ngọn lửa xanh đen bốc lên, bóng cuốn ma giáp đem vào trong đỉnh. Tiếp đó, trong đỉnh có âm thanh ầm ầm như tiếng sấm truyền ra, mặt ngoài hoa văn tinh xảo mà đen bóng chấp động. Cùng lúc, khí đen bên dưới quay cuồng, một đám ký hiệu màu bạc nhạt hiện ra khắp nơi. Vừa hiện ra, tự hướng trong đỉnh cùng chui vào trong mất tích luôn sau đó tiêm tiêm miệng thì thảo niệm chú ngữ, một tay bấm niệm pháp quyết, mặt đất gần chỗ pháp trận lắc lư kịch liệt, bỗng bốn góc lóe lên ánh sáng chói mắt màu vàng, hiện ra một cái bàn đá màu vàng đậm. Bàn đá cũng chỉ cao tầm một trượng, nhưng mỗi cái đều bóng loáng vô cùng, mặt trên còn cắm một cây cờ nhỏ đen xì. Mà dưới cây cờ thì bày đủ loại chai lọ, Hàn Lập thấy vậy, thần sắc hơi có chút biến đổi, nhưng lại lập tức khôi phục bình thường. Trong tiếng chú ngữ, bốn cây cờ từ nhỏ biến lớn, bỗng to tầm 5-6 trượng tiêm tiêm mới thu lại pháp quyết, ngừng tay nói với Hàn Lập. Hàn Đạo Hữu chúng ta bắt đầu đi, trong quá trình tu bổ, Hàn Huynh chỉ cần theo những gì ta phân phó, kịp thời rót pháp lực vào trong cờ ma là được. Không có vấn đề gì, Hàn Lập không chút do dự gật đầu, tinh tộc vừa nói, thỏa mãn cười một cái, đưa tay điểm vào pháp bàn đang lơ lửng trong không trung một lần nữa. Lập tức một tiếng trường minh phát ra từ trong pháp bàn, từ đó một lần nữa phun ra vô số đạo pháp quyết, trong không trung mây đen rít lên, lần nữa chuyển động, màu đen hạ xuống, xung quanh không gian trướng bích, bụi khí trong chốc lát nổi lên, đem hàn lập cùng tiêm tiêm bao phủ hoàn toàn. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy sâu bên trong ngây mù truyền đến tiếng nổ vang. Thời gian dần dần trôi qua, nháy mắt một cái, đã qua ba ngày. Cửa trước cửa hàng bỗng nhiên mở ra, một bóng người vẻ mặt bình tĩnh đi ra, tiện tay với một chiếc thú xa, không chút hoang mang rời đi. Tại trong không gian, tiêm tiêm lại đang đứng tại biên giới pháp trận, nhìn cái đỉnh đồng trước mắt, ngẩn người kinh ngạc. Mặt ngoài đỉnh, bây giờ hiện ra rậm rạp chẳng chịt vết nứt. Phía dưới, pháp trận cũng đồng dạng nhìn rất bừa bãi, hơn một nửa đều đã hoàn toàn bị phá hủy. Tinh thạch vây quanh bốn phía cũng hóa thành một đống bã vụn. Trên đỉnh đầu của nàng, hư ảnh kỳ lân chỉ còn hơn một thước, ánh mắt cũng như đang tính toán cái gì. Ma giáp này chỉ sợ có lai lịch gì đấy, nếu là ma giáp của thiên ngoại ma giáp bình thường chắc chắn sẽ không xảy ra việc này. Sau một lúc lâu, hư ảnh kỳ lân mới thở dài một hơi nói đúng vậy ma giát sau khi sửa chữa xong lại đưa thần niệm của ma vật thế giới khác tới một chút nữa là nó đã mượn ma khí chỗ này mà ngưng tụ thành ma thân rồi tiêm tiêm trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi nhưng cũng may tiểu tử họ hàn trên người mang ích tà thần lôi một kích đã đánh tan ma tức đang ngưng tụ nếu không thật là một phiền toái không nhỏ kỳ lân ngưng trọng nói nhưng ma vật lại đem thần niệm cưỡng chế vượt qua không gian mà phủ xuống có thể thấy được tu vi của hắn cũng không kém chân linh là bao nhiêu. Chẳng lẽ ma giáp này là của một trong thập đại ma đầu. Nhưng khi sửa chữa tốt, ta cũng không phát hiện gì. Tiêm tiêm nhướng mày nói, thời gian quá ngắn, ta cũng tạm thời không thấy cái gì. Nhưng nếu sớm biết như thế, ma giáp này dù nói gì chăng nữa cũng không thể đưa cho hắn. Kỳ thật vừa rồi khi gần sửa xong, người có thể tìm một cái có, đem thứ đó giữ lại, đem một bảo vật khác đổi cho hắn là được. Kỳ lân màu xanh đột nhiên nói ta cũng nghĩ sẽ làm như thế, nhưng khi thấy người nọ sau khi đánh tan ma khí, nhìn thì như bình tĩnh, nhưng ta có thể cảm thấy, chỉ cần lúc đó nói một tiếng, không. Chỉ sợ vị hàn đạo hiếu này sẽ lập tức ra tay đối phó với ta, một chút trần chờ cũng không có, thần thông của hắn vốn không kém thánh tộc sơ dai, mà ta có vài món bảo mệnh bảo vật, đều đã trong ma kim sơn mạch tiêu hao bảy tám phần, không có chút nào nắm chắc thoát được tính mạng khi đối phương ra tay độc ác. Tinh tộc nữ tử cười khổ, trả lời, thật đáng tiếc, Ta cũng tại Ma Kim Sơn mạch tổn hao nguyên khí khá nhiều, nếu không mượn nhớ không gian cấm chế nơi đây, ta và ngươi hợp lực cũng không phải không giữ lại được vật ấy." Kỳ Lân màu xanh có chút bực bội nói, "Sao ra, mà giáp này mặc dù có thần diệu nghịch thiên, nhưng dù sao cũng là ma vật. Ta dù có giữ lại cũng không cách nào sử dụng, ngược lại sẽ đắc tội một người phải vất vả lắm mới giao hảo được, đúng là được không bù lại mất." Tinh tộc nữ tử lẳng lặng một hồi lâu, hít sâu một hơi nói, "Hắc hắc, người nghĩ như vậy?" cũng không phải là sai. Cho là tiện nghi cho tiểu tử này đi, về phần có hay không những bí mật khác, phải xem tạo hóa của tiểu tử này đi. Chỉ là có chút đáng tiếc, mà giáp này cũng có thể coi là một cơ duyên cho ngươi. Hư Ảnh Kỳ Lân trầm mặc một chút, cũng chỉ thầm than một tiếng. Cơ duyên, có ngươi ở đây thì ta còn thiếu sao? Tiêm Tiêm nghĩ thế, nhẹ giọng cười, điều này cũng đúng, bây giờ ngươi cũng không thiếu cơ duyên, mà phải mau chóng tăng tu vi cùng thần thông nếu không dù cho cơ duyên có nhiều hơn nữa không nắm giữ được thì cũng là uổng phí mà thôi tốt lắm tạm thời gác lại việc này ta bảo ngươi tìm thứ đó ngươi đã tìm được chưa hư ảnh kỳ lân chuyển chủ đề hỏi còn chưa vật kia nghe nói chỉ có vài lão quái thánh giai mới biết rõ có chút khó giải quyết tiêm tiêm vừa nghe chuyện đó lộ ra vẻ khó xử vậy ngươi cần dùng nhiều tâm tư một chút không có cái đó cho dù ta mang ngươi vào trong thượng cổ di chỉ thì căn bản cũng không vào được Kỳ lân màu xanh nói, ta cũng biết vậy, ta sẽ nghĩ cách khác, xem có thể từ vài đứa con cháu bất tài của mấy lão quái vật này, mua hoặc là mượn lấy. Tiêm tiêm ánh mắt trầm ngâm chấp động một lát, mới chậm rãi nói ra. Trong lúc tiêm tiêm cùng kỳ lân đang thương lược, thì hàn lập đang trên đường trở về động phủ. Trong thú xa, nhìn thì như ngồi yên, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng thực tế trong lòng đang sóng to gió lớn quay cuồng. Một phần vạn vạn cũng không nghĩ đến, chỉ vốn là sửa chữa ma giáp thôi, lại dẫn đến một sự kiện rất rất ngoài ý muốn. Một tay vừa động, thò vào tay áo bên kia, mò tới một vật ôn mát gì đấy. Trong tay áo là một chiếc bình ngọc, thiên ngoại ma giáp đã được sửa chữa tốt, đang được đặt bên trong. Bên ngoài bình ngọc dán hơn 10 đạo phù cấm chế, ngón tay hàn lập nhẹ nhàng lướt qua mặt ngoài hộp ngọc, nhớ lại tình hình lúc đó. Lúc đó quá trình sửa chữa ma giáp, nửa thời gian trước đều rất thuận lợi, nhưng sau đó lại liên tiếp xuất nhiên lớn lớn nhỏ nhỏ phiền toái không phải pháp trận vô cớ đình chỉ, thì cũng là đỉnh đồng vô cớ nứt ra. Cũng may những vấn đề này, hai người bọn hắn hợp sức lại thì cũng giải quyết ổn thỏa. Nhưng cũng không thể tưởng tượng, vừa mới hoàn thành trình tự cuối cùng của việc sửa chữa, trong đỉnh đột nhiên có một đạo âm lãnh thần niệm mạnh mẽ, cưỡng chế phá vỡ bức tường không gian, bỗng chốc phủ xuống không gian của tiêm tiêm, không một lời thẳng hướng ma giáp mà bay đến. Bởi vì quá đột ngột, tiêm tiêm sững sờ, ngẩn ngơ một chút nhưng cũng may mắn là cái loại thần niệm vượt thế giới này hàn lập cũng phải là nhìn thấy lần đầu tiên lập tức một đạo ích tà thần lôi vào tới một phát đánh tan gần nửa thần niệm đẩy nó ra ngoài nếu là bình thường cổ thần niệm nếu không đắc thủ sẽ lại lập tức phá vỡ không gian bỏ trốn mất tiêu nhưng là không biết là chủ nhân của thần niệm là tình thế bắt buộc đối với ma giáp hay là cảm thấy hai đứa luyện hư kỳ không đáng để liếc mắt lại không lùi bước mà tiến lên đâm đầu vào ma khí tinh thuần trong pháp trận sau đó đem tất cả ma khí tụ lại vào giữa, một con ma vật tướng mạo dữ tợn muốn trực tiếp ngưng tụ ma thể mà ra. Nhưng Hàn Lập làm sao có thể cho hắn được như ý, vừa sợ vừa tức, một hơi đem toàn bộ ích tà thần lôi còn lại trong cơ thể phóng ra, cho ma đầu này hưởng thụ một phát thiên lôi oanh đình. Đáng thương thay cho ma vật này, mặc dù bản thể có thần thông sâu không lường được, thế mà còn một phần thần niệm còn chưa ngưng tụ hoàn thành ma thể, liền liên tiếp cảm nhận hơn 10 lượt ích tà thần lôi, Giống như hàng trăm hàng ngàn đạo hồ quang điện màu vàng từ trong tay Hàn Lập tuôn ra. Tính cả thần niệm cùng ma thể đang ngưng tụ, một tiếng giết heo còn chưa kịp phát ra, đã bị hồ quang điện màu vàng biến thành hư ảo. Tuy nhiên sau một khắc, Hàn Lập hay là Tiêm Tiêm đều hiểu chiếc ma giáp này có lai lịch còn cao hơn nhiều so với trong dự tính. Hàn Lập tất nhiên nhận ra tinh tộc nữ tử nháy mắt có chút do so dự, hắn thì sắc mặt như thường, trong lòng âm thầm dự tính xem nàng có hay không lật lọng. Kết quả, Tiêm Tiêm rõ ràng rất là không muốn. Nhưng vẫn để cho Hàn Lập thuận lợi bỏ ma giáp vào trong bình ngọc, cũng làm hắn thở dài một hơi. Kể từ đó, hảo cảm của Hàn Lập đối với Tiêm Tiêm cũng nhiều hơn vài phần, sau đó rời đi không gian của đối phương, ngồi lên thú xa. Hiện tại hắn vừa vuốt ve hộp ngọc trong tay, càng nghĩ đến ma giáp, càng cảm thấy hiếu kỳ. Chương 1662, Vân tộc, nhưng hiện giờ đang ở trong thú xa, cho nên không tiện lấy ra nghiên cứu. Hàn Lập cũng chỉ có thể kìm nén tò mò, thu hộp ngọc lại tâm tư thu lại tiếp tục trên xe tính tọa nhập định. Mấy canh giờ sau, thú xa đi tới chân linh sơn. Hàn lập từ trên xe đi xuống, tiện tay vứt một khối linh thạch cho phu xe, thong dòng bay lên núi. Động phủ của hắn ở trên sườn linh sơn, mà trên linh sơn còn có các ngoại tộc tu luyện giả khác, hoặc là ra ngoài hàng năm, hoặc chỉ là ở trong động phủ khổ tu. Cho nên núi này tuy không nhỏ, nhưng bình thường cũng hiếm thấy bóng người. Nhưng lần này Hàn Lập vừa dừng độn quang tại sườn núi, Vừa hiện thân thì bất ngờ phát hiện trước cửa động phủ có hai vị khách xa lạ. Trong đó có một vị, mặc trường bào đỏ, hơn 60 tuổi, đúng là người mới cách đây không lâu thi triển đại thần thông, dùng một cái hồ lô màu son hấp thu toàn bộ thiên địa nguyên lực của chân lân bổn nguyên mà hắn vốn đã mất đi khống chế. Hứa lão quái, giờ phút này bên hông của hắn lộ ra chính là chiếc hồ lô kia. Lúc Hàn Lập xuất hiện thì hắn đang cùng một thiếu niên thanh tú 14-15 tuổi, ở cửa đá của động phủ, ngồi lặng lặng nhắm mắt. Hàn Lập thấy vậy, sắc mặt ngạc nhiên, tựa hồ cảm ứng được chủ nhân quay về, hứa lão quái mở mắt, tinh quang chợt lóe, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Hàn Lập. Các hạ chính là người gần đây mới đến, Hàn Đạo Hữu Hứa lão quái nhếch miệng hỏi, không sai, chính là Hàn Mố, hứa Đạo Hiếu xuất hiện ở đây, chẳng lẽ đặc ý tìm tại hạ trăng? Hàn Lập khách khí trả lời, đối phương có thể làm cho cùng giai ngoại tộc đều kiêng kỵ như vậy cả tòa Linh Sơn, khẳng định thần thôn không nhỏ. Hắn dĩ nhiên không muốn vô cớ đắc tội với người này ha ha, không sai, hứa mỗ thực sự là đến bái phòng đạo hiếu. Vị này chính là một vị hậu bối của tại hạ, còn không nhanh bái kiến hàn đạo hiếu. Có chút ngoài dự kiến, vị hứa lão quái này cười ha ha, trực tiếp giới thiệu thiếu niên thanh tú bên người, cũng quát một tiếng. Vãn bối hứa luân tường ra mắt hàn tiền bối, thiếu niên nghe vậy, lập tức tiến lên một bước, cung kính nói. Hiền chất không cần đa lễ, hàn lập sớm đã dùng thần niệm hướng thiếu niên đảo qua, tu vi cỡ trúc cơ kỳ đỉnh phong của nhân tộc, Bộ dáng chỉ kém một bước là có thể tiến giai lên kết đan kỳ. Thiếu niên này tuổi cũng không lớn, xem như thiên tư hơn người. Lão phu lần này tới chơi, Hàn đạo hữu sẽ không cảm thấy mạo muội chứ? Hứa lão quái cười khẽ nói, Hàn Mỗ sao dám như thế? Hứa đạo hữu có thể quang lâm tệ phủ, cũng là vinh quang cùng may mắn của Hàn Mỗ. Vừa rồi có việc ra ngoài, không thì đã sớm nghênh đón đạo hữu từ xa. Nào, Hứa huynh vẫn là vào phủ trước đi. Hàn Lập Vi thấy kỳ quái, nhưng là sắc mặt không thay đổi, tay áo bảo lại hướng cửa lớn động phủ rung lên, một cổ sáng xanh bay cuộn ra, cửa đá trong ánh sáng mở tự động mở ra, bên trong lộ ra một thông đạo màu trắng mịn mờ, mặt đất lát thanh ngọc đẹp đẽ. hứa lão quái cũng không khách khí, cảm ơn một tiếng, dẫn theo thiếu niên cùng hàn lập đi vào. vào trong động phủ, thần niệm hàn lập thả ra, lập tức cùng liên hệ với nguyên thần thứ hai, liền biết được trong ba ngày trừ bỏ hai người hứa lão quái tìm tới cửa ra thì trong động phủ cũng không phát sinh chuyện gì khác, hắn cũng yên tâm, dẫn hai người hứa lão quái thong dong đi vào trong đại sảnh. Sau một phen khách khí, hứa lão quái cùng Hàn lập phân chủ khách ngồi xuống. Thiếu niên vẫn đứng sau hứa lão quái, lặng lặng đứng khoanh tay. Không dối gạt Hàn đạo hiếu, hứa mỗ vốn là đang bế quan một thời gian. Cũng chỉ vừa mới xuất quan không lâu, sau khi vừa xuất quan xong, chợt nghe trong Linh sơn có một gã đạo hiếu vừa mới dọn đến, nghe nói là động phủ của Hàn huynh là do thiên cơ tử trưởng lão vạn cổ tộc tự thân an bài đạo hữu là cùng tiền bối thiên cơ tử có sâu xa gì chăng hứa lão quái vừa ngồi xuống liền mỉm cười hỏi một vấn đề làm cho hàn lập có chút bất ngờ hắc hắc tại hạ là người ngoại tộc cùng tiền bối thiên cơ tử đâu có gì sâu xa tại hạ chỉ là do mấy năm trước ngẫu nhiên cùng một vị đạo hữu vạn cổ tộc có một ít ân huệ mà vị đạo hữu này lại mới đúng là có chút quan hệ cùng tiền bối thiên cơ tử hàn lập ánh mắt chợt lóe bình tĩnh trả lời thì ra là thế, nhưng như vậy cũng là đủ rồi. Vạn cổ tộc bài danh không thấp trong Thiên Vân thập tam tộc. Thiên Cơ tử tiền bối lại là trưởng lão, chỉ cần lão nhân ra thuận miệng một câu, cũng đủ để Hàn huynh ở Vân Thành mà không cần lo lắng gì. Hứa lão quái cười nói, Hàn Lập nghe xong cũng chỉ mỉm cười, chưa tiếp lời. Trong lòng hắn biết rằng, người này tìm đến cửa, khẳng định là không phải vô duyên vô cớ, chuyện chính chắc còn đợi phía sau. Quả nhiên Hứa lão quái ngừng cười, sắc mặt cũng thay đổi, thành thật nói: kỳ thật lão phu lần này không báo trước mà đến là có chuyện muốn dò hỏi đạo hữu nếu là có chỗ lỗ máng mong rằng hàn huynh rộng lượng một hai hàn lập nghe xong lời này trong lòng lại thêm ba phần cẩn thận nhưng trong miệng lại cười nhẹ trả lời hứa huynh khách khí như thế làm gì chúng ta vốn là người tu đạo làm việc cũng theo tính tình có chuyện gì thì đạo hữu cứ nói là được nếu hàn mỗ biết nếu biết sẽ nói hết hàn đạo hữu đã nói như thế hứa mỗ liền không vòng vo nữa hứa lão quái trên mặt nở nụ cười, chắp tay. Hắn sau một phen tính toán, mới ngưng trọng mở miệng nói. Mấy ngày trước, trên ngọn núi của chúng ta xuất hiện thiên tượng kinh người. Sự tình này, không biết cùng hàn đạo hữu có quan hệ gì chăng? Hứa lão quái đang hỏi lời này, trong mắt một sợi tinh quang bắn ra, không chớp mắt nhìn hàn lập trầm trầm. Hàn lập nghe xong lời này, trong lòng run một cái, nhưng sắc mặt không thay đổi, thậm chí còn khẽ cười hỏi ngược lại. Đạo hữu vì sao cho rằng thiên tượng ngày ấy có quan hệ tới hàn mỗ. Chuyện này cũng đơn giản, ngày đó thiên tượng tuy là kéo đến thiên địa nguyên khí cực kỳ kinh người, nhưng là trung tâm bùng nổ, hứa mỗ cũng có thể phân tích ra một vài phần. Hơn nữa cũng khéo, tại hạ trong người có chút phiền lòng, từ trong động phủ đi ra một chút. Vừa hay nhìn thấy đạo ánh sáng vàng kim từ phụ cận động phủ đạo hữu bay ra. Hứa lão quái cũng không giấu giếm, thản nhiên nói. Hàn lập nghe xong, lông mày theo bản năng nhíu lại, nhưng lập tức giãn ra cười cười nói. Nếu Hứa Đạo Hữu đã thấy vậy, Hàn Mỗ cũng không cần giấu giếm. Thiên tượng ngày đó đúng thật là trong lúc tại hạ vô ý làm ra. Lại nói tiếp, còn muốn đa tạ Đạo Hữu đã đem thiên địa nguyên khí tán loạn thu lại sạch sẽ. Nếu không, lấy tu vi tại hạ để hóa giải thiên tượng này, cũng phải phí một chút chân tay. Nguyên lai thật sự là Hàn Đạo Hữu đã làm ra thiên tượng này, đúng là quá tốt. Không biết Hàn huynh có hay không nắm chắc, một lần nữa lại tụ tập thiên địa nguyên khí như thế hứa lão quái vừa nghe hàn lập không phủ nhận trong lòng lúc này mừng rỡ vội vàng hỏi lần nữa tụ tập thiên địa nguyên khí đạo hữu vì sao hỏi như này có thể cho hàn mỗ một lời giải thích hàn lập trong lòng thực sự kỳ quái không khỏi hỏi tự nhiên sẽ thế hàn đạo hữu có biết tại hạ thuộc tộc nào trong thiên vân thập tam tộc không hứa lão quái hơi ngẩn người lập tức cười một cái nói cái này tại hạ tu vi vừa nông vừa thấp đúng là nhất thời không thể nhìn ra hàn lập hai mắt nhíu lại một lát cuối cùng cười khổ một tiếng trước mắt vị hứa lão quái hình thể bên ngoài đều cùng bình thường nhân tộc giống nhau không nhìn ra đặc thù của ngoại tộc hàn huynh nhìn không ra cũng không có gì ngạc nhiên bởi vì vân tộc chúng ta am hiểu nhất là thuật ẩn nấp cùng biến hóa dù cao dai hơn chúng ta chỉ cần chúng ta có ý thu liễm hơi thở cũng không thể phân biệt rõ chỉ là lão phu trong tộc cũng khác biệt tu luyện trí dương hỏa thuộc tính công pháp cùng với tộc nhân khác cùng dai ở thuật biến ảo thực tế có chút kém cỏi. Trong núi những đạo hữu đã ở lâu, chính là cũng rõ ràng về lão phu. Hứa lão quái nở nụ cười, vân tộc, tuy nhân số thừa thất trong thiên vân thập tam tộc, nhưng lại có thể xếp vào trước ba vân tộc. Hàn lập sắc mặt biến đổi, thực sự giật mình, hắn chính xác đã sớm nghe nói trong thiên vân thập tam tộc, bộ tộc thần bí nhất. Ha ha, xem ra Hàn huynh đối với vân tộc chúng ta hiểu biết không ít nhỉ. Vân tộc chúng ta cùng tinh tộc coi như là hai chủng tộc có nhân số ít nhất trong 13 tộc. Nhưng không như tinh tộc, phân tộc chúng ta thực lực bản thân không yếu, thực lực chỉnh thể cả tộc chưa bao giờ xuống dưới thứ ba trong 13 tộc. Hứa lão quái ngạo nghễ nói, thực sự thất kính, hàn mỗ thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy người của quý tộc. Hàn lập sợ run một hồi, than nhẹ nói, cũng không có gì, tộc chúng ta tuy số người không nhiều lắm, nhưng là trong vân thành vẫn có không ít người sống tại đây chỉ là phần lớn đều không muốn lộ ra thân phận thực sự trước mặt người khác mà thôi thậm chí trong những tộc khác cũng có người là người của vân tộc cải trang giả dạng hứa lão quái thâm ý sâu sắc nói hàn lập nghe cũng đã có điều không còn gì để nói rồi bất quá vân tộc chúng ta tuy lấy thuật biến hóa để dương danh bên ngoài nhưng thực tế để chân chính uy hiếp các tộc khác lại là một loại thiên phú thần thông khác hàn đạo hữu hẳn là có nghe nói chứ bản mạng vân thú hàn lập thở nhẹ một hơi không đợi đối phương nói ra đã mở miệng nói trước. Không sai, có thể coi vừa là linh thú vừa là hóa thân, bản mạng vân thú. Chỉ có người trong bộ tộc tu luyện ra bản mạng vân thú mới có thể coi là chân chính người của vân tộc. Hứa lão quái từ từ nói, "Ân, tại hạ cũng nghe đồn về bản mạng vân thú của quý tộc. Nghe nói người của quý tộc một khi đã tu luyện ra vân thú, chẳng những tương đương nhiều hơn một loại thần thông cùng một loại hóa thân độc nhất vô nhị, hơn nữa khi nguy hiểm còn có thể cùng vân thú hợp làm một, hóa thành vân thú cự linh trong truyền thuyết." Nếu nói như thế, chẳng những tu vi tăng lên, hơn nữa có thể thi triển một ít đại thần thông vốn bình thường không thể thi triển. Đạo hữu cùng tại hạ nói về việc này, chẳng lẽ việc này cùng bản mạng vân thú của đạo hữu có quan hệ? Hàn lập sờ sờ cầm, giống như suy nghĩ nói. Hàn đạo hữu ánh mắt sáng như sao, việc này chính xác cùng vân thú có quan hệ, nhưng không phải là vân thú của lão phu, mà là bổn mạng vân thú của đứa nhỏ này có quan hệ. Hứa lão quái cảm thấy không ngoài ý muốn, nhưng chỉ vào thiếu niên phía sau người nói chương 1663, đổi lấy. Nga, đạo Hiếu có thể nói chi tiết thêm một chút không? Hàn lập liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, có chút kinh ngạc. Tất nhiên là phải thế rồi. Hứa mỗ con cháu cũng không nhiều, tưởng nhi là đứa cháu duy nhất ta đảm nhiệm đào tạo. Hứa mỗ không khoe khoang, đứa cháu này tu chất tu luyện, cho dù ở trong toàn bộ vân tộc cũng có thể là hơn người, không đến trăm năm có thể tiến giai cảnh giới thượng tộc. Hứa lão quay ánh mắt nhìn về hướng thiếu niên, hiển thị nét yêu quý, có vẻ đối với đứa này cực kỳ coi trọng. Ông Tổ có chút nói quá đi, tường nhi tư chất cũng bình thường, không có gì đáng nói. Thiếu niên liên tục nắm tay, ngượng ngùng di thường. Ha ha, người cùng lắm chỉ dùng mười mấy năm liền tu luyện lên cảnh giới này, tư chất so với ta năm đó còn khỏe hơn nhiều, có gì mà phải khiêm tốn chứ. Hứa lão quái cười to nói, nghe hứa đạo hữu nói như thế, hứa hiền chất thực sự là thiên tư kinh người. Hàn lập mỉm cười gật gật đầu, thiếu niên mặt đỏ lên, không nói cái gì theo lẽ thường mà nói, đứa cháu này thành tựu sau này có thể còn trên ta. Nhưng có chút đáng tiếc, hắn còn có chỗ thiếu hụt, làm cho việc này xa vời. Hứa lão quái sắc mặt đắc ý thu lại, thanh âm trầm xuống. Hàn Lập ánh mắt chợt lóe, cũng không nói gì thêm, biết đối phương nhất định sẽ tự động giải thích. Quả nhiên là lão quái ngừng nói một chút, rồi mới nói thêm. Hắn tư chất tuy rằng thật là tốt lắm, nhưng tại trên bản mạng vân thú có chút vấn đề vốn là vân thú phải sớm tu luyện ra nhưng trước sau vẫn vướng mắc ở một bước cuối cùng không thể ngưng tụ mà theo kinh nghiệm bản mạng vân thú càng sớm tu luyện ra thì càng tốt nếu không sẽ ảnh hưởng đến thực lực của hắn cùng tốc độ tiến cấp về sau lão phu lần này tìm hàn đạo hữu hỏi thiên địa nguyên khí cũng là vì việc này xin chỉ giáo hàn lập có chút khó hiểu việc này cũng có chút phức tạp nhưng nói đơn giản chính là trong lúc vô ý lão phu phát hiện theo lần trước thu thập thiên địa nguyên khí từ trong thiên tượng thế mà có thể trợ giúp đứa cháu này cô động ra bản mạng vân thú. Nhưng là lần đó bắt được nguyên khí, đã bị ta trong lục vô tình dùng mất hơn nửa, chỗ còn thừa cũng không đủ sử dụng cho hắn. Cho nên lão phu cũng chỉ có thể tìm đạo hữu xin giúp đỡ. Hứa lão quái rốt cuộc nói ra mục đích cuối cùng, nếu là thiên địa nguyên khí đối với hiền chất hữu dụng, lấy thần thông của đạo hữu, ngưng tụ một ít cũng không phải là dễ như trở bàn tay. Cần gì phải gặp riêng hàn mỗ, hàn lập bình tĩnh trả lời, ta đã thử nghiệm một vài lần, thiên địa nguyên khí bình thường đối với bản mạng vân thú của hắn vốn là vô dụng. Xem ra lần trước đạo hữu làm ra thiên tượng ngưng tụ thiên địa nguyên khí hẳn là có chút đặc biệt, trong đó chắc là chứa thứ gì đó không thể phát hiện. Cũng nhờ đó mà có thể trợ giúp tường nhi, hứa lão quái bộ dáng buồn bực, thì ra là thế, hàn lập lộ ra sắc mặt suy nghĩ, hắn trong làng rõ ràng, cái gọi là thiên tượng ngày đó, kỳ thực là do tinh thể chân lân căn nguyên tán loạn tạo thành, cùng thiên địa nguyên khí bình thường có chút khác biệt là dĩ nhiên nhưng thứ này lại có tác dụng đối với bản mạng vân thú của vân tộc, thực là ngoài ý muốn. Hứa mỗ tới cửa lần này, hy vọng đạo hữu có thể tụ tập một lần nữa thiên địa nguyên khí giống như lần trước. Sau đó, hứa mỗ nhất định cảm ơn sâu sắc, hứa lão quái tràn đầy mong đợi nói. Không phải tại hạ không nghĩ tới hỗ trợ nhưng chuyện này không dễ làm. Hàn lập khóe miệng vừa động, rất là trần chờ Chân lân bổn nguyên là vật quý hiếm ra sao, cho dù hắn không thể lấy để dùng, nhưng vẫn là linh đan diệu dược tăng tiến tu vi cho đề hồn thú, hắn làm sao có thể vô cớ lấy ra nghịch ngợm lần nữa. Ngay cả hạt tinh thể thực lân căn nguyên không ít, nhưng nếu cuối cùng thiếu đi một hai hạt, có thể vừa làm cho con khỉ không thể tiến dai đến cảnh giới cao. Hàn lập tất nhiên sẽ không vô cớ hy sinh linh thú của mình chỉ vì một gã dị tộc mới vừa quen biết chốc lát. Như thế nào, hàn đạo hữu có gì khó nói sao? Việc này quan hệ đến tạo hóa tiền đồ của đứa cháu ta, chỉ cần đạo hữu hỗ trợ, muốn bao nhiêu tinh thạch cũng được. Hứa lão quái lòng hơi trầm xuống, nhưng miệng không lưỡng lự nói. Chuyện này không phải là dùng bao nhiêu tinh thạch thì có thể giải quyết. Không gạt hứa đạo hữu thiên tượng lần trước không phải là do tại hạ dùng bí thuật hoặc công pháp có thể phóng ra. Mà là vận dụng một kiện tiêu hao bảo vật mới có thể tạo ra. Còn cụ thể là bảo vật gì, tại hạ không tiện nói rõ. Nhưng giá trị của bảo vật, chắc hẳn hứa huynh cũng có thể rõ ràng. Hơn nữa tại hạ trong tay còn dư rất là ít ỏi. Hàn lập tính toán một hồi lâu, khó xử nói. Bảo vật tiêu hao, hứa lão quái nghe vậy, sắc mặt biến đổi. Không sai, hơn nữa thứ này đối với tại hạ vô cùng quan trọng, vốn muốn dùng vào chỗ khác dối. Cho dù có nhiều linh thạch, tại hạ cũng không nguyện ý hao phí. Hàn lập mặt hiện lên một tia cự tuyệt, nói xin lỗi. Nếu thực sự là bảo vật tiêu hao, đổi là tại hạ cũng không dễ dàng hao phí hoặc đổi lấy tinh thạch. Nhưng lại nói, vô luận bảo vật quý hiếm nào, sẽ vẫn có một giá trị nhất định. Hứa mỗ tuy rằng bất tài, nhưng cũng có một chút của cải. Hoàn toàn có thể dùng bảo vật có giá trị tương đương để trao đổi với hàn dọ hiếu. Hứa lãi quái vẫn tiến về phía trước, cũng sớm đã nghĩ đến một số phương án, ý tứ là không muốn buông tha. Trao đổi, hàn lập vừa nghe lời này, sắc mặt vừa động, cũng thực sự có vài phần động tâm. Vừa thấy hàn lập như vậy, hứa lão quái liền biết đối phương cũng không thể không có ý trao đổi, trong lòng mừng rỡ, không nói một lời phất tay áo bảo ra trước người một cái. Một mảnh ánh sáng hồng bay cuộn ra, trên bàn bỗng có thêm 78 hộp ngọc lớn nhỏ không giống nhau. Những thứ này đều là những chân phẩm do Hứa Mỗ nhiều năm cất chứa. Có hai kiện trong đó, thậm chí thiếu chút nữa đã khiến Hứa Mỗ vẫn lạc mà chết. Hàn Đạo Hữu trước nhìn một cái, vô luận là nhìn chúng vật gì, cứ việc cầm lấy là được. Hơn nữa việc này coi như là tại hạ thiếu đạo hữu một phần nhân tình không nhỏ. Hứa lão quái sảng khoái dị thường nói. Hàn Lập nghe vậy cũng cười ôn hòa, ánh mắt đảo qua các hộp ngọc trên mặt bàn, tâm niệm nhanh chóng hứa lão quái đã là luyện hư đỉnh phong cộng thêm là người của vân tộc trên người hình như cũng mang thần thông không nhỏ lấy ra chân phẩm chắc là cũng không kém cỏi nhưng hắn vốn trong người mang nhiều trọng bảo thậm chí ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ cũng không dám tưởng tượng huyền thiên bảo vật cũng là có hai món trong lòng thật đúng là không chút mong chờ thứ gì đó trong hộp ngọc có thể làm cho hắn sinh ra ý trao đổi dù không có hay có vật mà mình cần hắn cũng không dễ dàng nói ra Hàn Lập cân nhắc trong lòng nhưng miệng cũng không có nói rõ, lại cười. Nếu hứa đạo hiểu đã nói như thế, Hàn mỗ trước hết kiến thức vật phẩm chân quý của đạo hiểu, mở ra tầm mắt vậy. Trong miệng nói xong, hắn một tay hướng khoảng không trước mặt chuyển động một cái. Nhất thời trên bàn một cái hộp ngọc màu đỏ lửa nhoáng lên một cái, lập tức siêu một tiếng, bị Hàn Lập bóng dưng cầm trên tay. Cảm thấy trong hộp ngọc từng chút phát ra hơi thở nóng bức, đuôi lông mày nhíu lại, không dám chậm trễ, ánh màu xanh trên bàn tay chợt lóe, bị một tầng linh quang bao phủ bên ngoài, đồng thời một ngón tay khác hướng hộp ngọc trở tay bắn ra. Một tiếng vang nhỏ, nắp hộp tự động mở ra, tùy theo hơi thở cực nóng từ bên trong hộp tuôn ra, cả gian đại sảnh nhiệt độ tăng vọt. Ánh màu lam trong mắt hàn lập chợt lóe, nhìn kỹ vật trong hộp. Kia rõ ràng là một quả trứng thú màu trắng, không kể trứng chim lớn nhỏ, nhưng mặt ngoài trải rộng vần đỏ, cả vật thể tản ra ánh hồng kinh người, cũng hơi phập phồng không ngừng. Đây là, hàn lập ngạc nhiên, đành hỏi hắn dĩ nhiên thấy hơi thở của trứng không kém, nhưng tự nhiên không thể phân biệt chủng loại, thế này mới có câu hỏi tò mò này. Hàn đạo hữu ánh mắt thật tốt, một phát đã bắt đến linh trứng duy nhất trong vài món bảo vật. Đây là do ta năm đó ở chỗ sâu nham thạch trong lòng đất, đánh chết một con man hoang viêm điệp hiếm thấy, lấy được một quả trứng sâu này. Con bướm lửa này thần thông hỏa thuộc tính không kém ta. Ta tiêu phí một năm, liên tiếp phây khốn, mới có thể diệt sát con yêu thú này. Tin tưởng rằng đem trứng này ấp nở, sau đó đào tạo. Tuyệt đối là linh thú tốt nhất, nếu không phải ta đã có bản mạng vân thú, không thể phân tâm, không chừng đã đem trứng này ấp nở. Hứa lão quái tùm tìm nói, có thể có thần thông cùng hứa đạo hữu tương đương, bướm lửa này tuy cao cấp, chỉ nghe cũng giận cả người. Đáng tiếc, ta cũng đã có linh thú, nếu không cũng là nhỏ dãi ba thước. Hàn lập thu ánh mắt trên trứng sâu lại, chật chật nói. Hứa lão quái sừng sốt, nhưng lập tức liền cười nói. Là ta chuẩn bị không chu toàn, Lấy thần thông cùng tu vi của Hàn Huynh hiện nay, sao có thể không có linh thú do chính mình đào tạo nhiều năm? Không sao hết, đạo hữu tiếp tục xem những bảo vật khác đi. Hàn Lập gật gật đầu, cầm hộp ngọc trong tay đậy lại, rồi nhẹ nhàng ném đi. Một đoàn sáng xanh nhỏ tụ trong cổ tay áo Hàn Lập bay ra, đem hộp ngọc bao lấy, nhẹ nhàng đem nó quay về chiếc bàn đối diện. Nhưng theo ánh sáng xanh chợt lóa, thuận tiện đem một chiếc hộp khác cuốn vào trong, đưa về hướng Hàn Lập. Hàn Lập khoát tay, đem hộp ngọc này bắt vào trong tay. Thời gian từng chút trôi qua, qua một chén trà nhỏ, Hàn Lập đã xem 89 phần 10 những hộp ngọc của Hứa lão quái. Những hộp ngọc này đều là chứa tài liệu quý hiếm gì đó, cũng có hai kiện pháp bảo thành phẩm uy lực không nhỏ, thậm chí còn có một lọ đan dược tăng tiến tu vi có tác dụng với luyện hư kỳ. Mấy thứ này, không có thứ nào mà không quý hiếm dị thường, thậm chí cầm vào tham gia đấu giá hội của bốn tộc, so với không ít đấu giá phẩm cũng không kém. Nhưng đáng tiếc Hàn Lập từ đầu đến cuối không để vào mắt lấy một kiện chỉ cười cười từ đầu đến cuối. Khi hắn đem hộp ngọc cuối cùng mở ra, xem xong vật trong hộp, cũng chưa nói một lời rồi thu tay lại. Hứa Lão Quái ngồi đối diện, thần sắc có chút khó coi. "Như thế nào, những thứ này không có một kiện lọt vào mắt xanh của Đạo Hữu hay sao?" Hứa Lão Quái nhịn không được hỏi, "Nói thật, những thứ này của Hứa Đạo Hữu không cái nào không phải chân phẩm. Đặc biệt là cái trứng sâu kia nếu đem bán cho một vị Đạo Hữu tu luyện hỏa thuộc tính công pháp" chỉ sợ hắn ra giá có cực cao thì hắn cũng nguyện ý trả. Cũng nếu cầm đi bàn đấu giá, tin tưởng là hơn trăm ngàn vạn linh thạch, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng những thứ này đối với tại hạ mà nói, Hàn Lập cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ, nói chưa hết lắc lắc đầu. mươi 1664, Viêm Kim Chi Tinh Tuy rằng Hàn Lập vẫn chưa nói ra toàn bộ, nhưng hứa lão quái tự nhiên hiểu được ý tứ này, không khỏi nhíu mày hỏi một câu. Đạo hữu rốt của cần loại bảo vật nào mới bằng lòng trao đổi, không ngại thì nói thẳng ra đi cho dù lão phu không có nhưng cũng quen biết nhiều cũng sẽ giúp đỡ đạo hữu tìm được hàn lập nghe thế lại trầm ngâm không nói nói rằng hắn không muốn gì đó tất nhiên là không đúng cái gì không nói nhưng mà những gì thanh nguyên tử cần có một đống lớn những tài liệu quý hiếm kia nhưng cũng bởi vì như thế hắn lại không tiện mở miệng dùng chân lân bản nguyên đổi lấy vài kiện tài liệu hắn cảm thấy thực là không đáng nhưng nếu mà dùng để đổi một đống lớn tài liệu hứa lão quái sợ rằng sẽ nghĩ hắn nhân lúc cháy nhà mà hôi của như thế lại thành cùng đối phương trở mặt hứa đạo hữu đồ vật mà tại hạ cần đều có chút hiếm có cho dù là đạo hữu cũng không thể tìm được coi như là không nói đi về phần loại thiên địa nguyên khí kia hàn lập khẽ thở dài một hơi trên mặt hiện lên vẻ trần chờ hứa lão quái thấy hàn lập bộ dáng khó xử như thế sắc mặt âm tình bất định nhưng hắn liếc mắt về phía sau nhìn thiếu niên bỗng cắn răng một cái, lại móc ra từ trong lòng một chiếc hộp ngọc màu xanh đậm, vẻ mặt cứng lại nói. Hàn huynh hãy xem vật này như thế nào, thứ này giá trị to lớn, thậm chí còn hơn mấy thứ lúc trước. Vật này cũng là một thứ mà một vị trưởng lão trong tộc cần đến, hứa mỗ vốn là muốn hiến cho ngài, thuận tiện kiếm một ít chỗ tốt trong tông. Nhưng bây giờ ta vì đứa cháu này, cũng mặc kệ. Hàn huynh trước tiên hãy nhìn vật ấy một chút, tại hạ tin tưởng, nếu vật ấy không phải là thứ mà đạo hữu cần, nhưng mà bản thân nó cũng đủ để bù đắp tổn thấy của đạo hữu nhìn thấy hứa lão quái nói như thế hàn lập cũng không thấy gì đó ngoài ý muốn đổi lại là hắn thì lúc đầu cũng không đem vật ấy ra ngay từ đầu về phần trong miệng đối phương đã nói là vật này là thứ mà trưởng lão trong tộc cần đến hơn phân nửa cũng chỉ coi là thuận miệng nói một cái cớ mà thôi hắn tự nhiên sẽ không quá xem trọng vì vậy hàn lập sắc mặt bình thường gật đầu cua tay một cái cầm lấy hộp ngón tay vừa tiếp xúc với hộp ngọc lập tức hắn cảm thấy một luồng giá lạnh truyền lại, trong lòng không khỏi thắc mắc hộp ngọc là do loại linh ngọc nào luyện chế thành thế mà giá lạnh dị thường, lạnh lẽo còn hơn những loại huyền ngọc mà hắn đã biết. Hàn Lập đối với vật trong hộp có chút hứng thú, ngón tay khẽ động, nắp hộp chậm rãi mở ra. Chỉ thấy ánh kim chợt lóe, trong hộp hiện ra một vật. Đúng là một khối kim loại màu đỏ tựa như ngọc lưu ly, li, chỉ lớn cỡ nắm tay, nhưng bề mặt tản ra ánh vàng rực rỡ kỳ quái. Ánh mắt Hàn Lập lập lè, hiện ra một tia nghi hoặc, tựa hồ biết được lai lịch của vật này, nhưng lại có vẻ không thể tin được. Bỗng nhiên bàn tay hắn cuốn một cái, hàn quang chợt lóe, một thanh đoạn kiếm màu trắng nhạt xuất hiện trong tay, kiếm dài nửa thước, tuy rằng thoạt nhìn hàn quang lập lòe, nhưng rõ ràng là một pháp khí bình thường, hàn lập khẽ động cổ tay, đoạn kiếm lập tức hóa thành một tia sáng trắng hướng vào trong hộp ngọc vào tới. Sau một khắc, mũi kiếm đâm vào khối kim loại đỏ đậm trong hộp ngọc. Một màn kinh người hiện ra, vô thanh vô tức, Mũi kiếm vừa mới chạm vào kim loại đỏ đậm một cái, cả thanh đoản kiếm giống như là một ngọn nến bị hòa tan ra, hóa thành một luồng khói xanh biến mất không chút dấu vết. Viêm kim chi tinh, đạo hữu vậy mà lại tìm được vật ấy. Hàn lập biến sắc, âm thanh khô khốc nói ra. Hàn đạo hữu ánh mắt thật tinh chuẩn. Viêm kim chi tinh này là đỉnh giai tài liệu luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo, thậm chí nếu đem trộn một ít vào trong pháp bảo bình thường, có thể bỗng nhiên gia tăng hỏa thuộc tính thần thông, Bảo vật tiêu hao của đạo Hiếu dù có chân quý chăng nữa, nghĩ rằng dùng cái này cũng đủ để đền. Hứa lão quái nhìn Hàn Lập đang cầm hộp ngọc màu xanh, nói ra chậm rãi. Đạo hữu thực sự quyết định làm thế này, tại hạ đúng là có thể dùng viêm kim chi tinh này. Thế nhưng vật ấy quý hiếm như thế, Hàn Mỗ cũng sẽ không để Hứa huynh chịu thiệt. Vậy đi, ta sẽ bồi thường thêm 500 vạn linh thạch, cũng coi như là nửa mua nửa trao đổi. Vẻ kinh ngạc dần dần biến mất trên mặt, Hàn Lập tự tính toán một chút sau đó bỗng nhiên cười nói ra. Hay lắm, tất cả theo như hàn đạo hữu nói đi. Vốn là bởi vì đem ra viêm kim chi tinh mà cảm thấy đau lòng, nhưng khi nghe xong lời của hàn lập, hứa lão quái sắc mặt hòa hoãn, gật đầu một cái đồng ý. Đối với hắn, cái viêm minh chi tinh này dù có quý hiếm, nhưng so sánh với tiền đồ đứa cháu mà mình ký thác bao nhiêu kỳ vọng, tự nhiên là điều sau nặng hơn vài phần.